chương 1484, trùng ảnh. Hàn Lập nghe được truyền âm này tuy bên ngoài nét mặt không lộ sắc nhưng trong lòng cũng đã động. Nhưng hắn chưa kịp truyền âm trả lời thì bỗng nhíu mày, lập tức quay đầu về một phương khác nhàn nhạt nói, người nào lén lút trốn ở nơi đó. Lời này của Hàn Lập khiến hai người nguyên giao hoảng sợ, đám cao gia yêu vật tại phụ cận cũng ngẩn ra đồng thời nhìn về nơi đó bộ dạng như lâm đại địch ha ha, thần thông của Hàn đạo hữu quả là bất phàm, một chút thần thông ẩn nặc của kim mũ không thể giấu giếm đạo hiếu, một trận cuồng tiếu từ hư không truyền ra, kim quang lóe lên, một đạo kim ảnh từ hư không mà hiện đây chính là kim mau thương viên kim linh. Tuy trong miệng hắn cười lớn nhưng ánh mắt nhìn hàn lập lại trở lên băng hàn vô cùng. Còn hai người nguyên giao nghiên lệ vừa thấy kim viên thì liền đổi sắc mặt. Các nàng ở địa uyên nhiều năm như vậy nên đương nhiên biết rõ sự lợi hại của kim viên, ngay cả khi hai nàng vô cùng tin tưởng vào thực lực hàn lập thì cũng không dám hy vọng hắn có thể đánh được tồn tại cấp luyện hư hậu kỳ, lại còn hơn 10 cao gia yêu vật khác muốn thoát thân quả là si tâm vọng tưởng chúc mừng kim huynh cũng đã bình yên thoát khỏi hiểm cảnh hàn mỗ cùng đạo hữu lạc nhau trong sương mù quả thực vô cùng lo lắng nhưng xem ra là tại hạ đã quá lo nghĩ rồi với tu vị của kim huynh quỷ vật đâu thể gây khó khăn mục quang hàn lập lóe lên bất động thanh sắc nhàn nhạt nói tại hạ tuy có chút bản lĩnh bảo mệnh nhưng so với hàn đạo hữu thì kém xa đạo hữu lấy tu vị linh tướng lại có thể tự mình rời khỏi sương mù điều này mới khiến kim mỗ cực kỳ khâm phục Gương mặt đầy lông của Kim Linh khẽ cười, Hàn Mỗ đâu có được bổn sự đó, tất cả là nhờ Nguyên Tiên tử cùng Nghiên Đạo hữu tương trợ. Hàn Lập lắc đầu trả lời, hai vị tiên tử cho dù có biện pháp thoát ra khỏi sương mù nhưng nếu không được Hàn huynh xuất thủ tương trợ thì chỉ sự cũng không thể ứng phó với nhiều lệ quỷ hung phách được. Kim Linh tỏ vẻ từ chối bình luận, Hàn Lập cũng chỉ cười mà không nói, nhưng trong đầu đang không ngừng tính toán. Tuy rằng hắn tự tin thần thông bản thân không dưới Kim Linh, thậm chí hơn 10 cao gia yêu vật kia đồng loạt ra tay thì hắn cũng nắm chắc 7-8 phần bình yên bỏ chạy. Nhưng đó là tình huống chỉ có một mình hắn, nếu mang theo hai người nguyên giao nghiên lệ thì hắn không nắm chắc đủ 5 phần. Một chuyện mạo hiểm lớn như vậy không đáng để làm. Dù sao nơi này cũng là minh hà chi địa luôn có những chuyện quỷ dị không thể đoán trước, vậy cứ nên chờ một cơ hội khác là hơn. Thoáng chốc Hàn Lập đã có quyết định nên lúc này thong dong cùng Kim Linh nói chuyện phiếm. Kim Viên thấy Hàn Lập vẫn không có dị đồng thì cũng yên tâm, đồng dạng mỉm cười đối đáp. Thoạt nhìn thì hai người không khác hảo hữu tương giao nhiều năm, ngay lúc bọn họ nói chuyện thì lục quang chợt lóe phía chân trời, độn quang không một tiếng động đây chính là một thanh chân đạp kim hoa phi độn trở về. Hàn Lập thoáng ngẩn ra nhưng lập tức nhớ đến việc nàng có sở hữu một loại độn thuật quỷ dị như truyền tống trận thì thoáng giật mình. Lục quang chấp lên vài cái đã xuất hiện phía trên đỉnh đầu đám người Hàn Lập, thân hình Mộc Thanh cũng hiện lên rõ ràng tham kiến chủ nhân, kim viên không người, cung kính lên tiếng, kim lão vẫn bình yên vô sự, thật là chuyện may mắn. Mộc thanh vừa thấy kim viên trở lại thì sắc mặt liền tỏ ra vui mừng. Cũng là nhờ vài món hộ thân bảo vật chủ nhân ban thưởng lúc trước, nếu không chỉ sợ kim linh cũng không thể bình yên vô sự trong đám quỷ vật. Cuối cùng lại nhờ vào đại thần thông của hai vị lục túc đại nhân và địa huyết đại nhân mới có thể thoát ra. Kim Linh cung kính đáp, ừm, um, cơn lốc vừa rồi đúng là do lục túc đạo hữu ra tay đây cũng là lần đầu ta biết lục túc đạo hữu còn tinh thông phong thuộc tính thần thông mộc thanh chậm rãi nói trong lời nói dường như hàm chứa một chút khó hiểu lục túc đại nhân thần thông to lớn đã vượt xa so với dự đoán chẳng qua cũng nhờ vậy mà mới có thể dễ dàng tiêu diệt mấy quỷ vật và khôi lỗi đó kim linh trầm giọng nói lời này kim lão nói không sai nơi này nguy hiểm trùng trùng đương nhiên thần thông của lục túc đạo hữu càng lớn càng tốt nếu ta đã đắc thủ thì những người khác chắc cũng sẽ không tốn nhiều thời gian Nói xong Mộc Thanh lại ngẩng đầu nhìn về phía xa đằng cuối chân trời. Cũng quả thực là xảo hợp, đúng lúc nàng ngẩng đầu thì tại phương xa linh quang chấp động, một đoàn hắc khí xé gió vọt đến. Một lát sau, đoàn hắc khí này đã như lưu tinh cản nguyệt cực nhanh đến trước mặt mọi người. Hắc khí thu lại hiện ra dung mạo của Mỹ phụ đầu bạc, nét mặt nàng so với trước tuy không có biến đổi nhưng khí thức trên người so với lúc trước đã yếu đi vài phần có lẽ do đã tiêu hao không ít pháp lực. Mỹ phụ nhíu mày hỏi, lục túc đạo hữu cùng địa huyết đạo hữu vẫn chưa trở về lấy bản lĩnh của lục túc còn có địa huyết lão quái tương tự sao có chậm hơn hai ta được điều này tiểu muội cũng không rõ lắm nói không chừng hai người đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn lam tỷ tỷ tám gã quỷ vương đâu rồi không phải là chúng cũng theo tỷ đuổi giết gã khôi lỗi kia sao vẻ mặt mộc thanh đầy kỳ quái hỏi ngược lại đối phương dùng thủ đoạn tự bạo khiến chúng đều bị thương không nhẹ nên đã bị ta thu vào âm vân túi để tính dưỡng một chút nhưng dù sao cũng mong cho hai người lục túc đạo hiếu không gặp phải chuyện gì nếu không chỉ bằng vào ta và ngươi thì khó có thể mơ tưởng đến minh hà thần nhũ Nghĩ phụ đầu bạc giải thích đôi chút rồi chuyển sang chuyện khác nét mặt chất chứa đầy tâm tư mộc thanh mỉm cười đang định mở miệng nói điều gì thì bỗng nhiên một tiếng nổ vang từ hướng khác truyền đến đây chính là hướng mà hai người lục túc đuổi theo đối phương nghe thấy tiếng động kinh người mộc thanh cũng nghĩ phụ đầu bạc liếc mắt nhìn nhau ai cũng có thể thấy được vẻ kinh hoàng trong mắt đối phương chẳng lẽ là Nghĩ phụ trần trừ do dự, lời còn chưa nói xong thì một tiếng tiêm minh chói tai từ nơi đó truyền đến. Tiếng động này vừa đập vào tai thì Hàn Lập đã cảm thấy đầu óc ong ong, hai mắt tối sầm, lập tức rơi thẳng từ trên cao xuống. Không tốt, phản ứng đầu tiên của Hàn Lập là lập tức phong bế hai tai, đại diễn quyết trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Nhưng điều khiến Hàn Lập biến sắc chính là tiếng tiêm minh kia tựa hồ không quản đến việc hắn tự phong bế thính giác của mình và vẫn công kích trực tiếp vào thần thức tuy đại diễn quyết thần diệu vô cùng nhưng mới chỉ vận chuyển được một nửa đã bị tiếng tiêm minh mạnh mẽ đánh tan khiến hiệu quả trợ giúp của nó trở nên nhỏ bé vô cùng hàn lập trong lúc hoảng sợ cũng không kịp nghĩ nhiều mà lập tức hét lớn một tiếng thần thức trong đầu hắn bỗng cảm thấy buốt nhói đây chính là kết quả của việc hắn tự thi triển tinh thần thứ với mình khiến hắn có thể tạm thời thoát khỏi sự ảnh hưởng của tiếng tiêm minh kia tạm thời khôi phục quyền khống chế thân thể nhanh chóng thúc giục pháp quyết bên ngoài thân hắn rền vang tiếng sấm một tàng kim hồ lập tức hiện ra bao phủ quanh người tiếp đó hai tay đen trắng phân minh khẽ vỗ vào nhau. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, nhất thời ngũ sắc quang mang cùng hôi sắc hà quang bộc phát cuốn lấy nhau tạo thành song tầng hộ cháo bảo vệ toàn thân. Dưới tầng tầng phòng hộ nghiêm mật như vậy thì rốt cuộc tiếng tiêm minh cũng đã yếu đi hơn phân nửa khi đánh vào trong thần thức hàn lập, thân hình hắn rung lên, một lần nữa ổn định lại. Chẳng qua ánh mắt hắn khẽ đảo qua nơi khác thấy hai người nguyên giao và nghiên lệ đang rơi tự do từ trên không xuống, mắt thấy hai nàng sắp đập xuống đám loạn thạch thì hắn không chút lưỡng lự hư không xuất ra một chảo về phía nhị nữ. Phốc, một mảnh hôi hà hóa thành vô số hôi ti bắn đi, trong nháy mắt đã tới trước mặt nhị nữ, linh quang lóe lên, cả hai dưới sự bảo hộ của nguyên từ thần quang từ từ được cuốn về bên cạnh Hàn Lập. Hàn Lập mở rộng lớp quang diễm hôi hà bên ngoài cơ thể bao phủ nhị nữ vào bên trong khiến gương mặt tái nhợt của hai nàng khôi phục vài phần huyết sắc, một lần nữa có thể tự bay lên. Lúc này những tiếng bịch bịch liên tiếp ở đằng kia truyền tới, đã có hơn 10 cao gia yêu vật không thể ngăn cản tiếng tiêm minh nên đã rơi thẳng xuống đất. Tuy rằng đám yêu vật này ra dày thịt béo nên cho dù rơi từ trên cao xuống không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng chúng đều lấy tay ôm lấy hai tay lăn lộn đau đớn. Các loại hộ thể linh quang bên ngoài thân bọn chúng không ngừng bùng lên nhưng căn bản là không có chút hiệu quả ngăn cản nào. Hàn lập hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua một nơi khác. Chỉ thấy Kim Linh chẳng biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Mộc Thanh, kim hoa dưới chân nàng phóng ra phiến phiến hoa ảnh đem cả hai bảo vệ bên trong, khiến hai người có vẻ không chịu ảnh hưởng nhiều của tiếng tiêm minh. Còn về phần Mỹ phụ đầu bạc toàn thân cũng được bao trùm trong một tầng âm phong mơ hồ, thân hình không hề nhúc nhích hiển nhiên là tiếng tiêm minh không thể có ảnh hưởng đến bà ta. Chỉ là ba người này ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phương xa không chớp mắt, cũng bởi tiếng tiêm minh vọng tới từ phía cuối chân trời càng ngày càng to, thiên tượng cũng theo đó mà hiện lên. Một cử đại trùng ảnh xích hồng sắc hiện lên phía chân trời, Trùng ảnh này lớn đến nỗi che kín cả nửa bầu trời, một đôi mắt kép đen như mực của nó không ngừng chuyển động, hàn quang bắn ra bốn phía. Một đôi cảnh mỏng của nó lại như hai phiến quang mạc không ngừng rung lên. Đây là hình ảnh của một con ruồi phóng lớn không biết bao nhiêu lần. Tiếng tiêm minh khiến Hàn Lập thiếu chút nữa ăn không ít đau khổ đúng là được phát ra từ đôi cánh này, bằng mắt thường có thể nhìn tê hấy từng gợn sóng ba động trong không khí tản ra mọi nơi rồi biến mất, nhưng trên thực tế nó không hề biến mất mà hóa thành tiếng tiêm minh rơi vào trong tai mấy người Hàn Lập với khoảng cách xa như vậy mà còn có uy lực đáng sợ nếu đứng gần trùng ảnh kia thì căn bản không cần chiến đấu chỉ bằng vào âm thanh phát ra từ đôi cánh cũng đủ để tiêu diệt các đối thủ có tu vị thấp nhưng trùng ảnh này hiện giờ cũng không phải chỉ huy động hai cánh mà tại nơi đó còn phun ra vô số xích hồng quang trụ dày đặc như mưa cơ hồ bao phủ toàn bộ khu vực không gian phía dưới tuy rằng không thể cảm nhận được uy lực của xích hồng sắc quang trụ nhưng từ xa nhìn lại vùng không gian hồng sắc quang trụ bao phủ đã hóa thành sắc đỏ như máu không biết đó chỉ là phản quang hay là do quang trụ thực sự đốt cháy cả không gian. Mà tại bên cạnh hồng sắc quang trụ hóa thành cử võng đang có hai vật thể liều mạng né tránh đòn công kích từ quang trụ. Hai vật thể này cũng lớn khoảng 10 trượng, nhưng so với trùng ảnh che trời kia thì quả thực quá nhỏ bé khiến người ta không chú ý. Lam mang trong mắt hàn lập trợt lẽ, nhất thời thấy rõ ràng hai vật thể đang chấp động như loài quỷ mị này. Trong đó rõ ràng là một con tử huyết khôi lỗi thu nhỏ mấy chục lần còn bộ dạng của vật thể còn lại khiến Hàn Lập chấn động không thôi. chương 1485, Phù Du Tộc và Trùng Hải Vật còn lại là một quái vật cả người tối đen như mực, trên đầu mọc ra những chiếc râu rất dài, sáu chi như sáu thanh đao. Quái vật này không lớn hơn so với huyết hồng khôi lỗi là bao, nhưng trên người trải rộng lông mau cứng rắn, hai mắt hắt ra những tia hồng quang lành lạnh, sau lưng bốn cái cánh đang phe phẩy. Nhưng chỉ có một đầu con quái trùng khổng lồ, con quái trùng này cùng tử huyết khôi lỗi tiến lại gần trùng ảnh, thực sự có thể chống lại tiếng tiêm minh mà vẫn bình yên vô sự. Hơn nữa chúng chấp động liên tục đầy quỷ dị, từng đạo ánh sáng màu đỏ nhìn như xuyên thủng thân hình cả hai, nhưng trên thực tế chỉ là đánh trúng hư ảnh của bọn họ mà thôi. Tử huyết khôi lỗi vừa tránh né đồng thời trong tay vừa xuất hiện một thanh búa lớn, từng đạo phủ mang hình bán nguyệt chém xuống tơi tấp. Con cự trùng màu đen công kích lại càng thêm quỷ dị, sáu chi chấp động liên tục đồng thời bắn ra rất nhiều đạo ánh sáng màu đen. Công kích của hai người hơn phân nửa đều bị cột sáng màu đỏ tiêu diệt chỉ số ít thông qua cự võng nhưng vừa tiến tới cách trùng ảnh hơn 10 trượng đã bị một tầng vô hình lực ngăn cản. Đây là cái gì, chẳng lẽ là tồn tại cấp yêu phù? Mỹ Phụ vừa thấy trùng ảnh, nhất thời hô lên thất thanh. So với việc này, ta càng cảm thấy hứng thú với bản thể của lục túc đạo hiếu. Đồng từ Mộc Thanh co rụt lại, lẩm bẩm trong miệng. Mộc đạo hiếu, hiện tại cũng chưa phải lúc tranh luận việc này. Tồn tại thiên phù cấp của phù du tộc gần sánh ngang với chân linh, nếu thực sự xuất hiện nơi đây, ta nghĩ rằng không có ai có thể thoát khỏi Mỹ phụ tử trong kinh hãi tỉnh táo lại, nét mặt nhăn nhó nói. Chẳng lẽ Lam tỷ tỷ nhìn không ra sao, xuất hiện nơi này chỉ là ảo ảnh của thiên phù cấp tồn tại mà thôi. Dường như là do gã khối lối bị đám người lục túc đuổi giết sử dụng bí thuật gì đó mà triệu hồi. Ảo ảnh này một khi hao hết huy năng, sẽ ngay lập tức biến mất. Lục túc cùng điệu huyết hẳn chắc chắn rất hiểu điểm này lúc này mới không ngừng kéo dài thời gian. một thanh bình tĩnh dị thường nói. ảo ảnh mỹ phụ đầu bạc ngẩn ra, lập tức cũng cẩn thận đánh giá hư ảnh của con bọ ruồi khổng lồ kia. một lúc sau mới thở dài yên tâm nói. đúng vậy, chỉ là ảo ảnh mà thôi. đại khái chỉ có hai ba thành uy năng của thiên phù chân chính. hơn nữa ảo ảnh cũng không có thần niệm chủ thể, nếu không hai người lục túc bọn họ cũng không có cách duy trì lâu. nhưng những công kích này cũng có điểm lợi hại, khôi lối cùng lục túc vẫn không dám đón đỡ công kích. Đây là lẽ tự nhiên, cho dù chính là hư ảnh uy năng đơn thuần, thiên phù cấp tồn tại trong phù du tộc cũng sắp xỉ chân linh. Chúng ta làm sao có thể ứng phó? Mộc Thanh khẽ nhếch miệng, hai người hiểu rõ chân tướng trùng ảnh kia, hiển nhiên không đuổi theo. Chỉ đứng tại chỗ nhìn cuộc chiến ở phía xa, chờ cho đến khi uy năng của trùng ảnh hao hết. Hàn Lập ở một bên chú tâm lắng nghe, sắc mặt không tránh khỏi xuất hiện vài tia dị thường. Trơ mắt nhìn sự tình phát sinh, hắn cũng không thể làm điều gì, hiển nhiên cũng không lên tiếng. Lúc này, Mỹ Phụ đảo mắt nhìn đám cao gia yêu vật đang lăn lộn trên mặt đất, nhíu mày, tay áo nàng rung lên. Một đoàn ánh sáng màu đen thổi quét qua, nháy mắt đã bao quanh đám yêu vật ở trong đó. Nhất thời thần trí yêu vật tỉnh táo trở lại, rốt cục ngừng lăn lộn, nhưng vẫn thân thể vô lực, không thể đứng dậy. Thấy tình hình như vậy, Mỹ Phụ hài lòng, một lần nữa quay đầu nhìn chằm chằm cự đại trung ảnh ở phía xa. Quả nhiên, như lời Mộc Thanh nói, cự đại trung ảnh nhìn uy lực, Bên ngoài thân thể bộc phát ra những tia hồng quang chói mắt, một tiếng nổ lớn vang lên, nó đột nhiên vỡ vụn ra, cuối cùng hóa thành một đoàn quang hà đỏ đậm biến mất vô tung vô ảnh. Cột sáng đỏ đậm cũng nháy mắt biến mất trong hư không. Quái trùng màu đen và tử huyết khôi lỗi vốn vẫn đang cùng nhau tránh né cột sáng đỏ đậm cũng thở dài một hơi, đồng thời thân hình bất động tại chỗ. Tử quang cùng Hắc Mang trên hai người lưu chuyển không ngừng, dần dần khôi phục nguyên khí, hai người khẩn trương độn quang hướng đến chỗ đám người Mộc Thanh. Một lát sau, tử huyết khôi lỗi cùng linh trùng màu đen đi tới chỗ đám người Mỹ Phụ. Tuy rằng trong lòng đã sớm nhận định quái trùng chính là do lục túc biến thành, vẻ mặt Mộc Thanh và Mỹ Phụ vẫn ngưng trọng nhìn chầm chầm quái trùng này. Kết quả đầu vai tử huyết khôi lỗi chợt lóe ra huyết quang, hai gã huyết bào nhân từ từ đi ra, hai người vừa rồi ẩn ở bên trong khôi lỗi. Trên người quái trùng hắc mang lưu chuyển không ngừng, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, linh quang chợt lóe lên, sau đó một bóng người mờ ảo hiện ra rõ ràng là lục túc. Chính lúc này, chiếc áo choàng màu đen hắn vẫn mặc đã biến mất để lộ ra khuôn mặt thật. Hàn lập xem xét việc lúc nãy trong lòng giật thót. tuy diện mạo lục túc hiện ra một nửa nhưng khẳng định là không khác một nam tử bình thường. da thịt sáng bóng, đôi mắt màu xanh biếc, thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi. đôi mắt màu xanh nhìn như đang chuyển động, làm cho người ta cảm giác lạnh xương sống. thật sự đúng là lục túc đạo hiếu. mỹ phụ dài thở ra một hơi nói: ta ị sao làm đạo hữu đối với tại hạ còn hoài nghi? Lục túc ở trên cao hai tay chắp sau lưng, bâng quơ nói. Lục túc huynh cũng là linh trùng chi khu, không biết có quan hệ gì với phù du tộc hay không. Trong mắt Mộc Thanh chợt lóe lên dị sắc, rồi lại bỗng nhiên ngắt lời hỏi trước. Phù du tộc, không biết nên trả lời nhị vị đạo hữu thế nào cho phải. Nguyên bản ta xuất thân từ bộ tộc này, lục túc mỉm cười, khẩu khí nhẹ nhàng bâng quơ nói. Vừa nghe lời này, sắc mặt Mộc Thanh cùng Mỹ Phụ đều biến đổi sắc mặt. Nói như vậy lục túc huynh từ ban đầu đã biết nơi đây nên cố ý dẫn dụ mấy người chúng ta tới đây. Không biết những khôi lỗi của phù du tộc này có quan hệ thế nào với đạo hữu Mỹ phụ lạnh lùng lên tiếng. Điểm này, nhị vị đạo hiếu có thể đã hiểu lầm tại hạ. Ta tuy rằng biết thánh địa trong tộc, nhưng năm đó tu vi ta thấp kém, không biết rõ vị trí cụ thể của thánh địa. Tại hạ đợi nhiều năm trên địa huyên như vậy, đã dậm chân ở cảnh giới hiện tại không biết bao nhiêu năm tháng. Nếu sớm biết địa huyên có thông đạo tới đây, thì không có lý do gì chờ đến bây giờ mới đưa các vị tiến vào đây quả thực bản nhân trong lúc vô ý mới phát hiện địa uyên có liên hệ với minh hà về phần phù du tộc họ sẽ phái khôi lỗi xuất hiện tại hạ thật không biết tình hình theo ta được biết tại thánh địa này bình thường mấy ngàn năm mới có thể mở ra một lần chúng ta mới tiến vào bất quá chỉ mấy trăm năm mà thôi tình hình như vậy còn việc gặp phải những khôi lỗi này chỉ có thể nói vận khí chúng ta thật sự không được tốt lắm nếu là tại hạ có quan hệ cùng phù du tộc làm có thể để khôi lỗi tiến vào nơi đây thần thông của các vị đạo hiếu tại hạ cũng hiểu vài phần lục túc bình tĩnh hồi đáp nghe xong những lời này của lục túc mỹ phụ cùng mộc thanh không khỏi liếc nhìn nhau tuy rằng hai người đều không thể tìm ra những điều mâu thuẫn trong lời nói của hắn nhưng hai người đều là những kẻ tu luyện không ít năm hiển nhiên biết đối phương nói có thật hay không chỉ là trong lúc nhất thời cũng không cách nào tìm được lời phản bác địa huyết đạo hiếu người cảm thấy thế nào Mộc Thanh khẽ quay đầu, đột nhiên hỏi hai gã huyết bảo nhân. Hai gã huyết bảo nhân từ lúc xuất hiện vẫn đứng trên hai vai tử huyết khôi lỗi, không nói một câu. Hiện tại nghe được Mộc Thanh hỏi, trong mắt hai gã huyết bảo nhân chợt lóe lên huyết quang, liếc nhìn nhau, một người trong chúng thản nhiên nói. Tại hạ cảm thấy được lục túc huynh không phải đang nói dối. Biết rằng thời gian lục túc huynh ở trên địa huyên tuy rằng không phải dài nhất, nhưng là cũng không phải ngắn. Quả thực lục túc huynh chẳng cần làm chuyện mở ám, chẳng lẽ nhị vị đạo hữu muốn trở về sao chúng ta đã đắc tội phù du tộc không thể lấy được minh hà thần nhũ nhị vị có thể sẽ cam tâm huyết bào nhân vừa nói vừa đứng bên lục túc thấy bộ dạng huyết bào nhân như vậy mộc thanh cùng mỹ phụ không khỏi đưa mắt nhìn nhau một lúc sau thần sắc mỹ phụ thay đổi một chút nở nụ cười nói nếu địa huyết đạo hữu đã nói như thế lão thân cùng mộc đạo hữu hiển nhiên cũng tin tưởng lục túc huynh bất quá nếu phù du tộc đã biết trong thánh địa không ổn vì sao không phái thật nhiều nhân thủ hoặc là cấp bậc kim phù cao giai lại đây như vậy chẳng phải chúng ta khó lòng mà chạy thoát. Nói rất hay, chỉ sợ là phù du tộc tuy rằng phát hiện dấu vết lần trước của chúng ta, nhưng không nắm được chính xác thời điểm lần sau được tiến hành vào lúc nào, cho nên không thể phái người canh gác quanh năm suốt tháng. Mà nơi này tuy rằng là thánh địa của phù du tộc, người bình thường của phù du tộc không thể tùy ý bước vào. Nếu cố tình xâm phạm, nhẹ thì tu vi đại lui, nặng thì chết ngay tại chỗ. Nếu gặp phải trùng hải đại quân hắc hắc chỉ sợ chúng ta ngay cả xương cốt cũng không còn lục túc bỗng nhiên lộ ra một tia kỳ quái nói vừa thấy nhắc đến trùng hải mỹ phụ dùng mình lập tức cười lên ha hả đáp lại lục túc huynh cần gì phải trêu chọc chúng ta như vậy mặc dù phù du tộc ở linh giới không có tiếng tăm lắm thậm chí rất ít có người biết đến nhưng đối với các tộc lân cận mà nói uy lực của phù du tộc sánh ngang tầm với mấy đại tộc trong linh giới phù du tộc cần gì phải xuất ra đại quân trùng hải đúng vậy theo tiểu muội được biết phù du tộc xuất động trùng hải cố nhiên ngay cả chân linh cũng phải tránh lui một phần nhưng làm như vậy cũng sẽ đả thương nguyên khí quá nửa bản tộc nếu không có tầm ảnh hưởng lớn nguy hại đến sự sống chết trước mắt tuyệt không sẽ dễ dàng xuất quân ánh mắt mộc thanh chợt lóe lên sau đó chấn định lại phân tích rõ ràng hắc hắc không thể tưởng được nhị vị đạo hữu hiểu, hiểu biết không ít về phù du tộc chúng ta đúng vậy đối phó với chúng ta chỉ cần một gã thiên phù cấp tồn tại là quá đủ Quả thực không cần làm những việc thừa thải kia, chúng ta nên nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội này. Phù du tộc cho dù muốn phái người đến, nhưng tiến tới nơi đây cũng không phải dễ dàng, ít nhất cũng phải mất mấy tháng. Thời gian này cũng đủ để chúng ta tìm được thần nhũ, tìm đường quay trở về. Lúc này, chúng ta cố nhiên bị quỷ vật mai phục. Nhưng cao dài quỷ vật tại Minh Hà cũng bị đánh chết không ít. Lộ trình sau này chắc chắn sẽ thoải mái hơn. Hiện tại trong tay các người còn có âm binh cùng khôi lỗi còn có thể sử dụng ánh mắt lục túc đảo qua mọi nơi, trầm giọng hỏi. Chương 1486, âm thủy quỷ tinh và ngũ long chát. Bị quỷ vật đánh lén, tuy rằng động tác của ta rất nhanh nhưng thu hồi khôi lỗi cũng không kịp. Một gã huyết bào nhân nói, lão thân thấy tình hình ngày càng tồi tệ, chẳng những mấy con quỷ vương bị khôi lỗi đả thương rất nặng, toàn bộ âm binh cũng bị lục túc huynh thi triển phong thuộc tính thần thông tiêu diệt. Mỹ phụ đầu bạc khẽ thở dài, làm đạo hữu hà tất phải nói như vậy, tuy rằng lúc trước chúng ta có giao ước, đạo hữu chỉ cần luyện chế 8.000 quỷ binh. Nhưng đạo hữu đã mang theo âm khí tinh thuần, số lượng không chỉ có bằng ấy. Chắc hẳn đạo hữu đã luyện chế ra một ít âm giáp huyền quỷ. Tình hình hiện tại đã như vậy, cũng không phải là quá tệ. Trong mắt lục túc chợt lóe lên tia sáng, âm trầm nói. Mỹ phụ đầu bạc nghe những lời này, ngẩn ngơ một lúc, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Không thể tưởng được lục túc huynh cũng biết việc này. Đúng vậy, lão thân vì lo xa cho nên luyện chế ra 500 quỷ binh tinh nhuệ, Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng thực lực mỗi quỷ binh so với âm giáp huyền quỷ hơn hẳn một bậc. Tốt lắm, lộ trình về sau, dù có gặp phải nguy hiểm cũng không còn đáng ngại bởi đã có số khôi lỗi còn sót lại cùng với mấy trăm âm binh hỗ trợ. Ta không biết các vị đạo hữu còn có tính toán gì khác không, nhưng mục đích cuối cùng là lấy Minh Hà thần nhũ. Chúng ta mau chóng chuẩn bị hành trang, các ngươi nghĩ xem nên hành động như thế nào. Tại hạ sẽ không mảy may quan tâm, nhưng ai đến đây cũng có mục đích từ trước đó. Tốt nhất các vị không cần phân tâm những việc khác, cũng không cần tính toán những việc nhỏ nhặt. Nếu không đừng trách tại hạ không nể mặt, ánh mắt lục túc đảo qua trên mặt ba người còn lại, vẻ mặt hắn tràn ngập một tiêu uy hiếp. Thần sắc Mỹ phụ đầu bạc khẽ động, Mộc Thanh không chút thay đổi sắc khí, huyết quang trong mắt hai gã huyết bào nhân chợt lóe lên. Tất cả đều không tỏ vẻ gì khác thường, giống như chưa từng nghe những lời vừa rồi của lục túc. Lục túc thấy mấy người không có biểu hiện gì, một tay phất lên, miệng hô khẩu hiệu xuất phát. Lúc này, hắn hóa thành một đoàn ánh sáng màu đen, hướng về phía mục tiêu. Phía dưới cách hơn 10 trượng, cao dài yêu vật cũng độn quang theo. Hai gã huyết bào nhân thấy vậy, bốn ống tay áo chạy run lên, vô số những điểm đen từ trong tay áo bay ra, trong nháy mắt rơi xuống đất, bộc phát ra những ánh hào quang đa sắc màu, rồi hóa thành một đám khôi lỗi bộ dạng khác nhau. Đám khôi lỗi này hiển nhiên là do hai gã huyết bào nhân lưu lại. Chẳng những mỗi người hoàn chỉnh như mới mà còn tinh xảo diệu kỳ. Lúc này, Mỹ phụ đầu bạc cũng dương tay lên, tung lên một túi da màu đen đồng thời sử dụng pháp quyết thúc dục liên hồi. Túi da này quay tròn trên không trung rồi hạ xuống, miệng túi nhất thời đảo ngược lại, từ bên trong túi, một cơn lốc xoáy ẩm ẩm lao ra, bụi bay mù trời, một đội hắc giáp quỷ binh hiện ra. Bộ dạng của đám quỷ binh chiến giáp so với âm giáp huyền quỷ lúc trước không kém là bao nhiêu, thoạt nhìn chúng có khi còn chắc chắn hơn vài phần, hơn nữa về hình thể đám quỷ binh này so huyền quỷ còn cao lớn hơn hẳn. Từ đằng xa nhìn lại, trông chúng giữ tợn dị thường. Đi, tiếng Mỹ phụ phân phó, ngay tại lúc đó đám quỷ binh tạo thành một vòng tròn, hóa thành một mảng mây mù tối đen, cuồn cuộn lao về phía lục túc. Nguyên giao cùng nhiên lệ kiên trì đi theo hàn lập, đám khôi lối cũng bay lên không chung, đủ loại linh quang bao vây lấy tầng trời thấp. Tất cả tử huyết khôi lối bay lên, hai gã huyết bảo nhân vẫn đứng vững trên vai. Thấy tình hình như vậy, một thanh lạnh nhạt, liếc nhìn hàn lập, bàn chân đạp lên kim hoa, hóa thành một đạo độn quang bắn nhanh đi. Hàn đạo hiểu, chúng ta cùng trở lại. Ánh mắt Hàn lập thoáng nhìn, chỉ thấy Kim Linh tựa hồ cười nhạt, nói. Bộ dạng cùng tiến cùng lui với hắn. Sắc mặt Hàn lập không hề biến dạng, hắn gật gật đầu, một luồng ánh sáng màu xanh bao quanh thân hiện lên, hóa thành một đạo thanh hồng. Kim viên cười khe khẽ hắc, hắc, cũng hóa thành đạo kim quang theo sát phía sau. Mấy ngày sau, ở sâu trong minh hà chi địa, xuất hiện đám quỷ vật với nhiều hình dạng khác nhau, chúng đang lẳng lặng đứng trước cửa một thạch động đám quỷ vật này bị một tầng khói nhẹ bao vây, bên trong chính là một ảnh tử mờ ảo, ngoài ra còn có một khung xương lớn, ước chừng cao vài trường. Cái này đã từng giao thủ với Hàn Lập, gạt bỏ qua quỷ nữ áo bảo trắng mà đi, rõ ràng chúng không phải cụt tay cụt chân, chỉ là hơi thở cực trên người kỳ yếu. Ngay cả quỷ nữ kia làm cho Hàn Lập cảm thấy khó giải quyết, đột nhiên một cánh quỷ nữ áo bảo trắng kia thu lại trong ống tay, không cánh mà bay, biến thành quỷ nữ cụt một tay. Bộ dạng quỷ vật này rõ ràng đều rất chật vật, bên trong quỷ vật này có một gã mặc chiến giáp màu đỏ, trên mặt cũng mang chiến giáp. Rõ ràng đó là huyết giáp khôi lỗi trong phù du tộc. Nhìn bề ngoài, gã khôi lỗi này so với huyết giáp khôi lỗi bình thường không có gì khác nhau, nhưng ánh mắt quỷ vật bốn phía nhìn khôi lỗi lại ẩn chứa vài phần kính sợ, hơi chút e ngại. Khôi lỗi này đứng trước nhiều cao dai quỷ vật như vậy, thân hình vẫn không nhúc nhích, nhìn cửa động trước mắt thâm thúy dị thường, ánh mắt chấp động liên tục. Lúc sau, một tiếng thở dài từ sâu trong động quật truyền ra, cùng với tiếng thở dài này một thanh âm già nua, các hạ thân là sứ giả phù du tộc thế mà lại tìm tới lão phu, chẳng lẽ các hạ tìm lầm người sao? Vừa nghe lời này, thần sắc quỷ vật trước cửa động lập tức tiêu điều, trong mắt tên huyết giáp khôi lỗi xuất ra một tia sáng kỳ lạ, đồng thời mở miệng. Tiền bối, tại hạ làm như thế cũng là bất đắc dĩ. Lần này, phá giới xâm nhập thánh địa, ở phía xa một đám người cứ quấy nhiễu ở ngoài. Trong đó có bốn năm tên tương đương với thiên phù cấp tồn tại. Ngoại trừ ta thoát được, mấy gã khôi lỗi hóa thân khác đều đã bị hủy, cho dù ta đã phát ra tin tức cầu viện. Nhưng muốn mở ra thánh địa nhanh nhất cũng phải nửa năm. Thời gian dài như thế, chỉ sợ những người này đã sớm trốn thoát. Hy vọng tiền bối nghĩ đến giao tình bấy lâu nay cùng bản tộc, ra tay tương trợ một phen. Huyết giáp khôi lỗi khom lưng cung kính. Hừ, trước kia, lão phu cùng phù du tộc từng có giao ước, chỉ cho ngươi mượn thánh địa sống tạm một thời gian mà thôi, không phải đi nhờ vào phù du tộc. Nếu tính thù lao, lão phu năm đó sớm trả nợ. Lần này tiến vào Minh Hà chi địa, các người muốn ta triệu tập đám quỷ vật hiệp trợ, ta cũng miễn cưỡng đáp ứng rồi. Bây giờ còn bảo ta tự mình ra tay giúp các người diệt địch, các người đúng là được đà lấn tới. Thanh âm già nua hừ một tiếng, chấn động cả động quật, có vẻ cực kỳ bất mãn. Khương tiền bối, vạn bối cũng không biết ngài từng có giao ước gì cùng bản tộc, nhưng với thần thông của tiền bối đối phó mấy người này là việc quá nhẹ nhàng. Nếu tiền bối thật sự cảm thấy được không tiện ra tay, thì có thể cho vãn bối mượn ngũ long chát được chứ. Ánh mắt khôi lỗi chuyển động vài cái, liền nói, ngũ long chát là bảo vật trí tôn hạng nhất hạng nhì của lão phu, lão phu làm sao có thể cho ngươi mượn. Ngày đó, lão phu vì tiến vào minh hà chi địa, hướng tới mấy vị trưởng lão trong tộc, trả giá cũng không ít. Lão giả tựa hồ nhớ lại chuyện cũ, thanh âm lạnh lùng. Trong lòng huyết giáp khôi lỗi đột một thoáng chút do dự, một tay sờ trên người lấy ra một cái bình nhỏ tối đen lớn bằng ngón tay cái, tinh xảo dị thường. Trước khi vãn bối xuất phát, các trưởng lão trong tộc ban thưởng cho ta cái bình nhỏ này. Đây là âm thủy quỳ tinh tại hạ nguyện ý dùng vật này để đổi lấy tiền bối ra tay giúp sức một lần. Huyết giáp khôi lỗi cẩn thận đặt chiếc bình xuống, âm thủy quỳ tinh, y ngưng trọng một hồi, tựa hồ có chút giật mình. Vật ấy hơn 10 vạn năm mới có thể hình thành, khó mà tìm thấy tại linh giới, có thể xem như bảo vật quý hiếm. Khôi lỗi cảm nhận được đối phương đang do dự, trong lòng bình tĩnh lên tiếng. Siêu một tiếng, từ trong động quật, một cỗ hắc hà bay ra tốc độ cực, cuốn lấy chiếc bình nhỏ đem vào trong động quật khiến huyết giáp khôi lỗi chỉ kịp ngước nhìn. Không sai, đây đúng là âm thủy quỷ tinh. Xem ra các người đã sớm có tính toán với lão phu. Một lát sau, thanh âm già nua lại truyền ra, nhưng lần này trong thanh âm ẩn chứa một tia cao hứng. Vậy là tiền bối đã đáp ứng nguyện vọng. Huyết giáp khôi lỗi trong lòng vui vẻ. Ta sẽ đáp ứng, nhưng ta từng có giao ước với các trưởng lão trong tộc trần áp âm khí tại đây. Trong thời gian này âm khí chi nguyên tại đây không ổn định cho nên ta không thể rời đi. Vì thế cho ngươi mượn ngũ long chát của ta, lão giả thoáng do dự, sau mới cất tiếng nói, đa tạ tiền bối, có ngũ long chát trong tay, vãn bối một mình có thể diệt năm tên thiên phù cấp tồn tại. Huyết giáp khôi lỗi mừng rỡ nói, đã xong, vậy tiếp nhận bảo vật đi, trong động quật tiếng quát của lão giả cũng thật lưu loát, một đạo ngân quang theo bên trong bắn ra, rồi lóe lên dừng lại khoảng không trước mặt huyết giáp khôi lỗi huyết giáp khôi lỗi vội vã ngưng thần nhìn nhận, chỉ thấy một chát đao màu trắng bạc trôi nổi trên không trung, ngoài trừ mặt ngoài sáng bóng như gương, còn lại không thấy một tia kỳ diệu nào. Tiền bối, cái này, cái này thật sự là ngũ long chát, huyết giáp khôi lỗi nhận lấy chát đao, cẩn thận quan sát kỹ càng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc hắc hắc. Như thế nào, người còn sợ lão phu lừa gạt sao? Lão giả phát ra một tiếng cười lạnh, không dám, chỉ là chát đao này. Huyết giáp khôi lỗi trong lòng dùng mình, vội vàng giải thích hai câu. Đúng lúc này, chát đao rung lên trong tay, bỗng nhiên làm chấn động năm ngón tay rồi bay vút khỏi tay. Bảo vật xoay quanh trong không trung, tỏa ra ánh hào quang tiếp theo một tiếng thanh minh long ngâm hậu hư ảnh giao long ngũ điều khổng lồ ở chát đao từ từ hiện lên với nhiều sắc màu trong không trung, dương nanh múa vuốt, thanh thế kinh người. Năm đó, lão phu đi du ngoạn ở đại lục khác, chiếm được khi chém giết ngũ điều đại thần thông ác giao, dùng thi cốt của chúng cùng tinh hồn cô động mà tạo nên vật trí bảo, khi luyện chế đi ra nó liền đi lên vạn linh bảng thành thử lại là vật dẫn đầu thông thiên linh bảo thanh âm già nua ngạo nghễ nói vãn bối không hiểu hết tác dụng đã khiến tiền bối chê cười sau khi vãn bối diệt trừ vài tên kia từ ngoài đến lập tức sẽ đem nguyên vẹn bảo vật trả lại tiền bối huyết giáp khôi lỗi nhìn chát đao uy lực khác thường liền mừng rỡ vô cùng không còn hoài nghi nữa vội vàng bấm tay niệm thần chú nhất thời biến hóa chát đao thành một đạo ngân hồng nhập vào trong tay áo Chương 1487, khống chế. Ta đã sớm tu luyện tâm thần hợp nhất luyện chế ra Ngũ Long Chát, cho dù phá không mang ra đây thì ta cũng tự động thu hồi. Ta có thể cho ngươi mượn bảo vật, để phát huy ra toàn bộ uy lực, thế nhưng không phải ai cũng làm được, ngươi cũng thế không thể tự làm được. Huống hồ ngươi chỉ là phụ thể của khôi lỗi chi khu. Ta truyền cho ngươi một môn pháp quyết, dùng chính thần niệm để phát ra uy lực kể cả Ngũ Long Chát vẫn nằm trong tay. Tuy rằng uy lực được phát ra trong thời gian ngắn cũng đủ để đối phó với người ngoài, nhưng để sử dụng pháp quyết này, thần niệm của ngươi phải bám chặt vào khôi lỗi, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến chính bản thể. Ngươi còn muốn làm nữa không?" Thanh âm lão giả lên tiếng hỏi thêm một câu nữa. Nghe tới đây, hai mắt khôi lỗi chợt lóe lên, một lát sau nói, "Nếu tại hạ không thể cản đoàn người ngoại lai like kia, cho dù bình yên trở về phù du tộc thì chắc chắn cũng bị trọng phạt." Vãn bối tình nguyện xuất ra thần niệm hợp lại một phen. "Tốt lắm." ngươi có thể nghĩ như thế thì tốt, nghe đây, ta sẽ trực tiếp đem khẩu quyết truyền cho ngươi. Lão giả cười khà khà, tiếp theo không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Huyết giáp khôi lỗi nhãn quang chấp động không ngừng, biểu lộ sự trầm ngâm chú ý lắng nghe. Một lát sau, khôi lỗi thở dài một hơi, quay mặt vào phía trong hang động vái một cái rồi nói cáo từ. Đa tả tiền bối đã truyền thuật pháp, vãn bối không thể ở lâu, hiện tại phải lên đường rồi. Chậm đã, ở đây ta có lọ đan dược cho quỷ vật uống vào, thứ này sẽ giúp quỷ vật hồi phục nguyên khí, bọn chúng có thể trợ giúp ngươi một tay. Lão Phu cũng không tiện giải thích thêm cho ngươi. Lão giả vừa dứt lời, một cỗ quái phong từ trong hang động cuộn ra, biến mất trước mặt khôi lỗi, ngay tức khắc xuất hiện một chiếc bình ngọc màu trắng. Huyết giáp khôi lỗi thấy vậy tự nhiên mừng rỡ, rồi cầm lấy cái bình ngọc màu trắng cất đi, sau đó xin cáo lui. Quỷ vật cũng lặng lẽ đi theo khôi lỗi ra phía ngoài. Cùng lúc đó, lục túc dẫn đầu đám người đang đi qua một khu rừng hoang vu, biêu tàn, Tại khu rừng đó đoàn người trông thấy rất nhiều hài cốt, thoạt nhìn bộ xương khô kia giống như bộ hài cốt của một con quái trùng. Hai chi trước lớn một cách dị thường, trông to lớn như hai thân cột. Một tầng khí mờ ảo bao trùm lấy toàn bộ mọi người, nhưng đoàn người vẫn tiến thẳng tới tầng trời thấp chỗ có đám khôi lỗi cùng âm binh. Lục Túc và đoàn người vì không muốn hao tổn pháp lực nên đã không ra tay, nhưng lúc này khôi lỗi cùng đám quỷ binh lại dùng các kế tấn công đón đầu không chút khách khí một đạo mang kiếm khí theo các luồng gió mạnh từ trên cao vụt chém xuống bộ xương khô lúc nãy, làm từng mảng xương vỡ ra, xuất hiện một cảnh tượng rất kỳ lạ. Bất luận đó là bộ xương bị phá hủy bởi lực tác động nào, thì ngay cả khi vỡ vụn thành nhiều mảnh nhưng lại nhập phía dưới khô mộc trong rừng, bỗng nhiên ngay tức khắc nó tự sắp xếp lại hình dạng giống như lúc đầu. Sau đó lại bay vụt lên không chung một cách hùng hổ. Những cái đó giống như là chưa chết, Hàn Lập đang đứng trong một đội ngũ, chưa ra tay, nhưng khi thấy cảnh tượng vừa rồi thần sắc hơi khẽ động may mắn hơn trong đội ngũ còn có khôi lỗi mà đa phần là quỷ binh ở đó nếu thấy bất cứ vật gì thì giết ngay lập tức không cần do dự tránh không được trước đó đám người lục túc nhất định phải mang rất nhiều khôi lỗi và âm binh đi ra thanh âm vang lên ầm ầm đám khôi lỗi cùng âm binh mất nửa ngày mới có thể ra khỏi khu rừng khô hoang vô chết chóc đó chỉ cần một con ruồi nhỏ bay ngang qua khu rừng này cũng không sống sót hai cốt trùng thú bị đánh nát rơi xuống mặt đất tại bìa rừng lập tức đã hóa thành đám mây bụi màu vàng biến mất vô tung vô ảnh mặt khác nhìn khung xương dường như có linh tính lập tức đứng lên bước đi rồi quay trở lại hướng khu rừng chết chóc đó hàn lập thấy vậy trong lòng không khỏi âu lo thấy rất kỳ lạ khẳng định khu rừng khô mộc này chắc chắn có điều gì đó rất bí mật nếu không đám người lục túc đã không một lòng chạy đi như vậy hàn lập có ý muốn đến bìa rừng tra xét một phen đoàn người bay được một lúc không xa phía trước xuất hiện thấy một cái hồ nước lớn đen ngòm mặt hồ sóng uốn lượn đen như mực sương mù dày đặc làm mờ ảo những tán lá xanh biết cho thấy đó không phải là nơi tốt nhưng lục túc đi phía trước không chút để ý người dẫn đầu đội liền đi thẳng vào trong đám sương mù đó không bao lâu sau hết sương mù rồi đến tiếng động tiếng nói âm vang vọng lại một tháng sau trong hàng trăm khôi lỗi một số trường hợp bị tổn thương đều không còn lục túc cùng đoàn người nhìn từ xa xa thấy được một ngọn sơn mạch màu xám hiện lên Cuối cùng cũng đã tới được ngọn núi nơi có ẩn giấu Minh Hà thần nhũ. Lúc này, toàn bộ đoàn người ngoại trừ Mộc Thanh, Lục Túc, Quỷ Vương và mấy con cao giao yêu vật cũng không có mấy. Hiển nhiên hai người Hàn Lập và Kim Linh vẫn bình yên vô sự. Nguyên giao cùng Nghiên Lệ hai cô nương trên đường đi tuy mấy lần gặp nguy hiểm nhưng do đi cùng Hàn Lập và được hắn giúp đỡ nên cũng chỉ bị thương nhẹ. Cuối cùng cũng không bỏ mạng trên đường, đoàn người chỉ còn cách ngọn sơn mạch khoảng trăm dặm thì ngừng lại. Vài tên quỷ vương thần sắc mệt mỏi, Tụ tập lại ngồi, trao đổi những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hàn Lập nhìn núi non từ xa xa trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp. Phần sau của lộ trình có chút ngoài đoán trước của hắn bởi vì Minh Hà chi địa là nơi hết sức nguy hiểm, chính hắn luôn tìm mọi phương pháp để có cơ hội thoát khỏi phiền toái của đám người đi cùng. Nhưng hắn lại không nghĩ tới một mặt quan trọng khác, lộ trình phía sau còn gặp nhiều biến cố không nhỏ. Nếu không có mấy tên quỷ vương có kinh nghiệm dẫn đường thì sẽ gặp nguy hiểm hơn. Hơn nữa Kim Linh người này tinh thông lành lợi hơn khỉ, dường như cũng phải tới nghe chỉ thị của Mộc Thanh. Bên trong ắt hẳn có nội tình, một tấc không rời khỏi Hàn Lập, càng làm cho Hàn Lập tự hỏi chính mình, hắn cũng phát hiện ra rằng linh vượn này cũng tinh thông. Cho dù hắn muốn nghĩ sử dụng phương pháp bí mật gì cũng khó lòng thoát khỏi sự giám thị của đối phương. Đương nhiên hắn luôn là người rất cẩn thận trong lời nói, hắn cũng có thể sử dụng thần diệu hóa thanh phù để che giấu, lấp lửng sự tinh thông. Mặt khác, đối phương nghĩ muốn cũng không thể bài trừ linh phù này dù sao pháp lực của hắn cũng được tăng cường sau khi thi triển linh phù thuật ẩn nấp hiệu quả hơn lúc trước không mang theo hai cô nương nguyên giao và nghiên lệ cho nên tứ đại quỷ vương cũng không hiểu rõ ràng ấn ký như trong lời nói uy lực của hắn toát ra từ xa hàn lập nhìn ngọn sơn mạch màu xám trong lòng không khỏi cân nhắc theo lời đám người lục túc cái đó gọi là minh hà thần nhũ nên ở chính giữa ngọn sơn mạch tuy rằng đám người mộc thanh không tiết lộ thần nhũ có giá trị hữu dụng thế nào nhưng ngay cả lục túc chính vì điều này mà bất chấp nguy hiểm tiến nhập nơi đây thì phải biết rằng thần nhũ thực sự là báu vật quý hiếm. Minh Hà chi địa hiển nhiên là thánh địa của phù du tộc, thì chỗ này chính là thiên tài địa bảo phụ trợ, hiển nhiên cấm chế nơi đây thật mạnh, chẳng lẽ còn nghi ngờ đó không phải là kho báu. Không biết nơi đây sẽ bố trí loại cấm chế đáng sợ nào, chắc chắn có cái gì đó lợi hại hơn bảo hộ cho thần nhũ. Trong lòng Hàn Lập luôn luôn cảnh giác, bỗng nhiên trong đám quỷ vương đang trò chuyện, có một tên yêu vương nhìn lại chỉ thấy đám người lục túc đang đi về phía hắn ta. Thần sắc trên khuôn mặt bọn họ rất khác nhau, hơn nữa thấy có dấu hiện bực bội, dường như có tranh chấp. Một thanh lắc đầu liên tục, lục túc với đôi mắt kép chấp liên lịa trên cái mũi nhọn. Trên mặt hiện ra sự khốc liệt, về phần mỹ phụ đầu bạc có vẻ đồng tình. Nhưng thật ra gương mặt hai gã huyết bào nhân đã bị huyết quang che đậy, không thấy vẻ mặt của chúng. Phía bên kia, bọn quỷ vương vẫn đang nói chuyện với nhau, một mặt liếc mắt nhìn về phía hắn trong lòng hàn lập trùng xuống yêu vật này đang bàn luận tới dáng vẻ của hắn tuy rằng hắn không biết nội dung cuộc nói chuyện nhưng giờ này mà đề cập tới hắn chắc chắn là có chuyện gì đó chẳng lành hàn lập cố đè nén sự bất an trong lòng xuống ánh mắt lại nhìn về phía sơn mạch đằng xa ánh nắng chiếu xuống thật đẹp thời gian ước chừng ăn hết một chén cơm hàn lập đột nhiên nghe được âm thanh lạnh lùng của lục túc hàn đạo hữu ngươi lại đây một chút ta có chuyện cần ngươi đi làm hàn lập nhấp nháy môi thân hình chuyển động từ từ lướt tới. Không biết các vị tiền bối có gì giao phó, Hàn Lập vừa đến chỗ đám người lục tục, Mộc Thanh, hai tay liền nắm chặt, bình tĩnh hỏi. Hàn Lập đảo mắt qua thấy lục túc với đôi mắt khép không chút cảm xúc, Mộc Thanh cùng Mỹ phụ đầu bạc cũng với thái độ đó rất khó coi. Hàn đạo hữu người hãy xem xem vật này đi, bỗng nhiên lục túc vung tay lên, trong tay thả ra một viên châu màu đen mờ mờ, để Hàn Lập nhìn cho kỹ. Hàn Lập vừa thấy vật ấy ngẩn người ra, vật này rất quen thuộc, nhưng vẫn ngưng thần xem xét kỹ vài lần nữa. Chương 1488, Càn Khôn Phiên cùng Minh Lôi Thú. Lục Túc nhìn Hàn Lập suy xét tình hình cũng lộ ra vẻ vừa lòng. Đây là Nhãn Châu mãnh thú, là một bảo vật ta lấy được trước kia. Đáng tiếc bảo vật này cùng bổn thân công pháp xung đột, không thể dung nhập trong cơ thể. Chỉ có thể đem luyện thành nhiếp hồn dị bảo, Lục Túc có điểm đáng tiếc, nói: "Lục Túc huynh, tiểu tử này tu vi không cao, nhưng thần thông có chút quỷ dị." người có tin chắc khống chế được không? Ta cùng một đạo hiếu, đã nhẫn nại tha cho ma phần chi vật, hy vọng không xảy ra sai lầm. Mỹ phụ đầu bạc nhìn Hàn Lập mở miệng nói, trên mặt nàng hiện ra vẻ phẫn nộ, làm đạo hiếu yên tâm, thử liệt thú này tồn tại, chúng ta có thể so sánh nó ngang với chân long. Dùng nó phá diệt pháp mục luyện chế nhiếp hồn dị bảo. Không chỉ là một hóa thần cấp tồn tại mà hơn thế còn bị chính khỏa châu tồn tại trong người chấn trụ thần hồn do đó chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trói. Nếu đạo hữu không tin, có thể tự mình thử nghiệm một phần uy lực của quả châu này. Lục túc có vẻ tự tin dị thường. Đạo hữu đã nói thế, bọn ta như thế nào không tin. Chỉ là thiếp thân vẫn cảm thấy rất đáng tiếc, vì ma phần chi vật, ta cùng Lam Tỷ Tỷ đã tâm huyết chuẩn bị. Hiện tại, đều vô dụng, Mộc Thanh lại thở dài một hơi, cười khổ. Cái gọi là ma phần, bất quá là vì năm đó mấy ma đầu bên ngoài vô ý xâm nhập Minh Hà Chi Địa, ngay lúc đó, bị các trưởng lão của phù du tộc liên thủ đánh chết, thuận tay mai phục tại nơi đó mà thôi mấy ma đầu bên ngoài thần thông đúng là không thể tưởng tượng được về phần bảo vật các ngươi xác nhận thi thể của chúng trải qua nhiều như vậy năm âm khí cũng dịu bớt đi chỉ là mỗ ta có đặc thù bộ vì tự hành thông linh mà thôi tuy rằng bảo vật này có công dụng không nhỏ nhưng làm sao có thể đem ra so sánh với thần nhú chớ quên rằng chỉ cần ăn vào thần nhú có thể làm cho thân khu biến thành thông linh chi thể về sau khống chế thiên địa nguyên khí có thể tăng gấp bội lần kể từ đó chúng ta tu luyện thành công thực không phải mộng tưởng vận khí tốt nói không chừng thực sự có cơ hội phi thăng tiên giới nhãn quang lục túc chấp động không thôi nói việc này không cần đạo huynh nói tiểu muội cũng hiểu được nhưng ma phần chi vật đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu nếu không ta lại như thế nào tiêu tốn nhiều tâm tư mượn sức hàn tiểu tử mộc thanh có chút bất đắc dĩ mặc kệ bảo vật kia đối với một đạo hữu trọng yếu như thế nào hiện tại chúng ta muốn nhân cơ hội ở phù du tộc viện binh để đoạt bảo vật chỉ có sử dụng thủ đoạn này mới có thể mau chóng bài trừ cấm chế, đồng thời dẫn dụ minh lôi thú. Hay là một đạo hữu nguyện chiếm ma phần chi vật mà tính toán buông tha cho thần nhũ. Lục túc nhìn một thanh khẩu khí lạnh lùng, thần nhũ, ta đương nhiên không buông tha, hai người sao có thể nghĩ như vậy, một thanh vẫn hạ định chủ ý, việc này thì đúng rồi, nói sau, hàn tiểu tử dẫn dắt minh lôi thú rời đi. Không biết sẽ ra sao, vạn nhất mạng lớn không chết thì một đạo hữu vẫn còn cơ hội đoạt ma phần chi vật. Một gã huyết bào nhân cười khà khà mở miệng nói, hư, minh lôi thú tung hoành, mà hắn vẫn có thể tìm kế trốn chạy, thật đúng là phúc lớn, mệnh lớn. Bất quá địa huyết lão quái, chúng ta vừa rồi chỉ nói chế trụ hàn tiểu tử, tại sao ngay cả hai nhà đầu của Lam Đạo hữu môn hạ người cũng chế trụ. Một thanh hừ một tiếng, sau đó, ánh mắt đảo qua trên người huyết bào nhân. Vẻ mặt nguyên giao cùng nghiên lệ không biểu hiện gì, một muội muội không cần kinh ngạc là ta truyền âm cho điều huyết đạo hữu chế trụ hai nha đầu kia, dù sao thì tiểu tử kia cũng không còn công dụng. Nếu mặc kệ hai nha đầu kia chạy loạn khắp nơi, chỉ sợ sẽ có phiền toái. Tinh thuần âm khí trên người các nàng cũng vừa đúng lúc trợ giúp lão thân luyện hóa thần nhũ. Mỹ phụ đầu bạc nói không sao cả. Mộc Thanh vừa nghe lời ấy, miệng im bặt không nói gì. Nếu mọi người đã chế trụ chúng thì chúng ta tiếp tục thực hiện kế hoạch thôi. Trước tiên, chúng ta cần hợp lại lại để bài trừ cấm chế sau đó tiếp tục chế trụ hàn tiểu tử thả ra tích tà thần lôi dẫn dụ minh lôi thú tới ao đầm bên cạnh. Có như vậy, chúng ta mới có thể thuận lợi đoạt được thần nhũ. Lục túc nói, minh lôi thú cũng không phải đồng tiểu, tích tà thần lôi thực có thể dẫn con thú này rời đi chứ. Đừng để trộm gà không được còn mất nắm gạo, Mỹ phụ đầu bạc lại cẩn trọng hỏi lại một câu, minh lôi thú thích nhất là nuốt lôi phệ điện, tích tà thần lôi thân là ngũ đại thần lôi trong linh giới. Con thú này sao có thể dễ dàng buông tha? Lục Túc khẳng định nói, Lục Túc huynh nói như vậy, lão thân an tâm, Mỹ phụ gật đầu có vẻ an tâm, địa huyết đạo hiếu, trước mặt là thông thiên tường, còn phải dựa vào tử huyết khôi lỗi của ngươi để phá trừ. Lục Túc quay người lại nói với hai gã huyết bào nhân, hai người bọn ta sở dĩ luyện chế tử huyết khôi lỗi, hiện tại đã đến lúc cần đến. Một gã huyết bào nhân cười nhẹ một tiếng, Lục Túc thấy vậy, gật gật đầu, lúc này, mấy người thương lượng đã gần nửa canh giờ. Tin tưởng hết thảy vào kế hoạch chi tiết, khi không thấy có vấn đề gì, liền mang theo kim linh cùng đám cao dài yêu vật còn sót lại phi độn hướng thẳng ngọn sơn mạch màu xám. Hàn lập cùng nguyên giao nhị nữ, không cần bọn họ lai động cũng tự mình độn quang theo. Đi, cách khoảng hơn trăm dặm, đám yêu vương bỗng nhiên từ đâu đi ra. Đám người lục túc vừa tiến nhập vào sau sơn mạch, thần sắc trở nên ngưng trọng, tất cả đều không ngừng cảnh giác tả hiếu, bộ dạng cực kỳ cẩn thận. Nhưng đoạn lộ trình này thuận lợi một cách kỳ lạ, không có một con quỷ vật lợi hại, mà ngay cả một con âm hồn, đoàn người cũng không mảy may đụng phải. Suốt cục, một lúc sau, mấy người liền đi ngang qua lưng chừng sơn mạch, phía trước sơn mạch trở nên sáng ngời, liền sau đó xuất hiện một cái thung lũng lớn. Liếc mắt một cái cũng thấy thung lũng này rộng chừng hơn 10 dặm, bốn phía đều liên miên những mảng đồi núi trùng điệp vây quanh, ở chính giữa thung lũng có một tầng quang mạc màu đen bao trùm. Tầng quang mạc này mờ ảo kỳ lạ, khiến người ta không thể quan sát thấy tình hình bên trong. Nhìn thấy tầng quang mạc kỳ lạ này, đám người lục túc độn quang dừng lại, ai nấy đều cẩn thận dò xét. May mắn thay, lần trước chúng ta đã tiêu diệt lũ quỷ vật bên ngoài. Nếu không, hiện tại lại phải đại phí một phen chân tay. Mộc Thanh thì thào nói, nhưng lần trước chúng ta thật không ngờ ở trong cấm chế còn ẩn giấu một con minh lôi thú, làm cho Chu Đạo Hữu không kịp phòng bị, đành hạ táng ở nơi đây. Đó là con minh lôi thú trưởng thành không phải dùng lực có thể hạ sát nó. Một gã huyết bào nhân thở dài ra một hơi, cũng nói xen vào bắt đầu hành động, trước tiên, hãy phá trừ màn huyền quang mở ảo, dẫn dụ con minh lôi thú. Phía dưới hãy xem một đạo hữu thi triển công hiệu cấm chế thiên hoa loạn diệp. Lục túc hướng một thanh nghiêm trọng nói, chỉ cần không động thủ, ta sẽ tự mình chủ trì thiên hoa loạn diệp trận. Minh lôi thú tuyệt đối không thể phát hiện ra chúng ta. Nhưng pháp trận này sẽ hao tổn công sức cùng thần niệm cho nên ta không thể kiên trì được lâu. Nhất định phải để tên tiểu tử kia mau chóng dụ con thú này đi ra chỗ khác, tốt nhất là đi càng xa càng tốt. Mộc Thanh thận trọng giảng đạo, điểm ấy ta cũng biết rõ, ta sẽ đem nhất kiện phi hành dị bảo cho hắn sử dụng. Địa huyết đạo hiếu, lát nữa người cho hắn thêm tấm độc môn phù triện. Về phần lam đạo hiếu, người cũng đưa cho hắn cản khôn phiên. Lục túc định liệu mọi thứ trước sau đâu vào đó, nghe được hắn nói tới cản khôn phiên Mỹ phụ đầu bạc nhất thời trên mặt không biểu hiện gì. Thật phải đem càn khôn phiên cho tiểu tử sử dụng sao? Tuy rằng nó không phải thông thiên linh bảo, nhưng nó là bảo vật phòng thân rất kỳ diệu, thậm chí bản mỗ ta thấy nó so với thông thiên linh bảo mạnh hơn vài lần. Vạn nhất xảy ra cái gì bất ngờ thì mỹ phụ có chút do dự. Đạo hữu hẳn là rất rõ, chỉ có Hàn tiểu tử mới dẫn dụ được Minh Lôi thú để kéo dài thời gian cho chúng ta an toàn. Chờ sự tình xong xuôi, ngươi lại thu hồi Càn Khôn Phiên. Trong ba người, chỉ có ngươi mới có bảo vật này, nó không cần dùng nhiều pháp lực cùng khẩu quyết cũng có thể hộ thân. Lục Túc chậm rãi nói, cũng có thể, xem như ta tin tưởng tên tiểu tử này do dự hồi lâu đầu, Mỹ phụ đầu bạc buồn bực, hai tay khẽ động, ngay tức khắc một đoàn hào quang bắn ra, theo đó một cây tiểu phiên màu trắng bạc hiện lên. Hào quang trên tiểu phiên chấp động, phù văn như ẩn như hiện, vừa nhìn thấy cũng đủ biết không phải vật bình thường. Mỹ phụ cũng không nói thêm gì, vươn cây bạch chiết trên tay hướng đến tiểu phiên màu bạc. Siêu một tiếng, tiểu phiên hóa thành một đạo ngân quang bắn thẳng tới trước mặt hàn lập. Lục túc nhếch miệng giật mình, cũng không thấy hắn có hành động gì, ánh mắt Hàn Lập đang đang đăm chiêu chợt lóe sáng, tay áo bỗng chạy run lên. Một cỗ bụi mù phun ra, đảo qua ngân quang cuốn nó lại và thu vào trong cổ tay áo. Tiếp theo hắn ta đứng ở phụ cận không nhúc nhích, thân sắc từ đầu đến cuối không chút biến sắc giống như ý thức không hề tự chủ. Nhưng phía sau, huyết quang chợt lóe lên, một gã huyết bào nhân quỷ dị hiện lên ở sau người, dương lên bàn tay. Đi, đi vài tiếng nối thành một mảnh trầm đục truyền ra huyết bào nhân trong nháy mắt phóng hơn 10 chương phù triện một hơi tới người Hàn Lập. Trên người Hàn Lập, huyết quang ẩn hiện, hơi thở như rất gấp. Cùng lúc đó, Mộc Thanh từ từ bay lên, ở phụ cận tìm một nơi bí mật đi xuống. Kim hoa chợt lóe lên tán loạn rồi biến mất, hai chân nàng dẫm nát mặt đất. Mộc Thanh nhìn lên, dưới chân đột nhiên cháy sáng, đôi chân trần trụi bước ra trong đoàn quỷ dị bạch diễm. Hai tay áo nhẹ nhàng bay múa, nhất thời vô số quang mang từ trong tay áo bắn ra, sau đó, nhập vào phụ cận trong hư không không thấy bóng dáng, lập tức một quang trận màu đen chợt lóe lên vài cái rồi biến mất vô tung vô ảnh. Một màn quỷ dị xuất hiện, một thanh phát ra những tiếng thần chú, hai chân nàng đột nhiên biến từ trắng thành xanh, biến ảo thành dễ cây thô to NSNS NS chóng lan tràn ra xung quanh. Cơ hồ trong chớp mắt, một thanh từ phần eo hóa thành thụ mộc, dễ cây mấp máy cắm sâu vào trong lòng đất mấy chục trường. Phụ cận nguyên bản không có cây cối bỗng nhiên vô số hoa cỏ dại từ đâu mọc lên. Trong nháy mắt hoa nở trắng và kết trái, đem cả trăm trượng biến thành bách hoa tề khai, xanh tươi um tùm. Hắc sắc quang trận trên mặt đất thoáng hiện ra, cây cỏ đều ở bên trong quang trận, nhưng một gốc cây quỷ dị lại mọc ở bên ngoài, Lục Túc run sợ, linh quang chợt lóe sáng. Vô Luận Mộc Thanh ở giữa đám cây cỏ, tất cả đều mơ hồ không thấy. Chương 1489, ngồi, một bên Lục Túc thấy cảnh này, hắn dùng thần niệm hướng đảo qua chỗ Mộc Thanh, rốt cục hai mắt sáng ngời tốt, cấm chế thiên hoa loạn diệp của mộc đạo hữu quả nhiên thần diệu. Con minh lôi thú không chú ý gì đến nơi đây, mà đích xác là nó không phát hiện ra chúng ta, lục túc vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói, theo đó hô những người còn lại, thân hình hướng phía lục sắc quang mạc phi đến. Hai gã huyết bào nhân, cùng tử huyết khôi lỗi, và đám người mỹ phụ đều sôi nổi đi theo. Lục quang lóe lên, đám người biến mất tiêu thất trên hư không. Tại chỗ chỉ còn lại một mình hàn lập, nhưng một lát sau, khỏa trâu trên vầng trán hắn chợt lóe lên, quầng sáng phía trên từ từ bay đi, hàn lập trôi nổi giữa không trung. Ở phía dưới cấm chế che đậy, lục túc nhìn vài tên yêu vương, trên tay mỗi yêu vương đều lấy ra các thanh đoạn đao màu đỏ giống nhau. Những đoạn đao này dài không quá ba thước, lưỡi đao quay tròn, kiểu dáng kỳ lạ dị thường. Một tiếng tiếp đón, mấy người sôi nổi hướng về yêu lực, cầm huyết nhận trong tay nhập vào quán chú. Nhất thời đoàn huyết quang đại phóng ra ngoài, rung động không thôi, giống như một mảnh huyết xà dài hẹp huyết nhận tạo nên một trận âm thanh không rõ ràng, tất cả yêu vương đều vận sức chờ phát động. Ai cũng không chú ý tới hàn lập trên không trung nhìn như đờ đẫn, hắn lui hai bàn tay ở trong áo đột nhiên giật mình. Nhất thời linh quang trong tay lóe lên, một cái phù triện màu bạc xuất hiện trong tay hàn lập, tay kia của hắn lặng lẽ cổn suốt bảy tám khỏa trâu màu xanh. Thế nhưng hàn lập không đánh mất thần thức, hắn luôn tự chủ được ý thức của mình. Bất quá lúc này trong lòng hắn một bên oán thầm không thôi. Một bên do dự không quyết, lúc trước, hắn bị đám người mộc thanh chế trụ thân hình. Bị một tia hắc mang bắn vào thân thể, cũng nghĩ mình thật sự không còn đường trốn chạy. Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ rằng chính hắc mang ngay từ đầu chỉ làm cho thần thức mơ hồ một lát. Đợi cho hắc sắc khỏa châu kia một khảm nhập trên vầng trán ẩn giấu đầu lô, bỗng nhiên phá diệt pháp mục tự động kích phát, đem theo hắc sắc khỏa châu không ngừng thả ra từng đạo nhiếp thần hắc ti, tất cả đều hấp thu không còn một mảnh. Cho nên thần thức trong hắn lập tức thanh tỉnh như ban đầu hàn lập chính mình cũng có chút khó hiểu nhưng khi nghe lục túc nói khỏa châu là thử liệt mãnh thú đệ tam khỏa luyện chế từ nhãn quang của yêu vật mới bừng tỉnh đại ngộ phá diệt pháp mục của hàn lập có thể đem đồng nguyên chi bảo thả ra thần thông triệt tiêu hấp thu hiển nhiên không phải việc kỳ lạ ngay cả lục túc đa mưu túc trí xuống tay vô tình nhưng tuyệt thật không ngờ rằng hàn lập có tu luyện phá diệt pháp mục hàn lập tâm niệm khẽ chuyển động lúc này quyết định tương kế tự kế bộ dáng như bị chế trụ một mặt vẫn tìm kiếm cơ hội thoát thân chỉ là hắn ngàn vạn lần không nghĩ rằng đám người lục túc lại muốn cho hắn đi dẫn dụ con minh lôi thú. Tuy rằng Hàn Lập lần đầu tiên nghe được cái tên này, nhưng ngay cả đám người lục túc cũng rất e ngại, có thể thấy được con thú này cực kỳ hung ác. Lấy bổn ý của hắn hiển nhiên không nghĩ rằng hắn lại trở thành kẻ thế mạng, nhưng hiện giờ vài tên yêu vương nhìn thèm thuồng, chỉ cần hơi có cái gì khác thường hiện lên, lập tức sẽ bị đám người lục túc nhận thấy được. Bọn họ hiển nhiên sẽ dùng thử liệt nhãn châu để khống chế thần thức. Đến lúc đó bí thuật khống chế khác đã có thể thật sự xuyên thấu. Tuy rằng Phạm Thánh chân ma công có thể đem thần niệm chói chặt, nhưng đối phương thẹn quá thành giận. Kết cục hồn siêu phách tán cũng không tốt để chạy trốn. Nghĩ như vậy, Hàn Lập trên mặt không chút biểu tình, tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, đồng thời Hàn Lập cảm thụ được linh lực trong cơ thể minh mông dị thường. Cũng không biết điều huyết lão quái cho hắn loại huyết phù gì, thế nhưng làm cho huyết dịch trong cơ thể hắn nóng lên. Linh lực trong cơ thể nháy mắt tăng non nửa, điều này làm cho Hàn Lập có chút hoảng sợ. Tuy rằng loại bí thuật này tạm thời kích phát tu vi hơn phân nửa đều có một ít di chứng, nhưng với tình hình nguy cấp, tu vi có thể gia tăng một chút thực cũng là điềm lành. Ngoại trừ cái đó ra, phù triện trong tay hàn lập chợt lóe lên, xuất hiện một cây tiểu phiên dài khoảng một tấc, trên đó hào quang cũng hiện ra. Đúng là càn khôn phiên, tiểu phiên này thoạt nhìn không chút nào ấn tượng, nhưng nghe lục túc nói Mỹ phụ đầu bạc không muốn cho mượt, có thể thấy được vật ấy rất quý hiếm. Cũng không biết thân mình không thể luyện hóa bảo vật này nhưng Mỹ phụ đầu bạc vẫn có ý không muốn cho mượn. Mặt trên tiểu phiến không lưu lại một chút dấu vết thần niệm. Hàn lập dùng thần niệm đảo qua tiểu phiên, phát hiện thao túng vật này cực kỳ đơn giản, có thể dễ dàng phát huy uy lực của nó. Lục túc nếu làm cho Mỹ phụ đầu bạc đem bảo vật này giao cho hắn, hiển nhiên thứ này có thể ngăn cản vài phần minh lôi thú. Nếu không căn bản không cần làm điều thừa thải, có bảo vật này cộng thêm thân mình hắn chuẩn bị mấy chiêu một lòng chạy trốn, cũng không phải không có cơ hội thoát khỏi miệng minh lôi thú chắc chắn con thú này độn tốc cũng không mau chóng, đủ có thể tạo nên cho Hàn Lập né ra một khoảng cách an toàn. Nếu không đám người lục túc cần gì phải tỏ ra nghiêm trọng đến vậy. Mà nếu hắn có hành động gì khác lạ, sẽ bị vài tên yêu vương xuyên qua ngụy trang phát hiện ra, mặc dù vẫn có cơ hội chạy thoát, nhưng trong cơ thể có ấn ký, thật sự biết chạy trốn đi đâu, không bằng mạo hiểm một phen, tiếp tục ngụy trang. Chỉ cần có thể chạy khỏi sự truy đuổi của minh lôi thú, cùng đám yêu vương, hắn có thể tạm thời ngăn chặn ấn ký, sau đó âm thầm phản công lại, nhân cơ hội đoạt nhị nữ nguyên giao nghiên lệ bỏ trốn, cuối cùng bảo trụ được tánh mạng. Trên mặt Hàn Lập không có chút biểu tình, nhưng trong lòng rốt cục đã quyết định. Đúng lúc này, phía dưới đám người lục túc chạy ra quát khẽ một tiếng, mấy khẩu huyết nhận run lên phía dưới đồng thời đám người phun ra ra vài đạo huyết quang, hung hăng chảm trên hắc sắc quang mạc. Hiển nhiên huyết nhận này là vài tên yêu vương chuyên môn chuẩn bị đối phó cấm chế bảo vật. Huyết quang phương vừa tiếp xúc với quang mạc, Nhất thời giống như vài cục đá vào mặt nước, cả quang mạc bỗng nhiên dao động lên, huyết quang không ngừng chạm vào thân mình quang mạc phát ra tiếng ong ong. Đột nhiên một tiếng thú giống trầm thấp từ trong quang mạc truyền ra. Tiếp theo tiếng sấm tiếng nổ lớn từ xa vọng lại, nó đã ra nhanh thu tay lại, sắc mặt lục túc trầm xuống, trong tay huyết quang dừng lại, vội vàng thấp giọng nói. Huyết bào nhân cùng đám người mỹ phụ trong lòng dùng mình, cổ tay cũng run lên đình chỉ công kích. Cơ hồ cùng lúc đó huyết nhận trong tay một thanh chợt lóe lên sau khi biến mất, hai tay bấm tay niệm thần chú, biến thành đại thụ, nửa người dưới lục quang chợt lóe, thúc giục cấm chế dưới chân. Vô hình lực đại, đem hơi thở của mọi người đều che đậy một tia không lọt. Từ xa nhìn lại, nơi đây trống rỗng, tựa hồ không thấy đám người lục túc. Lúc này, điều mang trên vầng trán Hàn Lập chợt lóe lên, thông qua luyện hóa phá diệt pháp mục nhận được tiếng lục túc phân phó. Hàn Lập đờ đẫn, hai tay trà sát, một tiếng sét đánh, một tầng kim sắc điện hồ từ trong cơ thể hiện ra bảo vệ toàn thân. Tiếp theo hai ống tay áo chạy run lên, tiểu phiên bay ra. Tiểu phiên không cần pháp quyết thúc dục tự khắc hóa thành một cỗ khí hắc bạch vây quanh hàn lập. Linh khí trong sắc đen trắng đan vào nhau, ẩn ẩn hiện lên một đám thái cực đồ án dị thường. Sau lưng đồng thời ánh sáng xanh trắng chấp động, lông cánh một chút triển khai, trở nên trong suốt dị thường, hơi hơi hàn lập run rẩy không ngừng. Hàn lập một bộ làm tốt cùng nhau chuẩn bị. Cách đó không xa mặt ngoài hắc sắc quang mạc, ngân quang chợt lóe lên. Đột nhiên bị một đạo ngân hồ xé rách ra, ngân hồ xoay quanh trên không trung, bên trong ẩn ẩn một đồ vật gì đó. Chưa chờ Hàn Lập nhìn kỹ, thần niệm lập tức nhận được tiếng lục túc thúc dục, bộ dạng lại vội vàng trốn chạy. Hàn Lập một nhận được phân phó này, không cần suy nghĩ, sau lưng hai cánh mở ra, một cỗ gió nhẹ thổi tới, thân thể tại chỗ theo gió tan mất. Lúc này, hào quang tại ngân hồ mới chợt tắt, hiện ra một đầu quái thú màu đen. Quái thú này, hình thể không có gì đáng nói, ngoại hình giống một con sói lớn, nhưng lưng nó trải rộng vảy, trên đầu có một sừng màu bạc, hai mắt vàng óng, tứ chi thô to có ngân sắc hổ quang quấn quanh. Đây đúng là minh lôi thú, đám người lục túc sợ hãi dị thường, con thú này bộ dáng không quá hung ác, nhưng vừa hiện thân, nó lập tức bị phi độn tới mấy trăm trượng thu hút hàn lập. Không, phải nói rằng nó bị tích tà thần lôi của hàn lập hấp dẫn. Ánh mắt minh lôi thú nguyên bản âm trầm dị thường, vừa nhìn thấy hàn lập, trên người hiện lên tầng hồ quang màu vàng ánh mắt lập tức trở nên nóng rực dị thường hai con mắt của con thú này đảo qua mọi nơi vẫn chưa phát hiện cái gì dị thường trong miệng gầm nhẹ một tiếng tứ chi chuyển động lập tức hóa thành một đạo ngân hồ cũng không biết con thú này vận dụng độn thuật gì tứ chi ngân hồ đại mạo tiếng gầm không dứt nó lùi ở phía dưới thế nhưng phi độn ra xa khoảng trăm trượng chỉ chấp chấp mấy cái đã đuổi tới hàn lập hàn lập tuy rằng không quay đầu lại nhưng cảm ứng được khí thế rào rạt của con thú đang lao tới gần lúc này trong lòng hàn lập căng thẳng không khỏi thầm mắng một tiếng con thú này độn tốc không nhanh e rằng đám người lục túc đã quá lo lắng mà thôi đối với hàn lập mà nói tuyệt đối không có nhiều uy hiếp lúc này không hề có gì che giấu nguyên bản lông cánh trắng như tuyết đột nhiên hóa thành ngũ sắc linh quang biến thành một phiến màu xanh hàn lập lại hóa thành một cây ngũ sắc tinh ti chớp động rồi nhập vào phụ cận hư không không thấy lại chợt lóe lên trong hư không thân thể đã phi độn tới một chỗ cực xa Luận về độn tốc, mình lôi thú ở xa phía sau chậm chạp hơn nhiều. Hai người một trước, một sau, trong chớp mắt đi ra chỗ chân trời, ở chợt hiện vài lên cái, rồi khuất đi toàn bộ bóng dáng. Một lát sau, lục quang chợt lóe, đám người lục túc, mỹ phụ thoáng hiện ra, mau động thủ, hàn tiểu tử sẽ không cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian. Nhanh chóng phá vỡ cấm chế, lục túc vội vàng phân phó nói, huyết nhận trong tay đám người sáng ngời, chém ra mấy đạo huyết quang. Lúc này đây huyết quang phun về một phương, lập tức hóa thành một cái đoàn huyết sao, dương nhanh múa vuốt lao thẳng về phía trước, uy lực rõ ràng hơn xa lần trước. Một con trùng ảnh thật lớn chấp động ở khoảng không đỉnh đầu lục túc, há mồm phun ra một đạo quang trụ màu đen. Tử huyết khôi lỗi ở huyết bào nhân cũng thúc dục, hình thể cuồng trướng gấp mấy lần. Nửa người mộc thanh đang xâm nhập dưới mặt đất, lập tức co rút lại phục hồi như cũ. Tiếp theo nàng cầm huyết nhận trong tay thoáng mơ hồ hướng hư không bay nhanh huy động vài cái một tiếng cười khúc khích, mấy đạo huyết quang chen trúc ra, rồi liên kết cùng nhau, hóa thành một đạo đao mang lớn cùng chảm về phía trước. chương 1490, ngũ long chát, huyết mang, hắc quang giống như vũ bão, quang mạc chấp động không ngừng ẩn ngừng hiện. Một lát sau, tử huyết khôi lỗi đã cuồng trướng cao lớn nhìn trượt, giống như thiên địa thần linh, hai tay tung hoành phủ lên một ngụm tử sắc. Hai tay huy động thành một mảnh tử mang, hung hăng chém xuống quang mạc màu đen, thanh âm tựa như tiếng sét đánh liên miên không dứt, vô số phụ ảnh chạm trên quang mạc. Mỹ phụ đầu bạc chỉ thúc dục huyết nhận trong tay, nàng cũng không thi triển thần thông gì khác. quang một tiếng vang lên, ngay cả khi tầng cấm chế này thần diệu vô cùng, nhưng có nhiều hợp thể cấp tồn tại liên thủ, cho nên đại khẩu vẫn nhẹ nhàng bị đánh ra một khoảng cách vài chục trường. Tuy rằng đại khẩu quang mang chấp động, sau lại khép lại, nhưng điểm ấy chỉ hoãn đối với vài tên yêu vương mà nói cũng dư giả. Tốt, ta dùng bí thuật đem nhập khẩu cố định, lục túc mừng rỡ, giơ tay lên, nhất thời bắn nhanh ra tám đoàn lam quang, lập tức cuồng trướng lên cực đại. Dĩ nhiên là tám cột trụ pháp khí màu lam này, tất cả đều một chút nhập vào trong đại khẩu. Một màn không tưởng tượng nổi xuất hiện, chỉ thấy lam quang chấp động, đại khẩu hóa thành một thông đạo tứ phương, bốn vách tường đều là tinh thạch màu lam bóng loáng, giống như đã sớm được khảm hoàn hảo ở trên quang mạc. Chư vị đạo hiếu, tại hạ sẽ tiến vào trước tiên. Lục túc cười lên thành tiếng, thả người hóa thành một đạo hắc hồng, xoay quanh một cái liền bắn vào hai gã huyết bào nhân liếc nhìn lẫn nhau, bỗng nhiên một người từ trong tử huyết khôi lỗi nhảy xuống mặt đất, tên còn lại một lòng ở tại khôi lỗi. Lúc này, hình thể tử huyết khôi lỗi kia nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó chấp động mấy cái, cùng một tên huyết bào nhân tiến nhập vào hắc sắc quang mạc. Không biết nguyên do tại sao hai người lại muốn để lại một người ở bên ngoài. Mỹ phụ đầu bạc nhìn thấy cũng ngẩn ra, bên phía mộc thanh, hai ống tay áo một trận bay múa, vô số hào quang từ bốn phương tám hướng bay vụt đến, tất cả đều lóe lên nhập vào trong ống tay áo. Nàng bày ra cấm chế thu lại tất cả không còn một mảnh. Lam tỷ tỷ còn muốn đưa nhị vị đệ tử cùng nhau tiến vào sao? Tuy rằng Minh Lôi thú đã bị dẫn đến đây, nhưng ai biết bên trong còn có nguy hiểm gì khác? Tu vi hai người thấp kém như thế, nếu nhị vị ngã xuống ở bên trong thì chẳng khác nào tỷ tỷ đã uổng phí khổ tâm. Kim Linh, người nên canh giữ ở bên ngoài một thanh hướng mỹ phụ đầu bạc nhắc nhở, rồi lại phân phó một tiếng, sau đó dẫm mạnh lên kim hoa cùng tiến nhập vào. Kim Linh làm bộ kho người vâng lời, quả nhiên đứng bất động tại chỗ. Mỹ phụ đầu bạc lại nhíu mày, ngơ ngác đứng ở một bên liếc nhị nữ nhìn nguyên giao cùng nghiên lệ, liền cười lạnh nói một câu, nếu để ở bên ngoài, lão thân mới càng không yên tâm. Các ngươi cứ theo ta đi vào, một tay nàng bấm niệm thần chú, nháy mắt thả ra một đoàn âm phong màu xám, đem chính mình cùng nhị nữ đều dựng lên, tiếp theo gào thét tiến nhập vào trong đại khẩu trong nháy mắt bên ngoài cũng chỉ còn lại mấy người tâm sự mấy người chúng ta cố gắng canh giữ bên ngoài trong chốc lát đi nếu thuận lợi thì không lâu nữa bọn họ sẽ đem thần nhũ trở về tên huyết bào nhân lưu lại bỗng nhiên hướng kim linh nói vãn bối cũng hy vọng như thế sự tình bên ngoài cần nhờ tiền bối đứng ra chủ trì kim linh nhìn huyết bào nhân có vẻ cung kính dị thường hắc hắc có phải ngươi hoài nghi ta là không phải địa huyết bổn tôn hay chỉ là một hóa thân mà thôi hay không ánh mắt huyết bào nhân lóe lên, cười hắc há hắc, tiền bối thật biết nói giỡn. Chủ nhân từng nói qua, điệu huyết tiền bối tu luyện chính là một đại thần thông nhất hồn phân hóa, hai người đều có thể nói là điệu huyết tiền bối bản thể, cũng đều là hóa thân tồn tại. Sắc mặt kim linh khẽ động, bình tĩnh trả lời, quả thực, một tiên tử cũng biết không ít sự tình về lão phu. Lời của kim linh làm cho huyết bào nhân ngẩn ra, lập tức đánh cái ha hả, ánh mắt đảo qua mọi nơi. Lúc này, bên ngoài ngoại trừ hai người, còn có ba gã cao dài yêu vật lưu lại. Ba gã yêu vật này đều đã có thể hóa thành nhân hình đứng cách đó không xa. Sau khi, huyết bào nhân đảo qua mấy người này, ánh mắt chấp động muốn nói điều gì, nhưng bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, một tay nhấc lên nhanh như chớp, một chút dấu hiệu cũng không có, hướng phụ cận nơi nào đó đánh một chảo ra hư không. Nhất thời một bàn tay đầy máu xuất hiện ở phía trên hư không tràn ngập mùi tanh hiện ra, ước chừng rộng một mẫu hứa, hung hăng chém xuống phía dưới một chảo. Oanh, trong hư không, một đạo ngân quang lóe lên, đem bàn tay đầy máu này chảm thành hai mảnh. Tiếp theo, bóng người phụ cận nhoáng lên, phía dưới ngân quang hiện ra một gã mặc chiến giáp màu đỏ, mặt không chút thay đổi nhìn mấy người bọn họ. Đúng là một gã huyết giáp khôi lỗi. Phù du tộc, Kim Linh không khỏi ngẩn ngơ. Cẩn thận một chút, đây không phải loại huyết giáp khôi lỗi bình thường đâu, mà bị người phù du tộc phụ thân thành cao dai tồn tại. Một bên, huyết bào nhân giật mình, nhắc nhở. Vừa rồi đòn công kích cố nhiên không phải cái gì đại thần thông, nhưng đối phương dễ dàng phá điệu như vậy khiến cho vượt ra ngoài ý muốn của hắn hai mắt hắn không khỏi hít lại nhìn chăm chú ngân quang dường như mơ hồ không rõ ngân quang này trói lọi dị thường ngay cả dùng nhãn lực đều không thể thấy rõ ràng cái gì điều này làm cho trong lòng hắn có cảm giác khó hiểu dâng lên một tia cảnh giác mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm ngân quang không dám di chuyển nửa bước kim linh nghe được huyết bào nhân nhắc nhở như vậy vẻ mặt trở nên ngưng trọng trong lòng run sợ mắt phóng kim quang nhìn lại lần nữa ngay cả huyết bào nhân không thể thấy rõ ràng ngân quang lúc này linh viên vận dụng linh mục thần thông lại thấy rõ ràng chỉ thấy linh quang trong đó lượn lờ một đạo dao phiên đạm màu bạc xoay quanh có vẻ cực kỳ thần diệu đây là kim linh nhíu đôi lông mày vẫn chưa nhận ra đó là loại bảo vật nào bất quá hơn phân nửa xác nhận nó là đao kiếm linh tinh gì đó nếu không đã không có khả năng một chảm lên huyết bào nhân ngươi hẳn là cá lọt lưới phù du tộc rồi nếu ẩn giấu được tai mắt của ta thì thực chất ở chỗ nào đó tham sống sợ chết, hiện tại đã liều lĩnh ra đến đây, chẳng lẽ sống không nhẫn nại. Ừ, để chúng ta tiến người đi, huyết bào nhân cười lạnh mở miệng, lời nói chua ngoa. Tham sống sợ chết, nếu không phải mấy người chúng ta đều là khôi lỗi phụ thân cùng các ngươi tranh đấu, các ngươi thực nghĩ đến có thể như thế dễ dàng đánh bại chúng ta sao? Bất quá sự tình hiện tại cũng là không sao cả, ngoại trừ mấy người bọn ngươi ở bên ngoài ra, còn lại những tên kia từ ngoài đến đều đã tiến vào trong thần trì. Như thế, là có thể bắt gọn tất cả, đều đem diệt hết. Huyết giáp khôi lỗi lạnh lùng nói, giết hết chúng ta, chỉ bằng một mình ngươi. Huyết bào nhân chật lưới, cũng không có tỏ ra tức giận. Đúng vậy, không chỉ một người mà trong tay ta còn có ngũ long chát. Huyết giáp khôi lỗi thanh âm đột nhiên nâng tay đánh ra một chiêu lên không trung. Nhất thời một tiếng thanh minh, một ngụm sáng trong như gương, chát đao màu bạc từ không trung rơi xuống, khôi lỗi nắm trong tay, nhẹ nhàng đặt tại trước người. Ngũ Long Chát, ta dường như đã nghe nói qua đồ vật này ở đâu đó. Huyết bảo nhân ngước nhìn, phải, nhưng cũng không quan trọng, các ngươi sẽ phải lập tức ngã xuống vì bảo vật này. Vừa nói xong lời này, tử huyết khôi lỗi tựa hồ không muốn nói thêm cái gì, bỗng nhiên trong tay dương lên, một tay nắm chặt chát đao hướng phía hư không đối diện dung chuyển. Kim Linh cùng huyết bảo nhân thấy vậy, lập tức theo bản năng thân hình nhoáng lên một cái, hướng hai bên tả hữu bắn nhanh bay ra. Phốc 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 ba tiếng, ba đạo hư ảnh chát đao bỗng nhiên hạ xuống, mục tiêu chính là chỗ xa xa kia. a à, ba gã cao dài yêu vật ngay cả cũng có phòng bị nhưng hư ảnh hiện lên quá nhanh. Sau khi ba đạo hư ảnh lóe qua đã hãm hại ba gã cao dài yêu vật, bọn chúng không nói được một lời, bất ngờ ngã quỵ xuống, thân hình bị xẻ một phân thành hai mảnh. Tiếp theo lại lóe lên một cái, sau đó ba đạo hư ảnh liền quỷ dị biến mất. Kim Linh cùng huyết bào nhân lắp bắp kinh hãi, Kim Linh thân hình xoay tròn chuyển, động muốn bay lên không tàu thoát. Nhưng huyết bào nhân không cần suy nghĩ tay áo run lên, một đoàn huyết vụ xuất hiện. Đứng đối diện huyết giáp khôi lỗi, mắt lại lộ ra ý châm chọc. Hắn là cầm chát đao trong tay lại rung chuyển, bốn đạo chát đao hư ảnh đồng thời từ đỉnh đầu bọn họ quỷ dị hạ xuống. Lúc này đây, hư ảnh nhìn không mau chóng như lúc trước nhưng dường như cả bốn đạo hư ảnh đồng thời hạ xuống gần sát hai người trong gan tắc. Kim Linh cực kỳ hoảng sợ, đầu vai nhoáng lên một cái, phía sau lưng, lưỡng khẩu đoạn kiếm hóa thành lưỡng đạo kinh hồng trực tiếp nghênh diện lưỡng đạo chát đao hư ảnh. Kết quả răng rác vài tiếng, lưỡng khẩu đoạn kiếm nháy mắt đã bị tứ tiệt ngũ liệt rơi xuống. Một đạo hư ảnh chợt lóe hạ xuống, điềm xấu, Kim Linh kinh hãi thầm kêu lên một tiếng, thân hình vội vàng như mờ ảo. Chát ảnh chợt lóe qua, Kim Linh nhất thời biến thành hai đoạn, thi thể lập tức tán loạn tiêu thất nhưng thực ra cỗ đó chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Ở một chỗ khác cách đó hơn 10 trượng, kim quang lóe lên, thân hình Kim Linh hiện ra rõ ràng. Nhưng không chờ hắn thân hình hoàn toàn hiển lộ, Kim Linh chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, một chát ảnh khác lại nghênh diện đánh tới. Lần này, căn bản không thể tránh kịp, phát một tiếng, cực đại đầu bị chảm đoạn, thi thể rung chuyển, liền trở mình. Phiên Tây đứng ở xa xa huyết giáp khôi lỗi, cầm trong tay ngân chát một phản trảo, nhưng lại đột nhiên hiện ra một linh lục hỏa đi ra, bên trong bao vây lấy một tiểu hầu màu vàng, vẻ mặt kinh hoàng. Cười lạnh một tiếng, bảo vật trong tay huyết giáp khôi lỗi run lên. Nhất thời mặt ngoài chát đao ngân quang chợt lóe, tiểu hầu hét thảm một tiếng, lục hỏa ngay tại linh quang bị hủy diệt. Lúc này, ánh mắt huyết giáp khôi lỗi mới quét về phía bên kia. Chỉ thấy bên kia, huyết bào nhân thả ra huyết vụ lớn chừng một mẫu hứa, đem chính mình bao vây nghiêm kín trong đó. Tuy nhiên lưỡng đạo chát ảnh vẫn không ngừng qua lại chém giết, nhưng huyết bào nhân quỷ dị khó khăn lắm mới tránh thoát được. Trong mắt huyết giáp khôi lỗi lục mang chợt lóe, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cầm chát đao trong tay hướng không trung ném lên. Nhất thời chát đao ngân quang đại buông, bỗng nhiên từ phía trên xuất ra vô số đạo chát ảnh. Lần này, nguyên bản thần sắc ổn định, huyết bào nhân cũng cực kỳ hoảng sợ. Không kịp nghĩ nhiều vội vàng một thúc dục huyết phân, đã nghĩ đến thông đạo màu lam cách đó không xa bắn nhanh mà đi. Hiển nhiên, huyết bào nhân đã ý thức được chát đao trong tay đối phương không phải có thể dễ dàng ngăn cản. Chính là huyết bào nhân trăm triệu không nghĩ tới chính là lúc này, ngũ long chát mới bắt đầu chân chính lộ ra uy lực. Huyết giáp khôi lỗi đột nhiên hai tay thúc giục cô quyết, không chung chát ảnh đột nhiên tất cả đều tán loạn không thấy. Một tiếng tiếng sấm vang lên, chát đao màu bạc hóa thành ngũ chảo dao long với năm loại sắc màu khác nhau. Chúng nó xoay quanh một cái trên không chung, rồi lại hóa thành ngũ khẩu cự nhận trong suốt biến mất tại chỗ. Một khắc sau, ở phía trên thông đạo màu lam nhập khẩu, ngũ khẩu cự nhận đồng thời hiện lên, sau đó từ từ hạ lạc xuống. Phía dưới, đúng là khó khăn lắm mới bay đến trước mặt huyết phân. chương 1491, kế thoát thân. Huyết bào nhân vừa nhìn thấy cự nhận sắc mặt liền biến đổi, huyết quang trên người hắn đại phóng, tư thế chuẩn bị thi triển thần thông. Nhưng lúc này, ngũ khẩu cự nhận bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh ngay tại chỗ. Ngũ khẩu cự nhận giống như ngũ phiến bản môn, hiện lên bên cạnh huyết phân, mặt ngoài có quang mang chấp động. Hàn quang dày đặc đã đem lôi vân cuốn lên tung tóe tán loạn, vô pháp ngăn cản mặc dù huyết bào nhân lộ rõ vẻ sợ hãi nhưng thái độ hắn vẫn bất chấp hắn lại tiếp tục thi triển bí thuật hai ống tay áo vội vàng rung lên đồng thời miệng cũng lại hé ra từ miệng hắn phun ra ngoài ba bảo vật một con tiểu thuẫn màu xanh một mảnh lụa mỏng màu hồng và nhất hiện viên bát trên ba bảo vật này quang hoa chớp động liên tục khí thế kinh người vừa thấy liền biết không phải thuộc loại bảo vật tầm thường sau khi huyết bào nhân thả ra ba bảo vật lập tức xuất hiện ba tầng hào quang sắc màu khác nhau đem chính bản thân hộ tại trong đó. Huyết bào nhân không chỉ tạo ra ba tầng hào quang bảo hộ, mà hơn thế nữa hắn hít sâu một hơi, rồi lại tiếp tục há mồm, lần này phun ra vài đoàn huyết tinh, tiếp đến hắn khoát tay, xuất ra tử sắc phù trù. Trù phù này chợt lóe lên nhập khẩu vào trong huyết đoàn. Phanh một tiếng, huyết đoàn bạo liệt mở ra, hóa thành huyết vụ bao bên ngoài thân thể. Trên người, xuất hiện thêm một lớp bảo vệ, đó là một bộ tử sắc chiến giáp. Chiến giáp này tinh xảo dị thường, mặt ngoài chiến giáp điện quang lưu chuyển không ngừng, dường như đây không phải là vật bình thường trên thế gian. Lúc này, hàn quang chạm khai tới trước người huyết bào nhân, nó chạm phải ba tầng huyết vụ bảo hộ. Oang, oanh tiếng nổ in tai nhức óc, ba tầng bảo hộ bên ngoài huyết bào nhân đều nhanh chóng bị tẩy khai, tiếp đến hàn quang hung hăng chạm đến lớp chiến giáp. ầm ầm, từ sắc chiến giáp sáng mờ chợt lóe, rốt cục cũng ngăn cản hàn quang tạm thời dừng lại. Nhưng hàn quang cũng chỉ dừng lại một chút mà thôi. Ngay sau đó, năm cỗ hàn quang xoay tròn vây quanh chiến giáp tiếp tục công kích. Bên trong ẩn ẩn truyền ra thanh âm phốc phốc, từ phần eo của huyết bào nhân, từ sắc chiến giáp lần lượt bị giải khai đến toàn bộ. Huyết bào nhân ngay cả có hiểu vạn thần thông nhưng khi đối mặt với hàn quang dường như thấy nó có sức mạnh vô kiên bất địch, vì thế huyết bào nhân cũng không có kế sách nào có thể đem từ sắc chiến giáp thi triển thần thông phòng ngự nổi hàn quang. Nhất thời trong lúc tuyệt vọng, huyết bào nhân đột nhiên bắn ra trăm đạo phù lê cùng với hơn 10 kiện bảo vật pháp khí hình dạng khác nhau, thanh âm phát ra bạo liệt liên miên không dứt. Hơn 10 kiện bảo vật pháp khí vừa xuất ra đã bị hàn quang đánh dập nát ngay tức thì. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm vang trời, thân thể huyết bào nhân đã bị năm cỗ hàn quang bao phủ, ngay cả nguyên thần cũng không thể mảy may huy động. Xa xa huyết giáp khôi lỗi nhìn thấy này cảnh này, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, hắn thầm nhủ, ngũ long chắc quả thực có uy lực sắc bén vô cùng. Ta nhất định có thể dùng nó để khống chế bọn người kia. Nói xong lời này, hắn đánh một chảo vào hư không xa xa, phát ra âm thanh vù vù, ngũ khẩu cự nhận hóa thành ngũ giao long ảnh bay vụt quay về. Cuối cùng, ngũ giao long ảnh hội tụ tại một điểm trên đỉnh đầu khôi lỗi, quang hoa đại phóng rồi lại ngưng tụ thành khẩu chát đao màu bạc, chát đao này toát ra ánh sáng chói lọi, từ từ hạ xuống giữa không trung. Sắc mặt huyết sắc khôi lỗi không khỏi vui mừng, tay hắn đang định tiếp nhận chát đao, thì bỗng nhiên trong mắt thần quang ảm đạc, thân hình đột nhiên loạn choạng, thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống mặt đất. Cũng may đúng lúc này, linh quang chợt lóe lên, thân hình hắn lập tức đứng vững trở lại nhưng trong mắt lại toát lên một tia bất đắc dĩ sau đó hắn thở dài thân thủ nhanh chóng bắt lấy chát đao đang trôi nổi mặt ngoài chát đao tỏa ánh sáng chói lọi hắn nhẹ nhàng phất một cái nhất thời phát ra một âm thanh vù vù bảo vật này hiển nhiên có uy lực vô cùng lớn nhưng cũng tiêu hao không ít thần niệm xem ra lần sau nếu có động thủ nhất định phải tốt chiến tốt thắng khôi lỗi năm chiêu tự nhủ lúc này ở phía chân trời đằng xa bỗng nhiên một trận âm phong nổi lên một phiến hắc vân đang nghìn nghịt trong gió hắc vân bao phủ cả một khoảng không trung nó đang tiến lại gần trước mặt hàn lập vài tên cao gia yêu vật khống chế một đoàn đoàn âm phong từ không trung hạ lạc xuống đứng ở trước người khôi lỗi sự tình ta giao phó cho các ngươi các ngươi tiến hành đến đâu rồi khôi lỗi cầm chát đao trong tay nhoáng lên hỏi đại nhân yên tâm chúng ta đã an bài thỏa đáng chỉ chờ đại nhân tiến vào bên trong lập tức sẽ đem hết thảy phụ cận đều phong kín chỉ e có tên nào may mắn thoát khỏi tay đại nhân ngoài ra không một tên nào có thể trốn thoát đại trận có thể phong kín toàn bộ ước chừng nửa khắc một con cương thi cao dai quỷ vật cẩn thận nói một nửa cùng ta đi vào một nửa lập tức bày trận đi những tên đó ngay cả đã dẫn dụ được minh lôi thú rời đi nhưng chúng tuyệt đối không thể ngờ rằng bên trong trông coi thần nhũ không chỉ có một con mà là sống mái một đôi huyết giáp khôi lỗi ngẩng đầu thoáng nhìn khoảng không u ám lạnh lùng nói Minh lôi thú tuy rằng là do quý tộc trưởng lão năm đó lưu lại để trông coi thần nhú. Nhưng hiện tại trên người đại nhân không có mang lệnh bài tiếp dẫn tiến vào nơi đây, chỉ sợ chúng ta cũng bị con thú này công kích. Quỷ vật này tựa hồ linh trí không thấp, do dự mở miệng nói. Yên tâm, những người đó đã đi vào trước, mình lôi thú bên trong cho dù công kích, thì cũng phải công kích bọn họ trước cho nên chúng ta nếu có cơ hội sẽ âm thầm hạ thủ. Nguyên bản trong tay ta đã có ngũ long chát, bất quá ta chỉ có một nửa phần nắm chắc đối phó này mấy người. Hiện tại, nếu có thêm minh lôi thú tương trợ, bọn họ còn có thể bảo toàn tánh mạng thì quả là kỳ lạ. Về phần con minh lôi thú kia đã Hàn Lập bị dẫn dụ rời đi, nếu không làm sao bọn chúng lại ngang nhiên tiến vào tử địa. Ở bên ngoài động thủ, đánh bại bọn chúng cũng không khó, nhưng phải diệt sát toàn bộ bọn chúng, quả thực ta nhận thấy cũng có muôn vàn khó khăn. Khôi Lỗi có chút suy nghĩ, cười nói, quỷ vật nghe xong lời này, bỗng nhiên im lặng. Con minh lôi thú bị dẫn dụ ra ngoài cũng không thể bỏ qua, phải phái người âm thầm truy đuổi. Nếu Hàn Lập nhanh chóng bị cắn nuốt, hoặc là có biến cố gì khác làm cho minh lôi thú trở lại thì lập tức cho người dùng vạn lý phủ báo lại cho chúng ta. Huyết giáp khôi lỗi đề phòng nhắc nhở. Đại nhân yên tâm, tại hạ đã phái bạch quỷ xa cực kỳ am hiểu ẩn giật cùng độn thuật, sự tình tuyệt đối sẽ không chậm trễ. Tên cao dài quỷ vật kia vội vàng giải thích, bạch quỷ chính là người lợi hại nhất khi đối mặt với những người từ ngoài đến nhưng nàng đã bị tổn thương một cánh tay huyết giáp khôi lỗi tựa hồ sửng sốt quả thật đúng là nàng tên cao giao quỷ vật đáp lại ừ nếu là nàng ra tay đích xác hẳn là không thành vấn đề chúng ta tiến vào thôi chắc hẳn đám người kia đã tiến vào hậu cung điện trong thần trì huyết giáp khôi lỗi gật gật đầu phân phó nói tất cả quỷ vật nghiêm nghị đáp ứng nhất thời trong vài tên quỷ vật ba tên đi theo huyết giáp khôi lỗi tiến nhập trong thông đạo màu lam. Còn lại hai tên cao dài quỷ vật ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, từ trong phụ cận Hắc Vân đều trào ra vô số cốt giá hắc ảnh, âm thanh quỷ giữ đại tác. Hàn lập một tay vung lên, nhất thời bảy tám đạo kim hồ bắn ra liên tiếp về phía sau sen kẽ vào đó là tiếng sấm rền vang, mục tiêu đúng là đã đuổi tới gần, khoảng cách còn hơn trăm trượng. Nơi đó đang có một đoàn ngân hồ chấp động liên tục, đúng là con minh lôi thú đang ra sức đuổi theo con thú này vừa thấy ngân hồ đánh đến chẳng những không sợ hãi giận ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn hé miệng phun ra một cỗ ngân hà thổi quét hết mấy đạo tích tà thần lôi vừa tiếp xúc ngân hà lập tức nó bị bao vây ôm trọn trong ngân hà không hề phát ra tiếng động tiếp đến minh lôi thú lại mở rộng miệng hấp thu trở về liếm liếm miệng rộng từ trong bụng con thú truyền đến tiếng vang trầm thấp âm um, âm um, minh lôi thú lại lộ ra vẻ vui mừng giống như vừa ăn sơn hào mỹ vị hàn lập nhân cơ hội này dùng lực biến hóa hai cánh sau lưng thành một cây tinh ti chớp động vài cái, rồi biến mất trong nháy mắt. Cách đó mấy trượng, Hàn Lập hiện lên, tạm thời cách xa con thú một khoảng. Minh lôi thú thấy vậy, nó cũng không sốt ruột, trong miệng nó cuộn lên tiếng gầm nhẹ, ngân hồ lượn lờ xung quanh tứ chi, tiếp đến ra sức đuổi theo Hàn Lập. Hàn Lập không ngoảnh đầu nhìn lại, cũng biết tất cả hành động của con thú này bởi vì động tác của con thú này dọc đường rượt đuổi không biết đã làm bao nhiêu lần như vậy. Mặc dù con thú này độn tốc cực nhanh, nhưng so với khi hắn toàn lực phi độn vẫn còn kém hơn một đường. Cho dù bỏ lại một khoảng cách, thời gian ước chừng chỉ một chén trà nhỏ, liền chậm rãi đuổi kịp phía sau, tiếp đến con thú này không khách khí, bắt đầu công kích từ xa. Ban đầu, con thú này há mồm phun ra từng đạo ngân sắc lôi hồ, uy lực kinh người. Nhưng trên người Hàn Lập mang thích tà thần lôi lại có lôi bảo hộ thân cho nên tiếp xúc với lôi hồ không chút lo lắng. Minh lôi thú vừa thấy cảnh này, lúc này trong miệng lôi điện dừng lại, thay vào đó nó thả ra từng đạo chảo mang màu xanh. Chảo mang này, ban đầu chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng vừa rời khỏi miệng thú được một khoảng, lập tức chảo mang biến hóa to lớn ước chừng một trượng hứa. Uy lực từng đạo chảo mang khiến ngay cả không khí phụ cận đều bị hấp thu tận lực, tạo cho người ta cảm giác không thể trốn chạy. Thế nhưng sau lưng hàn lập, phong lôi xí cũng không phải loại tầm thường, trong thời gian rất ngắn đã đem hai loại phong lôi độn thuật hợp lại làm một, e rằng không chịu nổi một kích này. Nhưng hàn lập vẫn hết sức mạo hiểm, tại nơi chảo mang thay đổi công kích thất thường mấy lần thiếu chút nữa nguy đến tính mạng thậm chí ở phía trước trong một lần công kích đã bị chảo mang kia đánh trúng điểm liền lập tức chịu không ít đau đớn được mỹ phụ đầu bạc cấp cho càn khôn phiên quả nhiên thần diệu vạn phần biến ảo ra một cái thái cực đồ thật lớn hấp thu hơn phân nửa thế công của con thú nhưng cứ như vậy cũng làm cho hắn bị chấn động oán giáp vỡ vụn lôi pháo tán loạn nguyên khí trong cơ thể bị tổn thương đôi chút kể từ đó hàn lập không dám để con thú này tiếp cận nửa điểm những lúc đối phương muốn đuổi kịp hàn lập không ngừng phóng thích tích tà thần lôi tạm thời chỉ hoãn đối phương truy kích về phần minh lôi thú ở không ngừng thích thú cắn nuốt tích tà thần lôi tựa hồ nó cũng không nóng lòng diệt sát hàn lập cho nên nó vẫn cứ bám giết không tha hiện tại non nửa canh giờ đã trôi qua hàn lập đã dụ con con thú này bay đến chỗ sơn mạch màu xám hơn nữa đã phi độn rất xa đám người lục túc lôi đây là pháp lực so với đồng giai thâm hậu hơn rất nhiều cộng thêm hàn lập tinh thông độn thuật cùng đại lượng tích tà thần lôi nếu đổi lại không phải là hàn lập mà là một gã hóa thần thậm chí ngay cả luyện hư cấp tồn tại thì đã sớm bị con thú này đuổi theo một ngụm nuốt lấy chẳng trách đám người lục túc cho rằng hắn dụ mồi là giữ nhiều lành ít phía trước vì bài trừ cấm chế minh hà hàn lập đã vận dụng không ít tích tà thần lôi mà đã không có thần lôi kiềm chế đám người lục túc hiển nhiên cho rằng hắn không thể chống đỡ bao lâu hàn lập một bên không ngừng cẩn thận minh lôi thú phía sau một bên âm thầm phỏng đoán đám người lục túc hẳn là đã phá vỡ cấm chế không rảnh bận tâm chính mình, Hàn Lập bắt đầu cân nhắc kế sách thoát thân. Những phương pháp bình thường, tuyệt đối không thể thoát khỏi con yêu thú đáng sợ này. Thế nhưng trên người hắn cũng chỉ dựa vào hơn 10 khỏa lôi châu, hai loại phù lê mới luyện chế, cùng với vệ kim trùng đã thành thục. Đối với hai loại bảo vật này đều đã tiêu hao tinh lực, nguyên bản dùng với đám người lục túc. Nếu hắn bất chấp vận dụng thần thức mà bị hao tổn nhiều thì chẳng những ảnh hưởng đến sinh mệnh mà còn không sử dụng được bảo vật. Ánh mắt Hàn Lập chớp chớp, tâm niệm chuyển động rất nhanh. Nếu bảo hắn thả hơn một ngàn con vệ kim trùng tấn công địch thì hắn không thể, nhưng là thả ra mấy con quấy giày minh lôi thú thì thật có thể sử dụng một chút. Hắn không cần biết đám sẽ khiến con thú này như thế nào nhưng chỉ cần làm cho con thú này độn tốc chậm lại thì hắn có thể trốn chạy. Nếu sự tình ổn thỏa có thể dùng thêm phù lê phối hợp, cơ hội thành công hẳn là lớn. Hàn Lập trầm tư suy nghĩ, rốt cục đã nghĩ ra một biện pháp khả thi. Lúc này, Hàn Lập hít sâu một hơi, thần niệm nháy mắt đã ẩn giật trên người linh thú hoàn. chương 1492, Đại chiến minh lôi thú. Oanh, một lúc sau Hàn Lập lại lần nữa phóng ra ích tà thần lôi. Thân hình minh lôi thú run lên một chút, từ trong tay áo Hàn Lập bay ra ba đóa kim hoa đây chính là ba đầu phệ kim trùng thành thục thể minh lôi thú vừa mới hoan hỉ nuốt vào miệng vài đạo kim hồ thì đã thấy ba đầu kim sắc giáp trùng bay tới thì ngẩn ra nhưng nó không thèm để ý đoạn há miệng phun ra một đạo ngân hồ đánh lên ba đầu phệ kim trùng tiếng sét nổi lên kim trùng đã bị lôi quang bao phủ nhưng ngay lúc đó một đôi mắt vàng của minh lôi thú chừng lên tỏ rõ vẻ kinh ngạc chỉ thấy lôi quang tắt đi thì ba đầu phệ kim trùng chẳng những không hóa thành cho tàn mà ngược lại thân hình lại lớn hơn mấy lần hung dữ lao tới Tuy rằng linh trí của minh lôi thú không thể so với nhân tộc nhưng nó một khi đã tu luyện đến cảnh giới hiện tại thì thần trí cũng không thể thấp. Thấy kim trùng này quỷ dị, nó không dám khinh thường bèn hư không đánh ra một chảo. Nhất thời ba đạo chảo mang màu xanh bay ra rồi biến lớn chém lên trên người kim trùng. Âm thanh chát chúa vang lên, chảo mang vỡ vụn, thanh mang bao phủ kim trùng vào trong đó. Từng đoàn kinh phong kinh người tản ra khắp nơi, thiên địa nguyên khí tại phụ cận đều bị hút vào đó khiến không gian nơi này phảng phất như sắp sụp đổ. Tựa hồ minh lôi thú vô cùng tin tưởng vào đòn công kích này nên cũng không cần nhìn kết quả. Ngân hồ trên người nó lóe lên, lại một lần nữa đuổi theo hàn lập. Chỉ là tiếng vo vo từ trong thanh mang lại truyền ra khiến con thú ngày ngẩn ngơ, vẻ mặt nó đã được nhân cách hóa hết sức khi lộ ra biểu tình khó có thể tin. Chỉ thấy trong thanh mang xuất hiện từng điểm kim mang, ba đầu kim trùng lại bay ra, chỉ vài lần chớp lên đã tiến tới mấy trượng phía trước minh lôi thú. Trên người chúng kim quang trói mắt, nào có chút nào bị thương minh lôi thú quả thực kinh ngạc nhưng chính điều này đã khơi dậy sự tàn độc trong nó con thú này không lưỡng lự há miệng phun ra một phiến ngân hà bao phủ ba đầu kim trùng vào trong đó phệ kim trùng không gì không thể phệ nhưng cũng không thể lập tức phá khốn ngân hà mà ra minh lôi thú hít sâu một hơi thu hồi ngân hà đồng thời cuốn theo ba đầu phệ kim trùng vào trong miệng cái miệng đầy răng nanh của nó há to bất chấp tất cả liền nhai mạnh rồi nuốt vào trong bụng cả người nó khẽ hạ xuống bốn chân rền vang tiếng sấm sau đó thân hình liền hóa hành một đạo ngân hồ biến mất tại chỗ. Hàn Lập đã nhân cơ hội này độn ra ngoài hơn ngàn trượng, hắn quay đầu nhìn thấy cảnh này thì trên mặt lóe ra dị sắc. Không chần chừ, hắn liên tục vũ động hai cánh sau lưng, cả người hóa thành một sợi tơ nhỏ biến mất trong hư không. Một người một thú lại trở lại cục diện rượt bắt lúc trước. Chẳng qua minh lôi thú dường như đã bị hành động phóng thích kim trùng chọc giận nên thân hình được bao phủ trong ngân hồ của nó không ngừng chấp lên, ánh mắt lộ rõ vẻ hung lệ. Tựa hồ lúc này nó mới chân chính hạ quyết tâm đuổi giết. Hàn lập lại phóng ra ích tà thần lôi công kích con thú này, nhưng thân hình minh lôi thú khẽ nhoáng lên trực tiếp xuyên qua kim hồ, độn quang không chậm lại một khắc nào. Nó đã không còn muốn tiếp tục vần mồi, thâm tâm hàn lập không khỏi run lên, pháp lực toàn thân vận chuyển nhanh hơn vài phần, sợi tơ nhỏ do hàn lập hóa thành như ẩn như hiện trong hư không. Chẳng qua, cho dù như vậy thì chỉ sau một hồi minh lôi thú cũng đã tiếp cận hơn trăm trượng sau lưng hàn lập. Con thú này cướp đạp thần lôi, ngân hồ tựa như hóa thành một đôi cánh điện dài hơn hai trường, mặt ngoài có vô số phù văn chuyển động. Hai cánh vỗ nhẹ, tiếng sấm nổ rền vang, thân hình nó lại biến mất trong hư không chỉ để lại một bóng ảnh mơ hồ. Ngay tiếp theo, ở phía sau hàn lập hơn 10 trường đã lóe lên ngân hồ, mình lôi thú hiện ra từ hư không, lúc này bóng ảnh nó để lại phía sau mới biến mất. Ảnh độn cảm ứng được sự khác thường. Hàn lập vừa độn quang vừa quay đầu lại nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt trở lên trắng bệch, không ngờ con thú này còn sở hữu thần thông độn thuận quỷ dị nhất điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn. Tâm tình Hàn Lập bỗng trở lên nặng nề, ảnh độn thuật có lẽ chưa phải là độn thuật nhanh nhất thế gian, nhưng tuyệt đối là độn thuật thần bí nhất, thậm chí người có thể tận mắt nhìn thấy độn thuật này cũng không nhiều lắm. Nếu không phải khi Hàn Lập ở Thiên Uyên Thành từng có nghiên cứu qua lôi độn thuật của bản thân nên xem qua không ít điển tịch thì cũng không thể nhận ra loại độn thuật này. Chẳng qua lúc này không phải lúc để hắn kinh ngạc hay trầm trồ bởi khi minh lôi thú vừa hiện hình thì một đôi cánh điện bỗng dưng xuất hiện đón đầu Hàn Lập. Hàn Lập ngẩn ra chưa kịp phản ứng thì trên đỉnh đầu đã phát ra tiếng sấm chói tai, một tấm điện võng cực lớn từ trên không phủ xuống bao vây lấy hắn. Hàn Lập kinh hãi, hắn không kịp suy nghĩ, thân hình quay tròn một vòng. Kinh ngân sắc phù văn quay cuồng bắn ra cũng đồng dạng tạo thành một tấm điện võng hai màu vàng bạc ngăn cản điện võng màu bạc do minh lôi thú tạo ra. Tiếp theo, thanh quang quanh người chợt lóe, thân hình bắn ngược về đằng sau thoát ly khỏi phạm vi bao phủ. Minh lôi thú thấy vậy, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh miệt, thân hình nó lại mơ hồ tiêu biến. Ngay lập tức, ngân quang chợt lóe phía trước người Hàn Lập, hư ảnh Minh lôi thú đã lại xuất hiện ở phía trước, đồng thời nó huy chảo bổ xuống, một chảo nhìn như nhẹ nhàng nhưng lại to như trời nắng như núi, bao trùm toàn bộ thân hình Hàn Lập vào trong. Vài tiếng nổ trầm thấp vang lên, không khí bốn phía điên cuồng tràn về phía thú chảo, dường như ở đó có một hắc động có thể thôn vệ mọi thứ toàn thân hàn lập căng lên dưới sức ép của thú chảo dường như nó muốn đập nát bấy hàn lập dưới một chảo này sắc mặt hàn lập tái nhợt nhưng trong mắt chợt lóe lên ánh tàn khốc hắn đột nhiên há miệng phun ra một kim sắc tiểu kiếm dài vài tấc tiểu kiếm lóe lên rồi biến thành một đạo cầu vồng chém lên trên thú chảo minh lôi thú thấy vậy chẳng những không thu chảo mà vẻ khinh miệt trong mắt lại càng đậm choảng một tiếng ánh cầu vồng màu vàng chợt tắt tiểu kiếm bị bắn ngược trở về liền trở lại nguyên hình còn thú chảo vẫn không hề có chút bị tổn hao không chỉ như vậy, thú chảo nhanh như chớp đã chộp lấy tiểu kiếm. Trong mắt con thú này hiện rõ vẻ hung tợn, quang mang đại phóng, toàn bộ thú chảo đã biến thành một trắng tinh thuần, các móng vuốt khẽ bóp lại định phá hủy kim sắc tiểu kiếm. Minh Lôi thú chẳng những có thần lực trời sinh mà thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ có thể so bì với bảo vật đỉnh cấp. Lúc trước cũng bằng một đôi lợi chảo này nó đã phá hủy đi biết bao bảo vật pháp khí của đối thủ. Chỉ là hiện tại khi thú chảo phát lực, nó nghĩ rằng có thể lập tức bóp nát tiểu kiếm thì từng tràng tiếng kim loại ma sát vang lên kim sắc tiểu kiếm không ngừng rung lên trong ngân mang linh quang ảm đạm đi vài phần nhưng vẫn bình yên vô sự con thú này cũng đã quá coi thường độ cứng của thanh trúc phong vân kiếm rồi kiếm này đã được hàn lập nhiều lần bổ sung không ít tài liệu chân quý độ cứng của nó ngay cả ở linh giới cũng ít bảo vật có thể so bì tiểu kiếm tuy không thể thương tổn đến thân thể minh lôi thú nhưng con thú này muốn hủy kiếm cũng không phải là chuyện nhất thời nửa khắc minh lôi thú cũng bất ngờ không chờ nó kịp bừng tỉnh Hàn Lập vốn đang bị thú chảo áp bước liền thả ra một phiến kim hà, đoạn hét lớn một tiếng toàn thân thả ra vạn đạo kim quang, ra thịt toàn thân như được vàng dòng đúc thành. Phía sau lưng kim quang chói mắt, kim sắc nhân ảnh ba đầu sáu tay từ phía sau hắn chợt hiện. Sáu cánh tay đồng thời huy vũ khiến không gian phụ cận bắt đầu dao động, giống như mắt nước hồ không ngừng bị khuấy lên. Không chỉ ngừng ở đó, hai cánh sau lưng Hàn Lập run lên hóa thành một làn gió biến mất. Minh lôi thú gầm lên một tiếng, Thú trào chuyển thành quyền hướng về phía hư không hơn 30 trượng đánh ra một kích. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, khí lưu càn quét bốn phía tạo ra tiếng ong ong chói tai. Một đạo nhân ảnh từ hư không lảo đảo hiện ra đây đúng là Hàn Lập. Trên mặt hán lúc này hiện rõ sự hoảng sợ, không ngờ rằng con thú này lại có thể phá thuấn di thuật, thần thông quả thực khó dò. Chỉ là thân hình của Hàn Lập sau khi xuất hiện cũng không hề dừng lại mà lập tức bắn ngược ra phía sau từ trong hai tay hắn bắn ra hơn 10 khỏa viên châu màu xanh tạo thành một cái lồng công kích minh lôi thú đang vào tới. Đây chính là lôi châu mà hắn khổ tâm luyện chế ra, chỉ một lần này hắn đã sử dụng đến một phần ba số lượng có trong tay. Minh lôi thú thấy vậy thì trong mắt hiện lên vẻ trào phúng, thân mình nó lại trở lên mơ hồ. Chỉ là trong lúc nó tính toán thì triển ảnh độn thuật thì nét mặt của Hàn Lập ở phía xa bỗng hiện ra sự cổ quái, một tay hắn bỗng bắt quyết. Nhất thời Minh lôi thú bỗng cảm thấy bụng đau quặn lại, thân hình từ mơ hồ trở lên rõ ràng. Ảnh độn thuật đã bị phá, mà chỉ một khắc trì hoãn này hơn 10 viên châu màu xanh đã vào tới nơi. Giờ phút này trong bụng minh lôi thú đau như dao cắt, nó chỉ kịp phát động ngân hồ hộ thân. Thấy tình trạng nó như vậy, hai mắt hàn lập sáng lên không chút do dự vận chuyển thần niệm. Hơn 10 khỏa lôi châu đồng thời nổ tung, thanh mang lan tràn. Đầu tiên là hơn 10 đạo thanh sắc lôi đoàn hiện lên rồi nhanh chóng co rút lại nhanh một đoàn thanh sắc quang vượng như bánh xe hơn 10 đoàn lôi điện cường đại đồng thời bộc phát, một đám lôi vân cực lớn bỗng chốc hiện lên bao phủ minh lôi thú không kịp phòng bị vào trong. Chỉ thấy thanh sắc thiểm điện ngang dọc, tiếng thú giống kinh hãi từ bên trong không ngừng vang lên. Cho dù nó có am hiểu thôn vệ lôi điện nhưng hơn 10 viên lôi cầu này tương đương với một đoàn toàn lực của tu sĩ hợp thể kỳ tất nhiên nó đâu có khả năng hấp thu. Huống hồ lúc này Hàn Lập còn đang thúc giục vệ kim trùng trong bụng nó khiến một thân thần thông bi giảm đi nhiều, nó chỉ có thể kiên trì mà chống đỡ. Uy lực của Thiên Lôi trong đoàn Lôi Vân là không thể nghi ngờ, vô số thanh sắc điện hồ ngang dọc lóe lên, tiếng sét đánh đinh tai nhức óc. Trong phạm vi trăm trượng đều tràn ngập tiếng lôi minh. Chương 1493, Cửu cung thiên càn phù. Hàn Lập bên cạnh Lôi Vân cũng không nhàn rỗi, hai tay hắn đồng thời huy động ném ra vô số phù lục, ngân sắc phù văn như ẩn như hiện. Phù lục này có vẻ thần bí dị thường, tất cả có khoảng 108 lá. Hai tay Hàn Lập liên tục bắt quyết rồi chỉ về phía Lôi Vân thần sắc đầy vẻ ngưng trọng. Nhất thời, toàn bộ phù lục hóa thành hơn trăm đoàn ngân mang, tất cả bùng lên quang mang chói mắt rồi biến mất vô ảnh vô tung. Ngay sau đó, phía thiên không trên lôi vân lại lóe lên ngân quang, 108 lá phù đồng thời hiện lên. Chúng quay tròn một vòng, tự sắp xếp thành một đồ án kỳ quái bao phủ lôi vân ở bên dưới. Hàn lập thôi động pháp quyết, tất cả phù lục đồng thời bạo liệt tạo thành một quang trận cực lớn mênh mông ngân hà. Ở phía trong trận, bóng ảnh cung điện như ẩn như hiện, phảng phất như không phải vật nơi trần thế. Bên ngoài cung điện ngân quang sán lạn, vô số phù văn không ngừng bay múa, tiếng tiên nhạc réo rắt giữa hư không khiến tâm hồn người ta thư thái. Nhưng đúng lúc tâm hồn người ta bị câu dẫn thì tiếng tiên nhạc lại ngưng bặt. Hàn Lập vừa thấy quang trận thành hình thì mừng rỡ, lập tức thi pháp. Quang trận cực lớn từ từ ép xuống phía dưới, đi, đúng lúc này, một tiếng thú giống từ trong lôi vân chuyển ra. Sau vài tiếng sấm nổ khiến thiên địa rung chuyển thì toàn bộ thanh sắc lôi vân trở lên hỗn loạn đột nhiên có mấy đạo ngân sắc điện hồ thô to phá vỡ lôi vân mà xông ra. Điện hồ trong lôi vân tựa như thần long vân mầy, triển hiện thần uy. Một lát sau, cả đám lôi vân to lớn đã bị tiếng giống quét tan không còn một mảnh. Lôi vân vừa tản thì hồ quang cũng theo đó mà biến mất. Thân hình minh lôi thú lại một lần nữa xuất hiện. Bộ dạng con thú này có vẻ khá chật vật, lấp phải trên người ảm đạm vô quang, lại loáng thoáng có vết cháy đen. Chỉ có chiếc độc giác trên đầu còn lập lè ngân quang, một luồng điện hồ mỏng như sợi tơ không ngừng di chuyển xung quanh. Ngân hồ thô to vừa rồi chính là do độc giác này phát ra. Nhưng điều khiến Hàn Lập kinh hãi chính là khi con thú này vừa hiện hình thì lập tức há miệng phun ra một đoàn huyết quang. Trong đoàn huyết quang này điểm điểm kim mang, đây rõ ràng là ba đầu phệ kim trùng thành thục thể lúc trước bị nuốt vào. Chúng đã bị con thú này dùng pháp lực cường đại mạnh mẽ bước ra khỏi cơ thể. Thần thông như thế khiến tâm can Hàn Lập lạnh buốt lúc phệ kim trùng ngoài ý muốn bị con thú này nuốt vào trong bụng thì hắn đã vô cùng mừng rỡ trong thâm tâm đã xuất hiện ý định diệt thú nhưng khi thấy cảnh này thì hắn biết đó chỉ là si tâm vọng tưởng nên lập tức ném bỏ ý định này ra khỏi đầu ánh mắt hàn lập lại đảo qua khẩu thanh trúc phong vân kiếm đang trôi nổi tại bên cạnh minh lôi thú thân kiếm lóe lên kim quang nhàn nhạt hiển nhiên minh lôi thú bởi ứng phó sự giáp công của lôi vân và phệ kim trùng đã không còn chú ý tới thanh kiếm này nên tiện tay ném ra dù sao kiếm này cũng không thể cấu thành uy hiếp với nó. Hai mắt minh lôi thú nhìn chầm chầm hàn lập, vẻ hung ác trong mắt lồ lộ hiện ra. Nó đã chịu thua thiệt chút ít nãy giờ nên hận không thể lập tức xé xác hàn lập làm mấy mảnh. Chỉ là hàn lập không đợi con thú này hành động đã lập tức phát tay triệu hồi ba đầu phệ kim trùng vừa thoát khỏi huyết quang, thanh kim sắc tiểu kiếm kia cũng biến mất tại chỗ. Kim quang lóe lên, trên thân tiểu kiếm rền vang tiếng sấm, nó đã xuất hiện bên cạnh hàn lập rồi chui thẳng vào ống tay áo hắn sau đó tới lượt vệ kim trùng được hàn lập thu lại. Minh lôi thú ngẩn ra rồi giận dữ hống lên một tiếng dài. Chỉ là đúng lúc này ngân quang trên đỉnh đầu nó chợt lóe, quang trận cực lớn không biết từ khi nào đã ép xuống. Một quang trận lớn như vậy cho dù lúc đầu minh lôi thú không chú ý tới thì lúc này cũng không thể không phát hiện. Nó ngẩng đầu nhìn thấy quang trận thì ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Độc giác trên đầu rền vang tiếng sấm, một đạo ngân hồ thô to được bắn ra. Oanh, một tiếng, hồ quang đánh mạnh vào bên dưới quang trận. Nhưng ngân quang chỉ khẽ lóe lên, ngân hồ chạm vào nó lập tức biến mất, dường như nó đã bị quang trận thôn phệ. Minh lôi thú lúc này phát giác sự tình không ổn, bốn chân đạp điện quang định chạy trốn khỏi nơi đây. Chỉ là đã có chút muộn, quang trận trên không trung khẽ chuyển rồi quỷ dị biến mất. Minh lôi thú vừa mới lướt đi được hơn 10 trượng thì bỗng thấy trước mặt sáng ngời ánh ngân quang, nó không kịp dừng lại khiến cả thân hình đâm sầm vào bạch vụ. Cả người nó đã bị bao phủ trong một phiến bạch vụ mơ hồ. Ánh mắt nó nhanh chóng đảo qua tứ phía nhưng chỉ thấy ban công lầu các, lầu cao điện vũ liên miên bất tuyệt. Con thú thoáng kinh ngạc nhưng lập tức điều chỉnh tâm tình yên tĩnh như nước. Nó đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, bị người dùng pháp trận vây khốn không biết bao nhiêu lần nên cấm chế trước mắt chưa đủ để khiến nó sợ hãi. Nó dương cổ nhìn lên không trung, trên trời cao ngân hà từng trận, cuồn cuộn không dứt, quả thực không thể nhìn ra thứ gì. Minh Lôi thú thoáng nghiêng đầu suy nghĩ thân hình nó lại nhoáng lên hóa thành một đạo ngân hồ phóng thẳng lên trên trời, hai chân trước bổ mạnh xuống hư không. Từng tràng âm thanh trầm thấp vang lên, hơn 10 đạo thanh sắc chảo mang hung mãnh đánh lên quầng sáng ngân sắc. Âm thanh va chạm vang lên liên miên không dứt, ngân quang, thanh mang đan vào nhau. Quầng sáng ngân sắc liên tục chớp tắt nhưng lập tức khôi phục trạng thái ban đầu. Thân hình minh lôi thú đứng giữa hư không, thần sắc tỏ ra mơ hồ. Cấm chế đang vân khốn nó có uy năng to lớn ngoài dự kiến của nó đây tựa hồ không phải pháp trận bình thường. Con thú này đâu biết được quang trận đang giam khốn nó là một bộ cửu cung thiên càn phù do Hàn Lập tiêu phí bao tâm huyết mới luyện chế thành. Bộ phù này tổng cộng có 108 lá, có biến hóa hàng nghìn hàng vạn, ở phương diện vây định thần diệu vô cùng. Đương nhiên cũng cần phải xét xem kẻ bị vây khốn là tồn tại loại nào. Lấy tu vị của Hàn Lập thì không nói đến minh lôi thú trước mặt mà ngay cả một gã tu sĩ hợp thể kỳ cũng khó lòng chân chính vây khốn. Trong một kích vừa rồi của con thú này, Hàn Lập đứng bên ngoài quang trận đã phải không ngừng điên cuồng rót pháp lực vào trong tấm phủ trên tay. Một cỗ cự lực cực mạnh từ tấm phủ truyền tới Hàn Lập khiến cả người hắn run lên, không khỏi lui về phía sau hai bước. Sắc mặt hắn trở lên xám xịt, cũng may pháp lực trong cơ thể kịp thời lưu chuyển hóa giải xung lực nên không còn gì đáng ngại. Sau một đòn có thể nhận thấy cấm chế này không thể giữ chân con thú này lâu được. Dù sao tu vị của hắn cùng minh lôi thú cũng cách nhau quá xa như trời và đất. Chẳng qua từ lúc tế ra bộ phù lục này, hắn đã không tính đến chuyện có thể hoàn toàn vây khốn đối phương mà chỉ mong cầm chân được một lúc để tranh thủ thời gian. Vừa thấy phù trận tạm thời vây khốn đối phương thì Hàn Lập nhanh chóng thu tay, đoạn huy động hai cánh sau lưng hóa thành một đoàn thanh sắc cầu vòng quay đầu bỏ chạy. Chỉ sau vài lần chớp lên thì Hàn Lập đã biến mất phía cuối chân trời. Nhưng đúng lúc này thần sắc Hàn Lập khẽ biến, hắn vội phất tay bắn ra hơn 10 thanh kim sắc tiểu kiếm bổ về phía hư không gần đó chỉ thấy phía hư không nơi kim sắc tiểu kiếm bắn tới chợt lóe bạch quang. Đột nhiên, một nữ tử áo trắng hiện ra, một cánh tay áo phất phơ trong gió. Đây chính là quỷ nữ bạch quỷ lần trước Hàn Lập đã gặp. Nàng ta bị Hàn Lập bước ra khỏi chỗ nấp thì cũng tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt lập lè tinh mang, tựa hồ muốn nói điều gì đó. Chỉ là hàn khí trên mặt Hàn Lập ngày càng đậm, bên cạnh hắn nhanh chóng xuất hiện một đoàn ô quang, phía bên trong ô quang là một con hắc sắc tiểu hầu. Đây chính là đề hồn thú, Hàn Lập hiện tại đang chạy trối chết trốn tránh minh lôi thú nên căn bản không muốn dây dưa cùng quỷ nữ này, chính vậy nên hắn lập tức gọi ra đề hồn khắc tinh của lệ quỷ. Quỷ nữ áo trắng vừa thấy đề hồn thì trong miệng phát ra một kêu cao vút, vẻ mặt kinh hoàng vô cùng, cả người hóa thành một đạo bạch khí bắn ngược về phía sau. Động tác của nàng tuy nhanh nhưng đề hồn còn nhanh hơn, thân hình nó khẽ chấp lên đã hóa thành cự viên cao mấy trượng, một đoàn hoàng hà từ trong mũi nó cuồn cuộn tuôn ra bỗng chốc bao phủ lấy đoàn bạch quang. Bạch quang chợt tắt, một lần nữa thân hình quỷ nữ áo trắng lại hiện ra. Nàng ta hốt hoảng vô cùng, chiếc áo trên người lập tức hóa thành một tầng quang cháo sáng người bao phủ toàn bộ thân thể vào tổng đó. Cũng không biết chiếc áo này là bảo vật loại nào mà ngay cả nhiếp hồn thần quang của đề hồn cũng nhất thời không thể lay động quang cháo. Vẻ mặt đề hồn hiện ra nét ngưng trọng, nó gầm nhẹ một tiếng, âm phong nổi lên bốn phía, vô số thiểm điện rạch phá bầu trời, thân thể cự viên lại tiếp tục lớn lên, lông ngoài hóa thành sắc đỏ, trên trán mọc ra ba chiếc sừng nhỏ, giữa mi tâm hiện ra một con mắt màu đỏ yêu dị. Đồng thời vô số răng nanh mọc dài lộ khỏi miệng, dọc theo xương sống mọc ra một hàng gai xương đen tuyền, phía trên hắc khí vần quanh, âm khí bức người. Vừa thấy đề hồn biến thân thì quỷ như áo trắng càng tỏ ra hoảng sợ. Đột nhiên nàng hú lên vang vọng, một cỗ âm ba vô hình biên cuồng ập tới phía Hàn Lập và đề hồn. Nhưng do Hàn Lập sớm đã có phòng bị lên hắn lập tức phóng ra hôi sắc quang hà và ngũ sắc quang diễm bao phủ quanh mình và đề hồn sau đó Hàn Lập chỉ mỉm cười chắp tay đứng tại chỗ, không hề có bất cứ hành động gì thêm. Về phần đề hồn thú, nó càng trở lên dữ tợn, con mắt thứ ma từ từ mở ra. Oanh, một tiếng nổ thật lớn vang lên, điện hồ từ trong con mắt thứ ba phóng ra. Điện hồ này đỏ như máu, nhanh chóng xuyên thủng bạch sắc quang cháo bao phủ quanh người quỷ nữ mà nhiếp hồn thần quang lúc trước không thể lay động. Quỷ nữ hét thảm một tiếng, huyết sắc điện hồ tựa như một con linh xà cuốn chặt lấy nàng sau đó kéo tới gần đề hồn đề hồn thú không chút do so dự liền mở miệng nuốt luôn vào. Phụt, đề hồn thú bỗng nhíu mày rồi ói ra một khối ngọc bài màu đen. Hàn lập phung chảo chộp lấy vật này rồi cẩn thận đánh giá. Vạn lý phù, tuy rằng có chút bất đồng so với của nhân tộc nhưng hàn lập chỉ cần liếc mắt qua cũng đủ phân biết. Vẻ mặt hắn thoáng kinh ngạc, tựa như đang nghĩ ngợi điều gì. Bỗng nhiên quang trận phía xa truyền tới tiếng nổ ầm ầm, bên trong mơ hồ có tiếng thú giống điên cuồng. Thân hình hắn chấn động, vội vã hướng để hồn thú vẫy tay một cái. Nhất thời hình thế con thú này hóa thành một đạo ô quang chui vào trong tay áo Hàn Lập. Hàn Lập khẽ nhún, thân hình cuộn lại rồi bỗng hóa thành một con thanh sắc đại bàng, cả người như chấp giật hướng về phía xa nhanh chóng bay đi. chương 1494, Giáp Nguyên Phù Đại bàng trên không tung cánh hóa thành một giải sáng xanh bay đi, mỗi lần vỗ cánh lại lướt qua hơn 10 trượng, tiếng sấm từ hai cánh nổ rền vang bầu trời tuy đang hóa thân đại bàng nhưng trong cơ thể Hàn Lập cũng không ngừng vận chuyển đại diễn quyết, cố lấy thần niệm cường đại bao phủ ấn ký của bốn đại yêu vương lưu lại. Chỉ là ấn ký của bốn đại yêu vương quả thực quá mức mạnh mẽ, cho dù liên tục thi triển qua nhiều loại bí thuật của đại diễn chân kinh, đồng thời mượn thiên bằng lực sau khi biến thân cũng chỉ tạm thời phong ấn được mà thôi, phỏng chừng sau một ngày đêm ấn ký sẽ phá ấn mà ra. Hàn Lập làm vậy đương nhiên muốn đám yêu vương lục túc tưởng rằng hắn đã chết để tiện bề hành động việc cần làm hiện nay là nhanh chóng cứu thoát hai người nguyên giao từ trong tay quỷ bà sau đó tìm một chỗ âm khí nồng đậm để hai người bọn họ giúp hắn khu trục ấn ký làm được vậy thì hắn mới có thể giải trừ được mối họa trong lòng nếu dưới tình huống bình thường thì hàn lập tất nhiên không thể thành công nhưng hiện nay lại xuất hiện thêm minh lôi thú nên cũng không thể nói trước tính ra khoảng thời gian hắn thu hút minh lôi thú giúp đám yêu vương kia cũng không quá dài bọn họ hẳn là đã tiến vào thần trì không lâu nữa cho dù bọn họ biết Minh Lôi Thú quay về nhưng với việc coi trọng Minh Hà Thần Nhũ như vậy thì bọn họ cũng sẽ không dễ dàng rời bỏ. Còn Minh Lôi Thú sau khi thoát khỏi sự vây khốn của cửu cung thiên càn phù thì nổi giận đùng đùng lập tức trở về sao huyệt. Hẳn là vừa lúc ngăn chặn mấy yêu vương này, đến lúc đó tranh đấu nổ ra, chỉ cần hắn không đụng phải đám người lục túc hay một thanh ngăn cản thì cơ hội cứu hai người nguyên giao là không nhỏ. Trong lòng Hàn Lập cẩn thận cân nhắc, đại bàng do hắn hóa thành vẫn bay như chấp giật về núi cũ mắt thấy một dải núi non màu xám hiện ra trước mặt, toàn thân đại bằng bỗng nhiên phát ra từng tiếng vang trầm thấp. Thanh quang chợt lóe, đại bàng đã biến lại thành hình người. Một khối ngọc bài màu trắng thoáng chốc vọt ra từ ống tay áo hàn lập rồi từ từ hạ xuống tay hắn. Trên ngọc bài có khắc một cửu cung đồ thật lớn, chỉ là lúc này ở trên bề mặt đã xuất hiện dày đặc vết nứt dạn. Hàn lập biến sắc, theo bản năng hắn quay đầu nhìn ra sau, đoạn thu lại ngọc bài rồi lấy ra một tấm phủ màu tím mặt ngoài linh quang chấp động không ngừng đây đúng là thái nhất hóa thanh phù. Hàn lập không chút trần trừ lập tức khoát tay điểm lên trên thân phù một chỉ. Lá phù sắc tím bùng lên tỏa ra vô số phù văn màu bạc lập lè bao phủ toàn thân hàn lập, bay múa không ngừng. Phốc phốc sau vài tiếng vang nhỏ, những đám phù văn này hóa thành từng đoàn ngân vụ, trong chớp mắt đã phủ kín thân thể hắn. Sau khi ngân vụ tan hết thì tại chỗ cũ cũng không còn bóng người. Thân thể hàn lập đã hóa thành hư vô, từ từ bay xuống bên dưới, cuối cùng ẩn núp cạnh một thân đại thụ sau đó ngẩng đầu chăm chú nhìn lên trời. Thời gian khoảng một bữa cơm trôi đi, phía chân trời truyền đến tiếng sấm đi đùng. Chớp mắt, lôi quang chợt lóe, Minh Lôi thú cước đạp hồ quang lướt qua trên đỉnh đầu Hàn Lập, nó không hề phát hiện ra sự tồn tại của Hàn Lập ở bên dưới. Chỉ sau vài lần chớp lên, ngân hồ đã biến mất vô ảnh vô tung phía cuối chân trời. Ánh mắt Hàn Lập thoáng động, hắn vẫn bất động ẩn núp dưới tàng cây. Qua nửa khắc sau, Hàn Lập cảm thấy thời gian không sai biệt lắm thì khẽ dùng mình một cái, ngân quang lóe lên, thân hình hắn chậm rãi hiện ra. Phù văn màu bạc từ trong cơ thể hắn bay lên trên thiên không, chúng nhanh chóng tụ lại rồi hóa thành một tấm phù triện sắc tím, nhẹ nhàng hạ xuống. Hàn Lập khoát tay, tấm phù lập tức hóa thành một đạo sáng tím chui thẳng vào ống tay áo hắn. Tiếp theo, thanh quang trên người hắn bùng lên hóa thành một đạo cầu vòng bay về phía chân trời. Xem phương hướng thì đúng là phía mà Minh Lôi thú vừa vọt qua không mất bao lâu hàn lập đã về tới trước quầng sáng màu đen độn quang tắt đi thân hình hàn lập lơ lửng giữa không trung hắn dùng thần thức đảo qua một lượt thì thần sắc sẽ đổi không khí quanh đây đầy mùi cháy khét hơn ngàn thi thể quỷ vật bị thiêu cháy đen dường như nơi này vừa chịu qua cuồng lôi công kích âm phong bốn phía cuồn cuộn lưu lại dao động cấm chế mãnh liệt dị thường tựa hồ cấm chế nơi đây đã bị người mạnh mẽ bài trừ hàn lập thoáng tỏ ra ngạc nhiên nghi hoặc hắn đương nhiên không biết đám huyết giáp khôi lỗi đang chờ làm hoàng tước ở đây, mà đề hồn sau khi thôn về quỷ như áo trắng nên đám quỷ vật này không thể biết minh lôi thú trở về nhanh như vậy khiến chúng không kiếp tránh đi. số phận đương nhiên là bi thảm, tất cả bị minh lôi thú trong cơn giận dữ đánh thành cho tàn. huyết giáp khôi lỗi nếu biết những chuẩn bị lưu ở bên ngoài của mình đã bị xóa sạch thì không biết sẽ tức giận thế nào nếu quỷ như áo trắng còn sống thì đã có thể dùng vạn lý phù thông báo trước tình hình giúp đám quỷ vật này thong rong tránh mặt minh lôi thú rồi lại tiếp tục trở lại bố trí âm trận đây cũng là dụng ý của hắn khi cử một quỷ vật cấp cao đi theo dõi hành tung của hàn lập và minh lôi thú không ngờ rằng trước này lại bị hàn lập phá hủy hàn lập bay một vòng trên không trung thì phát hiện không còn quỷ vật nào còn sống ở đây không biết tất cả đã bị minh lôi thú giết chết hết hay số còn sống đã sớm bỏ chạy hắn cũng không quá quan tâm đến chuyện này thân hình bỗng dừng lại ánh mắt tập trung vào một thông đạo lập lòe lam quang hai hàng lông mày nhíu thật sâu tinh mang trong mắt hàn lập chợt lóe lên đoạn lại phất tay áo lấy ra một xếp phù triện màu bạc phù văn chấp động đây rõ ràng là một bộ cửu cung thiên cản phù nữa bởi vì do tài liệu hữu hạn hàn lập tổng cộng luyện chế ra được hai bộ phù triện này lúc trước đã dùng qua một bộ nên bộ này đương nhiên là bộ cuối xê ung. hai tay hàn lập nhanh chóng bắt quyết không ngừng đánh vào đám phù triện đó từng đạo pháp quyết một màn bất khả tư nghị xuất hiện, dưới sự thôi động của Hàn Lập, 108 lá phù màu bạc cùng bắn tới phía miệng thông đạo rồi tiêu biến trong hư không. Tựa hồ Hàn Lập đã thi triển loại bí thuật nào đó ẩn nặc toàn bộ những phù triện này. Hàn Lập thu lại pháp quyết, ánh lam mang trong mắt không ngừng chấp động đánh giá đám phù triện mới ẩn nặc rồi gật đầu hài lòng. Tiếp theo dường như hắn lại nghĩ tới điều gì đó, đoạn khẽ lật tay trái, hai tấm phù triện màu bạc khác lại hiện ra. Chỉ là phù này rất khác so với cửu cung thiên càn phù, mặt trên của nó không có phù văn chớp động mà là có họa một bóng người nhàn nhạt, nhạt, ngũ quan mơ hồ, toàn thân mặc kim sắc chiến giáp. Trên tay bóng người ở một lá phù có cầm một cây kim sắc trường thương, còn bóng người ở lá phù kia cầm song đao. Điều thần kỳ ở chỗ hai bóng người mơ hồ trên phù triện từ từ chấp lên, thỉnh thoảng lại huy động binh khí trong tay như là vật sống vậy. Hàn lập sau khi lấy ra hai tấm phù này lập tức áp chúng vào nhau, nhất thời ngân mang chấp động, hai tấm phù đồng thời bạo liệt, trong ngân mang lập lòe hai đạo kim sắc hư ảnh xuất hiện chúng vừa xuất hiện đã lập tức nhập xuống dưới mặt đất hòa vào cái bóng trên đất của hàn lập hàn lập tuy lơ lửng cách mặt đất không quá xa nhưng cái bóng dưới đất do ánh sáng chiếu vào cũng đạm nhạt vô cùng nhưng là hai đạo kim sắc hư ảnh kia sau khi nhập vào trong đó thì lập tức biến mất không thấy tung tích đây cũng là một loại phù mà hàn lập học được từ ngọc thư Tàn trang có tên nguyên giáp phù loại phù triện này hắn cũng chỉ có thể luyện ra ba tấm vừa rồi một lượt đã xuất ra hai tấm có thể thấy được hắn cẩn thận thế nào Điều này cũng khó trách, ở trong màn sáng màu đen kia đều là tồn tại cấp hợp thể, người nào hắn cũng không thể đối phó, nên việc hắn có thể làm chỉ là chuẩn bị tốt một chút để đề phòng vạn nhất. Sau khi tế ra giáp nguyên phù, Hàn Lập vẫn chưa dừng tay mà tiếp tục há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu. Hỏa cầu quay tròn rồi hóa thành phệ linh hỏa điều. Hàn Lập lại phất tay phóng ra hơn 10 quả thanh sắc lôi châu, ngân sắc hỏa điều lập tức há miệng nuốt tất cả đống lôi châu này xuống bụng. Lúc này hỏa điểu bay tròn một vòng rồi vào tới một cây đại thụ chọc trời, ẩn nấp ở đó. Chuẩn bị xong hết thảy, Hàn Lập thở dài một hơi. Một lần nữa hắn lấy ra phù triện sắc tím, cả người lần nữa biến mất trong sương mù. Hàn Lập từ từ bước vào động khẩu lam sắc như tiến vào đầm rồng hang hổ, vô thanh vô tức tiến nhập trong đó. Vừa mới tiến vào trong đó thì ánh mắt Hàn Lập đảo qua khắp nơi, lông mày hắn khẽ nhíu. Bốn phía đen như mực, tối như hũ nút chỉ có một vài khối đá xanh chớp động lên quang mang nhàn nhạt, nhạt. Điều này khiến Hàn Lập như cảm giác bản thân trở về tới thâm huyên chi địa. Chẳng qua với linh mục thần thông, hắn cũng không để ý tới điều này. Hai mắt Hàn Lập hiếp lại đánh giá xung quanh hết thảy. Phụ cận thoạt nhìn vô cùng hoang vắng, trên mặt đất chỉ toàn đá vụn lớn nhỏ, ngoài ra không còn thứ gì khác. Thậm chí nhìn về nơi xa cũng không thấy một thân cây lớn nào, ngẫu nhiên mới bắt gặp một vài bụi cây đám cỏ thấp bé vô cùng. Hàn Lập hớp vào mấy hơi không khí, hắn cảm nhận được linh khí nồng đậm ở đây thì trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua hắn vẫn không hề dừng lại, thân hình nhẹ nhàng bay về phía trước. Tuy rằng không biết thần chỉ ở đâu nhưng kiểm tra từ trung tâm cấm chế trở đi thì chắc chắn không thể nhầm. Cho dù thân thể hóa thành hư vô nhưng độn tốc của Hàn Lập cũng không chậm, chớp mắt đã đi được hơn 10 dặm. Kết quả, hai mắt Hàn Lập sáng ngời, tại xa xa có một tòa cung điện ẩn hiện trong bóng đêm tối đen. Tòa cung điện này cũng không quá lớn mà chỉ cao khoảng vài chục trượng, hơn nữa nhìn từ bề ngoài chúng đều được xếp thành từ những tảng đá phổ thông nhưng điều này cũng đủ để chứng minh hắn không có tìm nhầm hàn lập thôi động pháp quyết bay nhanh về phía cung điện kia lối vào của cung điện là một chiếc cổng hình vuông hai cánh cửa được làm bằng đá đen lúc này đã mở toang theo bản năng hàn lập quét thần niệm qua mọi nơi phụ cận bỗng nhiên trong mắt hắn xuất hiện dị sắc thân hình lập tức ngưng lại bởi ở hai bên cửa đá có một cô âm khí như ẩn như hiện giống như là có hai gã quỷ vật cấp cao đang ẩn núp nơi đó thâm tâm Hàn Lập có chút cả kinh, nhưng lại nghĩ đến mấy ngàn quỷ vật bị giết ở lối vào thì giật mình không thôi. chương 1495, Minh Hà Thần Nhũ Chẳng qua Hàn Lập cũng không hy vọng có nhân tố ngoài dự tính ảnh hưởng đến kế hoạch của mình, lúc này trong lòng hắn giấy lên sát khí, chuyển thần niệm về phía linh thú hoàn. Tiếng vượn hót vang lên, một đạo ô quang từ bên trong bắn ra lao thẳng tới một bên cửa điện, còn thân hình Hàn Lập cũng nhoáng lên từ tráng thái hư vô đánh về một phía khác. a à, là ai? Hai tiếng kinh hô từ hai bên cửa điện truyền đến, một bên âm phong nổi lên, một khô lâu hai đầu cực lớn hiện ra. Bên kia thi khí đại phóng, một bạch mao cương thi hai mắt đỏ như máu xuất hiện. Sau lưng cương thi này có một đôi cánh xanh biếc, tanh tửi vô cùng. Ô quang lóe lên, một con cự viên xuất hiện, một cỗ hoàng hà từ mũi nó tuôn ra quét về hướng song đầu khô lâu. Trong miệng khô lâu phát ra một tràng cười quái dị, hai cánh tay nó huy động xuất ra chảo ảnh đầy trời, khiến trong không khí xuất hiện tiếng rít chói tai. Con quỷ vật cấp cao này hiển nhiên rất tin tưởng vào thân thể mạnh mẽ của mình, nó muốn dùng một đôi cánh tay phá nát nhiếp hồn thần quang chứ không giống như nữ tử áo trắng lúc trước sợ hãi thối lui. Kết quả, hai bên vừa tiếp xúc thì vô số cốt chảo đầy trời lập tức tán diệt, Hà Quang đảo qua cuộn lấy một đôi cốt chảo. Quang mang chấp động, song đầu khô lâu hét thảm một tiếng. Một đôi cốt chảo cứng rắn như sắt của nó bỗng chốc hóa thành một đoàn hắc khí. Khô lâu kinh hãi, lúc này mới vội vã lui thân về đằng sau chỉ là đã quá muộn, Hoàng Hà chợt lóe đã đem trọn khô lâu cuốn vào trong đó. Toàn bộ thân thể to lớn của nó đồng dạng hóa thành hắc khí nồng đập, bị đề hồn thú hút vào trong miệng. Con thú này vui mừng hống to một tiếng, rồi quay đầu nhìn về phía Hàn Lập. Vừa hay đúng lúc Hàn Lập bay tới đỉnh đầu bạch mao cương thi, từ trong tay hắn nguyên từ thần sơn cao hơn 10 trượng phóng ra đè lên quỷ vật. Mà hai bóng ảnh kim sắc chiến giáp cũng đang rút kim thương cùng song đao từ phía sau lưng cương thi về. Trên mặt kim thương có kim hồ lưu động không ngừng xuyên thủng trái tim cương thi khiến vùng quanh vết thương của nó cháy đen khét lẹt, còn phía trên song đao có một tầng bạch mang không ngừng lưu truyền, một đôi cánh xanh biếc đã bị đóng thành hàn băng trong suốt. Hàn lập cũng không để hai ảnh khôi lỗi này tiếp tục xuất thủ tiêu diệt quỷ vật này mà hướng về đề hồn thú phía xa với tay. Lúc đầu, đề hồn thú thoáng sửng sốt rồi lập tức minh bạch dụng ý của hàn lập, nó mừng rỡ khẽ tung người nhảy về phía hắn. Hà Quang trong mũi nó lại phun ra đem đầu cương thi này hóa thành âm khí rồi hút vào trong bụng. Nó nấc lên một tiếng, hưng phấn lấy tay đấm thùm thụp vào ngực. Những quỷ vật này đều là hung phách lệ quỷ tu luyện nhiều năm ở Minh Hà, đối với đề hồn thú chẳng khác nào đại bổ. Thần niệm Hàn Lập thoáng động, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh một chủ ý, hắn cẩn thận đánh giá đề hồn thú một chút rồi âm thầm phân phó vài tiếng cho nó. Đề hồn thú nghe xong thì trợn to hai mắt rồi liên tiếp gật đầu. Toàn thân nó bỗng bùng lên ô quang, diện mạo từ từ biến đổi thành đầu quái thú độc giác lập lè lôi điện. Đây rõ ràng là hình dáng của minh lôi thú lúc trước truy đuổi Hàn Lập, chỉ là đề hồn biến ra nhỏ hơn một chút. Hàn Lập mỉm cười, vẫy tay về phía minh lôi thú do đề hồn biến thành, con thú này lập tức thu nhỏ người lại còn mấy tắc rồi chui vào tay áo Hàn Lập. Xuất ra thái nhất hóa thanh phù, thân hình Hàn Lập một lần nữa hóa thành hư ảo rồi bay vào bên trong cửa điện. Cung điện được tạo thành từ một tòa chính điện và thiên điện. Lúc này Hàn Lập trực tiếp tiến vào trong đại điện. Trong đại điện trống trải vô cùng, ngoại trừ 10 cây cột đá to lớn ra thì không còn một thứ gì khác. Hàn Lập cũng không để ý đến những thứ này, ở giữa đại điện có một miệng động lớn tỏa ra bạch quang. Hàn Lập đi tới ngó qua thì thấy bốn phía vách động bóng loáng dị thường, căn bản không hề có cầu thang dẫn xuống. Hơn nửa động này sâu nhìn không thấy đáy, Hàn Lập suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nhảy xuống. Trải qua hơn ngàn trượng vẫn chưa chạm đáy, từng trận gió lạnh từ bên dưới thổi thốc lên, hiển nhiên ở dưới có nối thông với nơi khác rơi xuống thêm mấy trăm trượng nữa, thân sắc hàn lập thoáng động, trong tai ẩn ẩn nghe được tiếng giống của minh lôi thú, ngẫu nhiên còn có một vài tiếng nổ kinh thiên động địa khiến vách động bốn phía rung lên từng hồi. Hàn lập thoáng dùng mình một cái, thế rơi xuống lại chậm bớt, thần niệm bắt đầu đảo xuống phía dưới. Kết quả, phía dưới ngoài bạch mang chấp động thì không còn thứ gì. Thần niệm kiểm tra không hề thấy vật gì ẩn tàng bên dưới. Điều này khiến Hàn Lập an tâm hơn rất nhiều, hắn vô thanh vô tức rơi xuống dưới đất nơi này không ngờ nối thông đến một tòa điện đường cực lớn to hơn cung điện phía trên gấp mấy lần độ tinh xảo cũng hơn xa trên mặt đất chỉ là bạch ngọc tinh mỹ nhưng điện đường ở dưới đây chẳng những có hoa văn tinh xảo mà bốn phía đỉnh còn được khảm những khỏa tinh thạch lớn như bát ăn cơm tinh thạch này chấp động tỏa ra bạch quang nhu hòa bao phủ đại điện tráng lệ linh khí phụ cận cũng nồng đậm hơn hẳn bên trên một số nơi còn xuất hiện linh hoa linh thảo sinh trưởng tại các bồn cây hai bên điện đường cây nào cây nấy xanh biếc mỹ lệ linh quang lưu truyền không biết đã ở nơi đây bao nhiêu vạn năm. Hàn lập nhíu mày, nhưng lập tức rời ánh mắt khỏi những thứ này. Lấy nhãn lực của hắn đương nhiên nhận ra được đám hoa thảo này quý hiếm nhưng đó chỉ là về giá trị thưởng lãm, còn giá trị thực lại không đáng mấy. Chẳng qua ánh mắt Hàn Lập cũng chỉ có thể nhìn thấy hơn phân nửa cảnh tượng trong điện mà thôi. Giờ phút này tất cả đều bị huyết vụ nồng đậm cùng điện hồ chói lòa bao phủ. Tại tầng không của cung điện có từng đoàn huyết vụ và thiểm điện đan xen vào nhau không ngừng quay cuồng bạo liệt cả hai như nước lửa không thể tương dung. Nhưng rõ ràng thiểm điện đang lấn lướt huyết vụ, nếu không phải bên trong huyết vụ nổi lên từng trận âm phong cùng vô số lục ti chống đỡ thì chỉ sợ đã sớm đại bại. Nhưng cho dù như vậy thì trong tiếng sấm ẩm vang, ngân sắc điện hồ cũng liên tục hóa thành từng khối lôi cầu lớn như nắm tay, mọi nơi nó quét qua huyết vụ đều nhanh chóng tiêu biến, rơi xuống hạ phong. Trong huyết vụ im ắng vô cùng, không thể nhìn rõ nhưng chắc chắn là đám người địa huyết lão quái đang ở trong đó, còn ở trong đám lôi điện cuồn cuộn phía đối diện kia có hai độc giác quái thú như ẩn như hiện, nộ hống không thôi, sử dụng lôi điện chi lực biên cuồng công kích. Trách không được mấy yêu vương lên thủ cũng không phải đối thủ của chúng. Hàn lập âm thầm giật mình, quan sát cuộc chiến một lát, ánh mắt hắn hạ xuống giới thì đồng tử bóng co rụt lại. Tại phía dưới chiến đoàn là một thủy trì xanh biếc, phía trên mặt nước mịt mù sương khói, linh khí rào rạt, ẩn ẩn có một tầng huyết mang le lói. Đây là Minh Hà Thần Nhũ, tâm niệm Hàn Lập thoáng chuyển, nhưng hắn cũng không dừng sự chú ý của mình tại trên thủy trì quá lâu mà tiếp tục quan sát các nơi khác. Kết quả, hai mắt hắn sáng ngời, tại một góc hẻo lánh trong cung điện hắn thấy được hai người nguyên giao nghiên lệ đang đứng như khúc gỗ ở đó. Khuôn mặt hai người đờ đẫn vô hồn, Hàn Lập đã thấy qua việc hai người này bị cấm chế nên tất nhiên biết tuy thần trí vẫn còn nhưng hết thảy tự chủ thân thể đều không thể khống chế. Đối với loại cấm chế này mà nói, hắn nắm chắc vài phần có thể phá bỏ. Nhìn lại cuộc chiến phía trên, Hàn Lập cố gắng kìm nén sự vui mừng của mình lại, đoạn cẩn thận đánh giá các nơi khác trên đại điện. Hắn cũng không quên việc tại bên ngoài màn sáng và trước cổng vào cung điện ngầm có xuất hiện quỷ vật. Nơi đây khẳng định còn có quỷ vật cấp cao lẻn tiến vào. Hắn cũng không muốn bị chúng làm hoàng tước rình phía sau. Lúc chưa phát hiện chỗ đám quỷ vật ẩn núp thì tuyệt không thể tùy tiện hành động. Hắn lẳng lặng phóng ra thần niệm, ngoại trừ chiến đoàn phía trên thì chỗ nào hắn cũng đã tìm qua nhưng không hề phát hiện được dị trạng. Hàn lập trao mày, Tâm niệm khẽ chuyển, ánh lam mang trong mắt lóe lên. Tại một nơi nguy hiểm trùng trùng thế này hắn cũng không dám triển khai toàn bộ linh mục, mà chỉ dùng một phần linh lực cực nhỏ thi triển thần thông mà thôi. Dưới linh mục thần thông, rút cục hắn cũng đã có phát hiện. Tại một góc cung điện cách xa chiến đoàn có xuất hiện lục khí nhàn nhạt, nhạt. Cho dù ở dưới linh mục thần thông thì vẫn đạm nhạt vô cùng, dường như là trong suốt hư vô. Chỗ kia là nơi quỷ vật ẩn núp, hàn lập thoáng dùng mình, hơn cân nhắc một chút hắn không tiếc mạo hiểm thôi thuốc lam mang trong mắt ý định muốn nhìn rõ bản thể của yêu vật này kết quả ngoại trừ hắc mang như tờ ẩn hiện trong lục khí thì hắn còn thấy được một viên châu như thủy tinh đang lơ lửng tại đó chuyển động chậm chạp vô cùng ngay lúc hàn lập nhìn thấy vật đó thì viên châu cũng đồng thời đình chỉ chuyển động mặt ngoài của nó thoáng hiện một tia lục quang lóe lên rồi vụt tắt hàn lập biến sắc ánh lam mang trong mắt bỗng chốc biến mất hắn mơ hồ cảm thấy tại lúc phát hiện ra viên châu thì vật đó đồng thời cũng tựa như có linh tính phát hiện ra hắn đang quan sát chẳng qua hắn tin tưởng trực giác của mình đủ nhanh ngưng linh mục thần thông đủ quyết đoán nên đối phương tuyệt đối không thể phát hiện được vị trí của hắn cho dù thần thông của đối phương lớn hơn nữa nhưng lúc này cũng không dám mạnh mẽ phóng ra thần thức điều tra vị trí của hắn lúc đó thả ra thần niệm chưa chắc đã có thể khám phá được thuật ẩn thân của thái nhất hóa thanh phù mà chỉ sợ sẽ khiến mấy yêu vương cùng hai đầu minh lôi thú đang đả đấu sẽ phát giác hắn tin tưởng quỷ vật này sẽ không làm ra một hành động thiếu khôn ngoan đến vậy quả nhiên một lát sau một cỗ thần niệm mỏng như tơ khẽ quét qua chỗ hắn nhưng không hề phát hiện được chút dị thường nào trong lòng hàn lập lúc này mới thả lỏng nhưng đang lúc hắn cân nhắc xem cứu hai nữ nhân đi như thế nào thì trong huyết vụ bỗng truyền ra một tiếng hống to cuộc chiến đã phát sinh biến hóa huyết vụ quay cuồng từ hồng sắc quang mang đại phóng một thân ảnh đang nhanh chóng biến lớn trong nháy mắt tử huyết khôi lỗi đã cao đến hai mươi mấy trượng hiện ra từ trong huyết phụ, hơn nữa thân hình nó còn đang không ngừng to ra. Mà ở một bên đầu vai khôi lỗi có một gã huyết bào nhân đang đứng chắp tay sau lưng. chương 1496, cơ hội, tử huyết khôi lỗi xuất hiện, sáu mắt đồng thời chuyển động, từng tia huyết mang quỷ dị không ngừng lưu chuyển trong mắt. Nó huy động cây huyết sắc cự phủ trong tay chém thẳng xuống phía trước. cự phủ chẳng khác gì một tòa núi nhỏ, tuy chưa hạ xuống nhưng một cỗ kình phong kinh người đã không ngừng giết gào đánh tan ngân sắc điện hồ phía dưới. Một tiếng thú giống từ trong lôi quang phát ra, hồ quang vừa tan ra đã như sống lại đan dệt vào nhau tạo thành một cây ngân sắc lôi kiếm nghênh đón cự phủ. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên, huyết mang điện hồ giao kích, chui cự phủ rung lên bần bật rồi gãy ra từng khúc, phút chốc biến thành hư ảo. Lôi quang chợt lóe, mấy đạo thanh sắc chảo mang dài hơn trượng bắn thẳng tới tử huyết khôi lỗi. Huyết bào nhân đứng trên đầu vai tử huyết khôi lỗi thấy vậy thì khẽ hử lạnh một tiếng, đoạn há miệng phun ra một đoàn tinh huyết rồi vung tay chỉ về phía chảo mang. Đoàn tinh huyết này quay tròn hóa thành một cây huyết sắc trường thương, sau đó nhanh chóng bắn đi. Phốc phốc, vài tiếng vang lên, huyết thương trong nháy mắt đã xuyên thủng chảo mang rồi đánh thẳng vào trong đoàn lôi điện bên dưới. Ngân quang đột nhiên lóe lên, một bóng ảnh minh lôi thú to lớn được phóng đại mấy lần từ trong lôi điện xuất hiện. Nó há miệng nuốt lấy huyết sắc trường thương, sau đó lại phun ra một đạo điện hồ thô to hóa thành một đầu ngân dao nhắm thẳng đến huyết bào nhân. Một đôi huyết mục phía trước tử huyết khôi lỗi chợt lóe phóng ra hai đạo huyết quang vừa đúng lúc đánh lên trên điện dao. Cả hai đồng thời tán loạn tiêu thất, tử huyết khôi lỗi, huyết bào nhân và một con minh lôi thú giao thủ nhanh như chớp, nhưng lại không phân ra cao thấp. Lúc này vô số lục ti trong huyết vụ bắn nhanh về phía không trung, trong nháy mắt đã tụ lại. Lục quang chấp động không ngừng, một thân ảnh thon thả cước thải kim hoa xuất hiện đây đúng là Mộc Thanh. Cùng lúc đó, âm phong tại phủ cận cũng điên cuồng rít lên, phía trong lộ ra thân ảnh Mỹ phụ đầu bạc. Sắc mặt hai người ngưng trọng vô cùng, bốn mắt không chấp nhìn chầm chầm vào con thú trước mặt. Minh lôi thú phía đối diện thấy vậy thì thần sắc càng trở lên dữ tợn tại lôi điện mãnh liệt phía dưới lại xuất hiện thêm một bóng ảnh con thú nữa, thể tích so với con trước nhỏ hơn một chút. Nhìn hai con minh lôi thú, sắc mặt Mỹ phụ đầu bạc trở lên khó coi, bà ta thì thào. Nơi đây lại có đến hai đầu minh lôi thú, thảo nào ta cứ suy nghĩ không biết tại sao minh lôi thú lại lợi hại đến vậy khiến Chu đạo hữu lần trước vừa tiến vào đã lập tức vẫn lạc. Bây giờ nói điều này có ích lợi gì, thần dịch cùng linh mạch nơi đây hòa làm một thể, muốn chặt đứt mối liên hệ này thì cần tranh thủ thêm thời gian. Ba người chúng ta chỉ còn cách liều mạng, huyết bào nhân hừ lạnh một tiếng, tâm tình tựa hồ cũng không được tốt. Một thanh cùng Mỹ phụ đầu bạc nghe vậy thì liếc mắt nhìn nhau. Biểu hiện của huyết bào nhân như vậy cũng bởi không biết kẻ nào đã tiêu diệt phân thân lưu lại bên ngoài của hắn nên cho dù hắn có nổi trận lôi đình ngay tại đây cũng không có gì kinh ngạc. Huyết đạo hiếu, thời gian từ lúc hóa thân ngươi lưu lại bên ngoài bị diệt đến nay cũng đã không ít, hơn nữa lại là trước khi minh lôi thú trở về. Xem ra nơi này trừ bỏ hai con minh lôi thú hẳn còn có tồn tại khác. Chúng nó chắc cũng không chỉ đứng ở bên ngoài mai phục chúng ta mà hẳn đã lẻn vào đây. Nói không chừng đang xem cuộc chiến giữa chúng ta và minh lôi thú, hàn quang trong mắt mộc thanh lóe lên chậm rãi nói cho dù biết thì thế nào hai con minh lôi thú này đã khó đối phó đâu còn có thể để tâm thêm vào việc khác ta thủy trung không thể cảm ứng được ấn ký lưu trên người hàn tiểu tử xem ra hắn quả thực đã bị minh lôi thú tiêu diệt quả là đáng tiếc mỹ phụ đầu bạc thở dài một hơi nếu minh lôi thú trở về nhanh như vậy thì khẳng định hàn tiểu tử khó giữ được tiểu mệnh nhưng dù gì đi nữa thì việc đối phó với minh lôi thú trước mắt cũng quan trọng hơn Hai con mãnh thú này tuy rằng linh trí không cao nhưng cũng có một thân thần thông lôi thuộc tính khắc chế công pháp của ta. Tính ra chỉ có lục túc đạo hữu mới có thực lực cùng chúng đối kháng trực tiếp, chỉ tiếc rằng hắn đang phải chặt đứt linh mạch nên không thể phân thân. Xem chừng chúng ta chỉ còn cách liều mạng một phen, về phần kẻ tiêu diệt phân thân bên ngoài của ta nếu đến lúc này chưa dám hiện thân thì hiển nhiên do thực lực không đủ, không đủ gây sức ép. Chỉ cần cẩn thận một chút không để đối phương có cơ hội đánh lén là được. Huyết bào nhân cũng bỗng nhiên mở miệng một trong hai bóng ảnh minh lôi thú phía đối diện thể tích bỗng nhiên biến lớn, há to mồm táp về phía ba người. Con kia khẽ cúi đầu, độc giác phía trên đại phóng, điện quang trói mắt, mấy đạo ngân hồ thô to nổ vang đánh về phía mấy người. Bản thể của hai con minh lôi thú phía dưới cũng đồng thời khu động lôi điện chi lực huyến hóa ra vô số ngân sắc lôi cầu đánh về phía huyết phụ trước mặt. Sắc mặt Mỹ phụ đầu bạc trầm xuống, đầu vai run lên, trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một quỷ ảnh tóc dài, âm phong từng trận từ trên người quỷ ảnh tuôn ra trên người một thanh bùng lên thanh quang vô số thanh ti nhanh chóng bắn ra về phần huyết bào nhân thì vẫn đứng tại chỗ cũng không hề nhúc nhích nhưng sáu mắt của tử huyết khôi lỗi phun ra sáu đạo quang trụ đỏ như máu huyết phụ cũng đồng thời quay cuồng không cam chịu yếu thế cuồn cuộn ập về phía lôi cầu trong phút chốc tam đại yêu vương cùng hai minh lôi thú lại lao vào chiến đấu từ bên ngoài chỉ thấy huyết phụ quay cuồng tiếng sấm rền vang vô số dị tượng trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ đám người mộc thanh vào trong đó Hàn Lập lẳng lặng đứng ở phụ cận lối vào, khẽ cao mày. Nếu không có sự tồn tại của đạo lục khí kia thì hết thảy đều đơn giản. Chỉ cần hắn thừa dịp mấy tên yêu vương cùng minh lôi thú đánh nhau kịch liệt nhất thời không thể phân tâm thì chấp cơ hội ra tay cướp người. Đám người Mỹ phụ đầu bạc thì minh hà thần nhũ hơn phân nửa sẽ buông tay không truy đuổi hắn. Nhưng lúc này lại xuất hiện một đạo lục khí không biết rõ chi tiết, vạn nhất nó ra tay ngăn cản thì mọi việc chẳng phải là hỏng bét sao. Hàn Lập cũng không tình nguyện chịu nguy hiểm ánh mắt Hàn Lập chấp động không ngừng, các loại ý niệm không ngừng chuyển động trong đầu. Theo thời gian trôi qua, cuộc chiến giữa Minh Lôi Thú cùng Tam Đại Yêu Vương ngày càng kịch liệt, các loại thần thông uy lực kinh người lần lượt được thi triển. Hai con Minh Lôi Thú tựa hồ biết nếu kéo dài cuộc chiến sẽ vô cùng bất lợi với chúng nên nôn nóng vô cùng, công kích càng lúc càng cuồng mãnh. Bản thể bọn chúng đứng giữa vạn đạo lôi hồ, độc giác trên đầu cũng lớn hơn mấy lần, từ phía trên không ngừng bắn ra từng đạo điện quang như thiên ngoại thần mâu, mỗi một kích lại chấn lui ba đại yêu vương về phía sau mấy bước. Hai con minh lôi thú chiếm lấy thượng phong chèn ép ba đại yêu vương, nhưng nếu để đánh bại ba đại yêu vương trong khoảng thời gian ngắn thì quả thực rất khó khăn. Hàn lập thấy tình hình như vậy thì nhíu mắt, thân hình hư vô từ từ lướt về phía xa. Bất kể nói thế nào thì cứ tới cạnh hai người nguyên giao nguyên lệ hãng tính tiếp, sự tình khác chỉ có thể tùy theo hoàn cảnh. Hai người này hắn nhất định phải cứu đi vì sợ tam đại yêu vương cùng hai con minh lôi thú đang chiến đấu phát hiện ra sự tồn tại của hắn nên hàn lập di động vô cùng thông thả, hơn nữa trong đại điện còn một tồn tại có cảnh giới hơn xa hắn. Cho nên dù có sử dụng thái nhất hóa thanh phù nhưng dưới toàn bộ thần niệm cường đại của hợp thể cấp thì tỷ lệ bị phát hiện cũng không nhỏ. Cũng may những kẻ này đang đánh nhau sống chết nên không thể phân tâm vào chuyện này. Hàn lập khẽ thở ra một hơi thật dài, từ từ di chuyển từ phụ cận chiến trường đến một góc đại điện khác, bên cạnh nhị nữ ánh mắt hắn nhanh chóng đảo qua hai người nguyên giao. Trong khoảng cách gần như vậy, Hàn Lập nhìn rõ từng đường tơ máu li ti như ẩn như hiện trên khuôn mặt hai người. Nếu không phải bởi khoảng cách gần và nhờ linh mục thần thông phụ trợ thì người thường rất khó nhận ra. Hàn Lập nhíu mày, hai người bị địa huyết lão quái dùng huyết phù cấm chế không chế. Đây là một loại tà thuật vô cùng lợi hại, dùng ích tà thần lôi hoặc vệ linh thiên hỏa đều có hiệu quả phá giải. Chẳng qua phệ linh thiên hỏa đã được bố trí tại bên ngoài lối vào nên lúc này chỉ có thể dùng ích tà thần lôi để phá bỏ cấm chế. đương nhiên hiện tại vẫn chưa đến lúc động thủ, cấm chế vừa phá thì không những bản thân bị lộ mà địa huyết lão quái cũng lập tức cảm ứng được. Trong lòng Hàn lập suy nghĩ như vậy, hắn thu hồi ánh mắt rồi lại nhìn về phía phát hiện ra lục khí. Vật này chắc hẳn có liên quan đến lũ quỷ vật bên ngoài, hắn cũng không tin đối phương chỉ lẳng lặng đứng xem, chỉ là thời cơ ra tay của đối phương chưa tới mà thôi. Điều này chứng tỏ tính nhẫn lại của đối phương cũng thật kinh người. Mọi ý niệm nhanh chóng xoay chuyển trong đầu Hàn Lập, hắn chỉ có thể quyết định tạm thời bảo trì tình thế. Huống hồ nguyên nhân khiến hắn kiên kỵ nhất là lục túc kẻ có thần thông lớn nhất trong nhóm yêu vương địa uyên giờ này vẫn chưa xuất hiện. Hắn tuy không biết hành tung của đối phương nhưng linh cảm nói với hắn rằng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua sau khi Hàn Lập chuyển mắt khỏi chỗ đám lục khí nhìn lại thủy trì bên cạnh chiến đoàn thì thâm tâm giấy lên mối nghi ngờ yêu vương lục túc có phải đang ở bên dưới hay không. Bởi cho dù cung điện to lớn như vậy nhưng ngoại trừ thủy trì này thì không còn chỗ nào có thể giấu người. Đáng tiếc là mặt nước đám xương khói lượn quanh mặt nước lại có thần hiệu ngăn cản thần thức. Lúc Hàn Lập thoáng đảo thần thức qua đó thì cảm nhận được linh vụ màu trắng này ẩn chứa linh khí tinh thuần vô cùng, ngay cả hắn cũng ít thấy, tựa hồ chỉ cần hít lấy một hơi bạch vụ này là có thể tránh được mấy ngày khổ tu. Đây cũng là lý do vì sao Hàn Lập liếc mắt một cái liền nhận định thứ trong thủy trì chính là Minh Hà thần nhũ. Hàn Lập bắt đầu cảm thấy kỳ quái, tại sao ba người Mộc Thanh không lấy nước trong thủy trì mang đi? Cho dù hai con minh lôi thú này vô cùng lợi hại nhưng chưa đến mức có thể ngăn cản không cho ba người bọn có cơ hội áp sát thủy trì lấy đi thần nhũ. Đặc biệt ba người là cũng đã chiếm cứ khoảng không ngay phía trên thủy trì, nên việc lấy nước bên dưới lại càng không phải việc khó. Nhưng sau suy nghĩ lại một chút thì Hàn Lập đã hiểu được. Cũng không phải dưới thủy trì kia có bầy đặt cấm chế lợi hại gì khiến ba gã yêu vương không dám mạo muội ra tay, mà chỉ là phương pháp lấy minh hà thần nhũ chắc chắn có chút quỷ dị khiến bọn họ không dễ dàng lấy được. Nói không chừng việc lục túc không có mặt ở đây cũng liên quan đến việc này. Hàn lập nghĩ vậy nên lại càng không muốn mạo muội xuất thủ. Hàn vẫn đứng yên một bên quan sát cuộc chiến bên kia, hoặc để ý đến động tĩnh của đoàn lục ký. Tuy rằng hắn không thể chế trụ ấn ký trong cơ thể quá lâu nhưng nhìn tình hình cuộc chiến phía kia đã trở lên vô cùng kịch liệt, cùng bộ dạng nôn nóng của minh lôi thú thì tùy thời đều có thể phân ra thắng bại. Quả nhiên, Hàn Lập dự đoán không sai. Chỉ khoảng một tuần trà sau, hai con minh lôi thú rốt cuộc cũng không kìm nén nổi, chúng bắt đầu liều mạng. chương 1497, Hoàng Tước, phía dưới lục trì sương mù quay cuồng từng trận, một cỗ linh khí tinh thuần từ đó tràn ra ngoài khiến mặt đất phụ cận rung lên bần bật. Hai minh lôi thú sợ hãi nhìn nhau, chúng đồng thời giống to, hồ quang trên người chợt tắt. Toàn thân chúng bỗng dựng thẳng lên đứng bằng hai chân sau một cỗ quái phong đen như mực tràn ra bốn phía vây quanh hai quái thú không ngừng quay cuồng. Mỹ phụ đầu bạc cùng đám người Mộc Thanh thấy vậy trong lòng run lên. Từ kinh nghiệm phong phú, bọn họ tất nhiên biết được sự việc phát sinh sắp tới không có gì tốt đẹp. Hai con minh lôi thú này đang chuẩn bị thi triển thần thông lợi hại nào đó. Mỹ phụ khẽ kêu lên một tiếng, tóc bạc bỗng chốc dài ra đâm thẳng tới phía trước. Vô số bạch mang phá không xạ suốt bao trọn lấy hắc mang vào trong. Mỗi sợi bạch mang đều thẳng tắp như châm, phát ra âm thanh bén nhọn, uy lực vô cùng. Còn một thanh tay bắt pháp quyết, hà quang trên người đại phóng. Một hoa ảnh to bằng miệng bát xuất hiện trôi nổi ngay trước mặt rồi biến thành pháp luân đủ mọi màu sắc. Cánh pháp luân mỏng manh vô cùng, nó quay tròn một vòng rồi vô thanh vô tức bắn đi. Nhất thời, trên không trung hàn mang dày đặc, bạch mang trải rộng khiến người ta kinh hãi vô cùng. Hai loại thần thông này vừa thấy đã biết không tầm thường. Chỉ là một chuyện ngoài dự kiến xuất hiện, nhị thú trong hắc phong không hề có hành động. Bạch mang cùng pháp luân đầy trời bắn thẳng vào đó, tiếng va chạm chát chúa vang lên, tất cả các công kích đều bị bắn ngược về. Hai loại công kích dường như đánh lên trên tường đồng vách sắt vậy. Nhị nữ nhất thời ngẩn ra, lúc lúc này, Hắc Phong quay tròn một trận rồi bắt đầu tản ra để lộ hai yêu vật hình người dung mạo dữ tợn. Trên đầu chúng mang độc giác, người đầy vải bạc đây đúng là minh lôi thú ban đầu hóa thành. Tứ chi cùng thân hình của chúng đều rất giống nhân hình. Điều khiến sắc mặt mấy người Mộc Thanh trở lên ngưng trọng chính là sau khi nhị thú vừa hiện hình lập tức phung tay khắp động pháp quyết, há miệng phun ra một chiếc cờ nhỏ màu đen phủ đầy hắc vụ cùng một pháp bàn vô cùng tinh xảo, bạch hà vạn đạo. Không tốt, mau ngăn cản chúng lại, chúng muốn thôi động cấm chế nơi này. Huyết bào nhân phản ứng trước tiên, cả kinh quát to. Lời của hắn vừa rớt thì cũng lập tức thúc giục tử huyết khôi lỗi bắn ra một đôi đoạn kiếm dài độ vài tấc, kiếm quang chợt lóe hóa thành hai đạo huyết quang đánh thẳng đến hai kiện khí vật kia. Hai minh lôi thú hình người tựa hồ sớm đã có phòng bị nên đồng thời lắc đầu, hai căn độc giác trên đầu bắn ra hóa thành hai đạo lôi quang trực tiếp nghênh đón huyết quang. Oanh oanh, hai tiếng nổ vang lên, độc giác và huyết quang vừa va chạm đã bộc phát ra điện quang chói mắt, hai cây độc giác dùng thế lôi đình đánh nát hai thanh đoàn kiếm. Uy lực to lớn đủ để người ra trợn mắt cứng miệng. Cũng khó trách, độc giác này chính là bộ vị cứng rắn nhất trên mình nhị thú, hơn nữa đã được chúng tế luyện không biết bao nhiêu vạn năm, xét riêng về độ cứng mà nói thì chắc chắn không thua đao kiếm cấp linh bảo. Hơn nữa chúng lại được hai mãnh thú dùng toàn lực sau khi biến thân thôi động nên có thể tưởng tượng ra được uy năng to lớn của nó. Chẳng qua hai cây độc giác cũng không chỉ có một đòn này, vừa đánh tan huyết quang nó đã lập tức biến mất tại chỗ một cách quỷ dị. Ngay sau đó, hai đạo lôi quang từ hư không bắn ra, tiếng sấm nổ vang, khoảng cách với huyết bào nhân chỉ khoảng mấy trượng. Nó không chút do dự đánh ra một kích lôi đình tiếp theo hai đầu minh lôi thú này hiển nhiên cũng đã nhận ra trong ba người thì huyết bào nhân có thực lực yếu nhất nên định hợp lực tiêu diệt kẻ này trước. Huyết bào nhân cả kinh, chỉ là hai cây độc giác có độn tốt quá nhanh nên muốn né cũng không còn kịp. Hắn kinh sợ, huyết quang lóe lên, hai đạo huyết ảnh từ trên người lập tức bắn ra che ở phía trước mặt. Đây đúng là huyết khôi lỗi mà hắn tế luyện. Huyết sắc trường bào trên người hắn cũng lóe lên hóa thành một tầng huyết sắc quang cháo bao bọc lấy toàn thân. Hai con huyết khôi lỗi này cho dù thực lực không kém nhưng hai cây độc giác bỗng hợp lại thành một hóa thành một cây lôi trùy, điện quang chợt lóe, nó xuyên qua thân thể huyết khôi như xuyên qua gỗ mục rồi đánh lên người huyết bào nhân. Hai huyết ảnh trong tiếng lôi minh tan biến mất, còn tầng huyết sắc quang cháo cũng chỉ có thể ngăn cản một chút rồi bị xé rách như giấy. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trước ngực huyết bào nhân xuất hiện một lỗ máu to bằng miệng bắt ăn cơm. Dị quang trong mắt huyết bào nhân lấp lóe, hai tay vận chuyển như bánh xe liên tục đánh lên trên người chỉ một hơi đánh ra đã có hơn 10 đạo huyết sắc phù triện quỷ dị xuất hiện. Một lỗ máu lớn như vậy nhưng chưa từng chảy ra một giọt máu, tất cả huyết nhục bên cạnh khẽ động đẩy, chúng đang nhanh chóng khép lại. Thấy tình hình như vậy thần sắc Mỹ Phụ và Mộc Thanh cũng dịu đi. Nếu huyết bào nhân quả thực bị giết thì chỉ bằng hai người bọn họ cũng không thể ngăn cản hai con minh lôi thú này bao lâu. Nhưng lúc này lôi trùy từ đằng sau huyết bào nhân tự động quay lại. Nó nhắm thẳng về phía đầu hắn, nhưng không chờ mộc thanh cùng mỹ phụ ra tay ngăn cản thì hắc ảnh chợt lóe xuất hiện trong hư không một từ hùng thủ trưởng bạt ra tuy rằng bàn tay này to lớn dị thường nhưng động tác lại nhanh đến mức khó có thể tin chỉ thấy cự thủ thoáng mở đi rồi lại hiện ra chớp mắt đã bắt được cây lôi chùy kia vào trong tay chỉ là ngay lúc đó tiếng sấm rền vang cũng không ngừng truyền ra từ trong cự thủ lôi chùy phát ra vô số điện quang như ngân xà loạn vũ thoáng chốc đã bắn ra từ khe hở năm ngón tay chớp lên vài cái Lôi trụy đã về tới chỗ hai minh lôi thú hình người rồi lại tách ra làm hai, một lần nữa biến thành ngân sắc độc giác trở về trên đỉnh đầu cả hai. Nhị giác vẫn lập lè ngân quang, có vẻ trong đợt giao thủ kịch liệt vừa rồi vẫn chưa từng bị thương tổn chút nào. Chẳng qua nhờ vào khoảng thời gian trì hoãn này mà nhị thú phía đối diện cũng đã thôi động thành công pháp bàn và tiểu phiên trước người. Chúng đồng thời há miệng phun ra hai đoàn tinh huyết hóa thành huyết vụ lên trên pháp khí. Tiểu phiên cùng pháp bàn chợt lóe quang mang hấp thụ sạch sẽ huyết vụ tiểu phiên bỗng hóa thành một đoàn ô vân phóng thẳng lên cao, chớp mắt đã nhập vào trong đỉnh điện không thấy bóng dáng, còn pháp bàn lại hóa thành một đạo bạch khí chui thẳng xuống lòng đất. Mộc thanh cùng Mỹ phụ đầu bạc cả kinh, nhưng chưa đợi hai người tiếp tục ra tay cuốn lấy nhị thú thì dị biến đột nhiên nổi lên. Chỉ thấy đỉnh điện vô cùng tinh xảo trên đỉnh đầu bỗng đại phóng linh quang, từng đạo hắc sắc phù văn hiện ra, chúng tự động hợp lại với nhau tạo thành một pháp trận cực lớn. Pháp trận trên đỉnh điện chớp động hắc quang, ở trung tâm có một điểm đen như mực, cuồng phong gào thét tựa hồ như cường mãnh mở ra một không gian thông đạo tại đó. Cùng thời gian, phía dưới mặt đất cũng đại phóng bạch quang, từng đoàn phù văn to bằng nắm tay nổi lên khỏi mặt đất. Lục Trì vốn không ngừng rung lên cuộn trào dậy sóng trong nháy mắt khi phù văn xuất hiện thì trong đoàn xương khói quay cuồng hiện ra một kim sắc pháp trận. Quang trận từ trong xương mù xuất hiện từ từ nhô cao bóng chốc bao phủ trọn thủy trì, hơn nữa kim mang chói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng tuy rằng không biết được khi cực quang trận bao phủ thủy trì sẽ phát sinh chuyện gì nhưng phần đất phía ngoài thủy trì trong nháy mắt đã biến mất mộc thanh cùng mỹ phụ đầu bạc liếc qua vừa sợ vừa giận tuy rằng hai người quyết không tin rằng lục túc sẽ bị nhốt lại một cách đơn giản như vậy nhưng một khi đã kích phát cấm chế này thì cũng khiến trong khoảng thời gian ngắn muốn lấy được thần nhũ thì đúng là không có khả năng càng phiền toái chính là tòa hắc sắc quang trận trên không trung đang không ngừng bành trướng đem bọn họ bao phủ vào bên trong Gương mặt nhị thú trở lên giữ tợn càng điên cuồng, từng mảng trần trên đỉnh đại điện bắt đầu rơi xuống. Kể từ đó, các nàng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là rời khỏi khoảng không phía trên lục trì hoặc là trực tiếp đối mặt với cấm chế này. Một đạo hữu hai người chúng ta liên thủ một kích trước hết đánh nát vật này. Điệu huyết huynh, đành phiền huynh dùng tử huyết khôi lỗi hiểm hộ chúng ta. Ngay lúc một thanh hơi do dự thì trong tai nàng vang lên âm thanh già nua của Mỹ phụ đầu bạc. Tâm niệm nàng khẽ chuyển, gật gật đầu, tựa hồ cũng chỉ còn cách này. Cùng lúc đó, huyết bào nhân đứng trên tử huyết khôi lỗi cũng nhận được truyền âm tương tự. Vết thương chí mạng trước ngực hắn lúc này đã khép lại được 7-8 phần, ngoại trừ thần quang trong mắt ảm đạm đi vài phần thì cũng không có vấn đề gì lớn cả. Nghe được truyền âm của phụ nhân, huyết bào nhân thoáng nhíu mày đảo mắt nhìn qua bàn tay tóm lấy lôi chùy lúc trước của tử huyết khôi lỗi. Chỉ thấy phía trong bàn tay cháy đen một mảng, còn ẩn ẩn truyền đến mùi khét lẹt. Huyết bào nhân thở dài một hơi rồi chậm rãi gật đầu, rồi bỗng nhiên sờ vào trong tay áo lấy ra một hộp gỗ kim sắc. Trong miệng hắn lầm nhầm, nhất thời nắp hộp mở ra, bảy đạo độn quang nhan sắc bất đồng từ bên trong bắn ra. Quang mang tắt đi, bảy con khôi lỗi hình dạng khác nhau xuất hiện, những khôi lỗi này có con giống phi linh nhân, cũng có con là nửa người nửa yêu, thậm chí còn có hai khôi lỗi hình dạng linh trùng, một con run thật lớn, lại có một con giống như kiến cảng phóng lớn vô số lần bảy con khôi lỗi này tất cả đều được luyện chế thành từ kim trúc mặt ngoài thân thể trải rộng phù văn hiển nhiên đây là đồ vật mà địa huyết lão quái tỉ mỉ luyện chế mỹ phụ đầu bạc thấy vậy thì khóe miệng khẽ cười thân hình quay tròn từ trên người bay ra tám cỗ hắc khí bên trong mơ hồ nhìn thấy tám bóng người mặc hắc giáp đây đúng là tám âm giáp quỷ vương bị mỹ phụ thu hồi lúc trước hiện giờ đã khôi phục nguyên khí tám quỷ vương vừa xuất hiện liền lập tức phân ra tám hướng bao quanh mỹ phụ rồi khoanh chân ngồi xuống âm khí đen như mực trên người tràn ra trong nháy mắt huyến hóa thành một đám mây đen dày đặc. một thanh bên kia cũng bắt đầu thi pháp, thân người khẽ rung lên, da thịt toàn thân lập tức biến thành sắc thanh biếc, hai tay liên tục bắt quyết, vô số thanh ti huyến hóa mà ra, từng mảnh kỳ hoa dị thảo trong nháy mắt xuất hiện xung quanh nàng ta. hai đầu minh lôi thú hình người trên không nhìn thấy hết thảy nhưng căn bản mặc kệ ba người thi pháp, hai bọn chúng toàn thân không ngừng thiểm động linh quang, toàn lực thôi động pháp trận trên không chúng tựa hồ rất tin tưởng vào uy lực của cấm chế nơi này. Mắt tê hấy song phương đã lập tức phải quyết sinh tử, hàn lập tránh ở một góc thần sắc thoáng động. Hơn 10 khỏa thanh sắc viên châu đã xuất hiện trong tay. Hai mắt hắn híp lại nhìn về một hướng khác của đại điện. Ở bên kia, lục khí cùng viên châu rốt cục cũng bắt đầu có hành động. chương 1498, ra tay, ánh mắt hàn lập chấp lên, viên châu như thủy tinh trước mắt hắn bỗng biến mất không thấy bóng dáng cho dù dùng thần thông minh thanh linh mục cũng không thể dò ra. Hàn lập thoáng dùng mình, vội vàng phóng ra toàn bộ thần thức bao phủ phạm vi mấy trượng xung quanh. Hắn không muốn bị người ta áp sát rồi đánh lén một cách thần không biết quỷ không hay. Tuy khả năng này cực thấp nhưng cũng cần phải cẩn thận. Hàn lập khẽ quay đầu nhìn về phía hai người nguyên giao gần trong gang tắc rồi lại nhìn chiến đoàn cách đó không xa, bàn tay nắm lôi châu siết chặt thêm vài phần. Cho dù đã kinh qua nhiều sóng to gió lớn nhưng giờ phút này hắn cũng không khỏi hồi hộp hắn biết rất rõ, bản thân chỉ có một cơ hội xuất thủ cứu người. Nếu thất bại thì cung điện này sẽ là mồ chôn của hắn, hơn ngàn năm khổ tu bị hủy trong phút chốc. Loại cảm giác đứng giữa lần danh sinh tử này khiến hắn cũng khó có thể bình tĩnh. Lúc này ở phía xa, Mộc Thanh cùng Mỹ Phụ Đầu Bạc đã bắt đầu liên thủ công kích hắc sắc pháp trận. Còn bảy con kim trúc khôi lỗi do huyết bào nhân tế ra lại che chở trước hai người, đảm nhiệm công tác hộ vệ. Sáu mắt của tử huyết khôi lỗi thoáng chuyển nhưng vẫn không nhúc nhích chỉ thấy mỹ phụ bước trong sương đen bỗng nhiên tiếng quỷ khiếu chói tai vang lên từ bên trong xuất hiện một quỷ trào bạch cốt trắng nhởn quỷ trào này hướng về hư không đánh ra một trào từng đầu ngón tay phóng ra từng đoàn hôi sắc quang cầu to bằng quả trứng chim bắn ra phía trước còn phiến hoa cỏ xung quanh mộc thanh cũng nhanh chóng xoay chuyển hòa quyện vào nhau chân thân mộc thanh đứng trong linh quang trói mắt từ đó bắn ra một đạo lục sắc quang trụ quang trụ này chỉ một màu xanh óng ánh giống như kết tinh từ hổ phách nhìn qua cực kỳ quỷ dị hai loại công kích thoáng lóe lên đã tới phía dưới hắc sắc quang trận. Hồi sắc quang cầu không ngừng giãn nở, còn lục sắc quang trụ lại vô thanh vô tức, cả hai đồng thời đánh lên trung tâm pháp trận. Trên không trung, hai minh lôi thú hình người thấy vậy thì trong mắt lóe lên hung quang, chúng liên tục bắt quyết thôi động hắc sắc quang trận. Ầm ầm, một tiếng nổ thật lớn vang lên, từ trong trung tâm quang trận tràn ra một cỗ hắc phong. Đoàn gió lúc này cuồng mãnh như đao, trong gió có tinh quang chớp động, vô số hạt cát đen như mực sen lẫn trong đó. Bão cắt cùng quang trụ, quang cầu vừa va chạm vào nhau thì âm thanh bạo liệt vang lên từng hồi, trong pháp trận không ngừng lóe lên các loại quang đoàn. Lát sau, một cỗ hôi lục sắc quang hà xuất hiện ngăn chặn thế xuống của hắc sắc quang trận. Hai bên nhất thời lâm vào thế rằng co, nhưng các đen trào ra theo hắc phong cũng trở lên liên miên không dứt. tiếng bão cắt xào sạc dần dần áp hôi lục quang hà xuống phía dưới. Mộc thanh thấy vậy thì nét mặt hiện ra dị sắc, nàng khẽ vung tay lấy ra một đoạn nhánh cây. Vật này không dài quá ba thước, phía trên lác đác có vài phiến lá xanh nhạt chỉ là mặt ngoài tràn đầy linh khí sức sống giạt rào đoạn mộc thanh trực tiếp ném nhánh cây này lên không trung lục quang đại phóng cành cây trong nháy mắt hóa thành một cây nhỏ cành lá xung xuê toàn thân tinh oánh như bích ngọc sắc mặt mộc thanh ngưng trọng cúi đầu khẽ niệm khẩu quyết thân cây này điên cuồng lớn lên rồi bắt đầu quay tròn vô số lá cây rời khỏi cành chập trờn bay múa như vạn kiếm chiêu tông tất cả bắt đầu gia nhập vào đoàn công kích trên không trung Thanh thế khiếp người, một đạo hiếu thần thông quả thực cao siêu. Từ trong âm vân truyền ra thanh âm kinh hỉ của mỹ phụ đầu bạc. Hư, làm đạo hiếu, người cũng đừng lên giấu bài nữa. Ta không tin người chỉ có một chút thần thông đó. Một Thanh phất tay ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời, không hề quay đầu lại chỉ nhàn nhạt đáp lời. Hắc hắc, từ trong âm vân truyền ra tiếng cười âm trầm của mỹ phụ. Tiếp đó tám quỷ vương bỗng nhiên trường khiếu, âm khí gần đó bắt đầu quay cuồng ngưng tụ lại, quỷ ảnh từ bên trong chấp động không ngừng tiếng quỷ khóc ngày càng lớn. Một thoáng sau, âm vân tan hết, một thân ảnh cực lớn từ trong âm vân xuất hiện, thân ảnh này cao chừng bảy tám thước, bên ngoài mặc một bộ cổ chiến giáp đen nhánh, trên tay cầm một thanh đại truy. Mặt ngoài chiến giáp có vô số gai đen phủ khắp cùng vô số ngân sắc hoa văn huyền ảo vô cùng. Còn về thanh trùy này có kiểu dáng vô cùng kỳ lạ, tuy rằng nhan sắc đen thùi nhưng phía ngoài lại được khảm đồng thời tám đầu khô lâu màu trắng. Từng chiếc khô lâu này không ngừng há miệng gào thét phun ra từng đoàn hắc khí khiến người ta không lạnh mà run. Thân ảnh này đúng là Mỹ phụ đầu bạc sau khi hóa thân, còn tám chiếc khô lâu trên thân chủy rõ ràng là do tám gã âm giáp quỷ vương hóa thành. Một thanh nhìn thấy cảnh này thì thần sắc khẽ động, chỉ là nàng chưa kịp mở miệng nói gì thì sắc mặt Mỹ phụ đầu bạc trở lên âm lệ, ném quái chủy về phía không trung. Tiếp theo hai tay bà ta huy động đánh ra một đạo pháp quyết cổ quái. Đại truy nhất thời xoay tròn, tám đầu khô lâu trên đó phát ra tiếng quỷ khiếu chói tai từ trong miệng phun ra từng đoàn âm khí cuồn cuộn quét về phía không trung